Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Lãnh Tử Hy, một cô bé mồ côi với số phận éo le. Trong một giấc mộng vô tình mở ra chiếc ngọc bội không gian. Ý thức được tình thế, cô bé quyết định bán của cải lấy tiền mặt, tích lũy gia sản lên đến vài tỷ đồng vật tư. Rồi một ngày định mệnh, cô bị xe tông và xuyên không đến thập niên 60. Tại đây, Lãnh Tử Hy gặp được người định mệnh của đời mình. Cô giúp anh mở ra không gian bí ẩn và trong lúc vô tình, cả hai người khôi phục ký ức. Nhờ đó, họ biết được chân tướng của việc xuyên không, hóa ra tất cả đều là do một người đứng sau sắp đặt. Với ý chí kiên cường và tình yêu đông đầy, họ cùng nhau vượt qua những thử thách, tìm kiếm bảo tàng và xây dựng lại cuộc đời mới trong một thời đại đầy khó khăn và biến động. Chương một trong mộng báo động trước 2027 năm ít thị mổ khu biệt thự Ánh trăng chiếu sáng lên biệt thự lý chính ở ngũ say lãnh tử hy, nàng đang ở trong mộng trải qua kỳ quái cảnh tượng. Trong mộng thế giới là ở thập niên 60, 70, một tòa đơn sơ tiểu viện, phòng ngồi một vị mặt xám như tro tàn nữ hài, nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Lãnh tử hy đương nhìn về phía kia nữ hài bộ dáng, kinh ngạc không thôi thế nhưng cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liền ở nghi vấn khi có người tới gõ cửa, đông đông đông, trên giường nữ hài rốt cuộc có động tĩnh, đi ra ngoài mở cửa. Cửa đứng vị trường một trương mặt chữ điền quân nhân, đại khái 40 tới tuổi tả hữu. Trong tay cầm cái phong thư chậm rãi đi vào tới giảng, tử hy, cô bá bá tới xem ngươi. Nữ hài suy yếu ứng hắn, cô bá bá có chuyện gì sao? cô cường nhìn trước mắt yếu ớt nữ hài đồng tình tử hy đây là quốc gia bổ tiền an ủi ngươi thu hảo không cần quá thương tâm muốn tỉnh lại lên ngươi ba mẹ không còn nữa còn có tô bá bá còn có mặt khác bá bá ở tử hy chậm rãi kết đưa qua phong thư tại đây một khắc rốt cuộc khống chế không được khóc tê tâm liệt phế ba mẹ hy sinh làm nàng không dám tưởng đây là thật sự trong hiện thực lãnh tử hy cũng bị trong mộng tiếng khóc dọa tỉnh sờ sờ trên mặt nước mắt chậm rãi lên đi đến đổ nước uống cảm giác trong mộng phát sinh sự giống như là chính mình thể nghiệm quá giống nhau trong mộng nữ hài bởi vì cha mẹ hy sinh thương tâm không thôi liền nhớ tới hai năm trước chính mình cha mẹ bởi vì phi cơ sự cố cuối cùng chính mình cũng trở thành một cô nhi ba mẹ qua đời sau đem khổng lồ lãnh thị tập đoàn để lại cho ta nhưng đối mặt trong nhà một đám tham lam thân thích đều tưởng chia cắt một phần sau trực tiếp cùng bọn họ chặt đứt sở hữu quan hệ nhưng mà chính mình ở công ty chỉ làm phía sau màn động sự công ty tắt giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ xử lý cũng đúng là bởi vì cha mẹ sự, chính mình thiếu chút nữa đến bệnh trầm cảm còn hảo khuê mật làm bạn mới tỉnh lại lên, nàng đem toàn bộ thời gian đều dùng để bồi ta mãn thế giới chạy. Hiện tại cũng tỉnh lại đi lên, liền ở trở về mấy ngày nay thế nhưng đều ở làm đồng dạng mộng. Trong mộng tựa như hoa quốc thập niên 60, 70 bộ dáng, này rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu. Nàng cùng chính mình lớn lên tựa như sinh đôi tỉ muội xem ra chuyện này biến càng ngày càng mê mang tổng cảm giác muốn phát sinh chuyện gì giống nhau đột nhiên di động linh vang quy lâm thúc có chuyện gì. Tử Hy A, à, trở về không, nhà các ngươi nhà của bên này muốn phá bỏ di dời, ngươi lại đây thêm cái văn kiện, xem trong nhà còn có ngươi lưu luyến có thể đều lấy về đi thu hảo. Hảo buổi chiều liền qua đi cảm ơn lâm thúc, nhà của bên kia là trong nhà ban đầu trụ địa phương xem ra là muốn đi xem cuối cùng liếc mắt một cái rốt cuộc có rất nhiều hồi ức ở bên kia. Cha mẹ là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vì cái này da có thể quá thượng hảo nhật tử mỗi ngày vội tới vội đi mặc kệ công ty nhiều vội đều sẽ trừ thời gian bồi ta. Chính mình cũng không như vậy cô đơn, ai ngờ bởi vì 20 tuổi sinh nhật bọn họ vì gấp trở về cho ta ăn sinh nhật liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến. Bởi vì 20 tuổi sinh nhật hại ba mẹ xảy ra sự cố, lúc ấy cảm thấy chính mình chính là cái tội nhân, thiếu chút nữa từ bỏ sinh mệnh đi theo đi, bị khuê mật phát hiện trực tiếp đem ta đánh tỉnh. Lãnh tử hy, ngươi cảm thấy thúc thúc cùng A-di là vì ai như vậy liều mạng nỗ lực công tác ngươi đâu cứ như vậy từ bỏ chính mình, bọn họ khẳng định hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại biết không? Nghe khuê mật tiếng mắng suy nghĩ thật lâu, đúng vậy ba mẹ khẳng định hy vọng chính mình hảo hảo tồn tại liên quan bọn họ kia phân hảo hảo tồn tại. Bởi vì việc này khuê mật làm ta đi giải sầu, nơi nơi chạy, nàng yên lặng bồi chính mình vượt qua vui sướng 2 năm cũng chậm rãi đi ra bóng ma. Chuyện này làm lãnh tử hy hiểu không quản như thế nào đều phải hảo hảo tồn tại mang theo ba mẹ kia phân tín niệm hảo hảo tồn tại không thể cứ như vậy từ bỏ nhân sinh. Đi ra ngoài hai năm, trước hai tuần về đến nhà, cũng là mấy ngày nay liên tục làm đồng dạng mộng, mấy ngày đều là một cái cảnh tượng tổng cảm giác có phải hay không phải có cái gì đại sự phát sinh. Chương hai ngọc bội không gian. Buổi chiều lái xe đi lão phòng, trực tiếp đi tìm Lâm Thúc, Lâm Thúc là ba lão hữu, dẫn theo đồ vật lên lầu đi. Ấn hai hạ môn linh đợi một phút tả hữu, một cái trung niên nam mở cửa, Lâm Thúc đã lâu không thấy, ngài vẫn là bộ dáng cũ hắc hắc. Trung niên nam tử cười nói, tử hy, trở về liền hảo ngươi thoạt nhìn hiện tại thật nhiều, ta cứ yên tâm lạp, mau tiến vào, nhìn trước mắt cái này đại chất nữ tay dẫn theo đồ vật liền nói, người tới là được sao còn đề nhiều như vậy đồ vật làm gì. Đây đều là ta ở bên ngoài mang về tới đặc sản, nho nhỏ tâm ý ngài yên tâm thu là được. Tới 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 mau buông ta hiện tại lấy văn kiện cho ngươi xem xem, trong nhà có điểm loạn tùy tiện ngồi. Liền tỏ vẻ ngồi chờ không vội, lâm thúc gia vẫn là bộ dáng của thật hoài niệm A. Khi còn nhỏ thường xuyên cùng ba ba tới chơi đợi 5 phút tả hữu lâm thúc cầm văn kiện ra tới nói, tử hy đây là phá bỏ di dời bồi thường văn án, ngươi xem hạ có cái gì yêu cầu ta bên này cho ngươi sửa sửa. Tiếp nhận văn kiện nhìn kỹ, trong nhà căn hộ kia là 80 bình phương tả hữu mặt trên tỏ vẻ bổ một bộ tân phòng, vẫn là trực tiếp chuyển tiền mặt. Nghĩ nghĩ gần nhất phát sinh sự, tổng cảm giác rất kỳ quái, lâm thúc ta không nghĩ muốn phòng, trực tiếp tiền mặt đi là được, không có biện pháp trong tay phòng cũng nhiều, lại đến một bộ không hảo xử lý liền trực tiếp chuyển tiền mặt cho thỏa đáng có thể ta giúp ngươi thu phục, ngươi liền lưu cái tài khoản là được đến lúc đó tiền xuống dưới trực tiếp đánh tới ngươi trong thẻ. Cảm ơn Lâm Thúc, trực tiếp viết số thẻ cùng yêu cầu, ký tên đem văn án đề cấp Lâm Thúc. Lâm Thúc tiếp nhận văn kiện cười nói, ngươi đứa nhỏ này trưởng thành hiện tại cũng có ý nghĩ của chính mình không tồi, ngươi ba mẹ ở dưới chính suối cũng yên tâm, nhớ rõ nhân sinh lộ còn trường, phải hảo hảo sinh hoạt biết không. Hảo đâu Lâm Thúc yên tâm ta sẽ nhớ kỹ, không có gì sự liền về trước gia nhìn xem có cái gì thu thập, có rảnh thỉnh ngài ăn cơm lâm thúc cười hảo 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 lần sau nhất định đi cứ như vậy cùng lâm thúc từ biệt bò nhiều hai tầng lâu cầm chìa khóa mở cửa đi vào nhìn đã trống trổng phòng ở nơi này đều là tràn đầy hồi ức nhìn khi còn nhỏ sinh hoạt địa phương tâm tình không khỏi có điểm hạ xuống đi vào ba mẹ phòng xem bên trong chỉ còn lại có một chiếc giường một cái tủ quần áo yên lặng ngồi ở mép giường chua xót nhìn hết thảy nói ba mẹ yên tâm nữ nhi sẽ hảo hảo tồn tại liên quan các ngươi kia phân chờ mong sống sót Yên lặng nhìn nhà ở từ dọn ra đi chúng ta rất ít trở về, ba mẹ cũng không có cho thuê đi ra ngoài. Rất nhiều đồ vật chúng ta đều đặt ở này đương lưu luyến, mở ra tủ quần áo nhìn xem nên mang đi đều mang đi. Chuẩn bị mở ra ngăn kéo khi nửa ngày lôi ra tới, dùng một chút lực bắt tay hoa khai một đạo cái miệng nhỏ lưu thật nhiều huyết, ngăn kéo cũng bị ta rút ra. Như vậy khó mở ra. Xem ra thật là lâu lắm vô dụng, cúi đầu kiến giải tốt nhất giống có cái gì rơi xuống ngồi xổm xuống thân nhặt lên, khó trách như vậy khó mở ra nguyên lai like bởi vì này khối ngọc bội rớt ở ngăn kéo phía dưới tạp trụ, dùng một chút lực rút ra ngay cả mang ngọc bội cũng ra tới. Trực tiếp nhặt lên đông nhìn xem tây nhìn xem này ngọc bội, trong trí nhớ giống như chưa từng gặp qua này khối ngọc bội, chẳng lẽ là ba mẹ quên có như vậy khối ngọc bội. Nhìn mặt trên cho bụi dùng tay nhẹ nhàng mặt khai nhưng mà đã quên tay còn giữ huyết, đúng lúc này chính mình một mắt nhìn huyết bị ngọc bội hít vào đi, sợ tới mức chạy nhanh vứt bỏ ngọc bội quỳ xuống ngồi dưới đất cái gì tới còn hút máu, bình tĩnh hạ tâm tình lại lần nữa nhặt lên tới khi liền chỉ chớp mắt đến một cái xa lạ địa phương. ngẩng đầu nhìn dưới chân là xanh mượt thảo trong lòng tới câu ta thảo, đây là gì lại nhìn kỹ liếc mắt một cái, nhìn từng khối nhìn không tới cuối hắc thổ địa. Lãnh tử hi nghĩ này không phải là trong tiểu thuyết mặt thường viết không gian đi, trên đời này thế nhưng thật sự không gian thế nhưng vẫn là bị ta phát hiện. Đây là đi rồi cái gì cứt chó vận, chạy nhanh mở cửa đi vào xem, trong phòng mặt có 5 cái phòng một cái phòng bếp một cái phòng vệ sinh, lại xem phòng khách qua phỏng chừng có 7-80 chục bình. Chương 3 Độn hóa thượng. Yên lặng thưởng thức cái này trống rỗng phòng khách, liền một cái bàn, nhưng mà trên bàn phóng cái giống ống trúc giống nhau đồ vật phỏng chừng chính là trong tiểu thuyết mặt nói ngọc ống. Cầm lấy ngọc ống khi trong nháy mắt phi tiếng trong đầu, nguyên lai like đây là lãnh gia tổ tiên lưu lại ngọc bội, truyền tới hiện tại cũng chưa phát hiện bên trong huyền bí, ngọc bội đến bây giờ mới mở ra, chính mình xem như gặp vận may cứt chó không gian trong phòng mặt thời gian là yên lặng năm cái phòng tận cùng bên trong kia gian phòng là vô hạn này đến là cỡ nào gia trâu không gian a phòng ở bên ngoài là vạn mẫu ruộng tốt có thể loại bất luận cái gì lương thực cùng trái cây còn có 100 mẫu dược điền một cái hà một trường trong phòng nhỏ mặt có gian dược phòng đi trước đệ nhất gian phòng nhìn xem đệ nhất gian phòng phòng ngủ một trương cái giá giường một trương giường la hán bàn trang điểm tủ quần áo đều là tốt nhất gỗ xưa rất có nghệ thuật cảm khắc hoa không gian nguyên chủ nhân phỏng chừng là cái rất có phẩm vị nữ nhân, ngay cả tủ quần áo đều là tràn đầy cổ trang. Trước đi ra ngoài không gian, không gian xuất hiện tổng cảm giác muốn phát sinh cái gì, liên tưởng gần nhất là mộng có thể hay không giống tiểu thuyết như vậy xuyên qua đâu. Nếu là thật xuyên qua liền phải hảo hảo kế hoạch mới được. Xem ra muốn đem tài sản thanh toán hạ, nên bán ra đều bán ra lưu trữ độn vật tư. Đi ra ngoài, lập tức xuất hiện đến ba mẹ phòng, Ngọc bội không thấy sợ tới mức ta kiểm tra thân thể phát hiện hữu cánh tay nhiều cái giống con bướm giống nhau bớt, mặc kệ nhiều như vậy chạy nhanh đem lão phòng nên thu thập đều phóng tới không gian đi, sau đó trực tiếp lái xe hồi biệt thự gọi điện thoại cho chính mình trợ lý. Làm hắn đem chính mình trên tay cổ phiếu thanh toán hạ, lại liên hệ mấy cái công ty hợp tác một ít lão tổng có không có hứng thú thu mua. Lại lấy ra bút giấy viết muốn chuẩn bị vật tư. Lâm trợ lý bên kia, này lão bản đây là cái gì thao tác thật không hiểu được ai ai làm chính mình là cái người làm công chỉ cần nghe theo là được lập tức đi xử lý những việc này. Lấy ra di động xem trong thẻ ngạch trống có 6.000 nhiều vạn, đầu tiên nhớ tới không gian vạn mẫu đồng ruộng, vậy trước xuất phát đi hạt giống bán sĩ thị trường. Tới mục đích địa trực tiếp đi một nhà nhìn không tồi cửa hàng liền kêu, lão bản ngươi nơi này hạt giống đầy đủ hết sao. Lão bản cười tủm tỉm nói, tiểu thư cứ yên tâm đi ta nơi này có trên thị trường toàn bộ hạt giống, ngài muốn nhiều ít đâu tử hy nói thẳng các loại tới một tấn càng nhanh càng tốt lão bản nghe xong vui vẻ kêu có 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 này chuẩn bị ba ngày có thể chuẩn bị đầy đủ hết ngài giao năm vạn tiền đặt cọc liền có thể hóa đưa đến ngài bên kia lại chuyển đuôi khoản là được ngươi khai đơn đi trực tiếp đưa đến ta viết cái kia địa chỉ là được địa chỉ là trong nhà vùng ngoại thành bên ngoài một ngàn bình phương kho hàng hiện tại bên kia vừa lúc có thể có tác dụng phụ cận cũng chưa người trụ vừa vặn có thể dùng để thu thập vật tư cứ như vậy giao tiền đặt cọc cùng lão bản từ biệt liền đi địa phương khác nhìn hạ, đi dạo hơn 10 phút nhìn đến một nhà gia vị cửa hàng, vừa lúc động điểm gia vị trực tiếp cùng lão bản đính trên thị trường nên có mỗi dạng 30 tấn. Lão bản cũng là dọa nhảy dựng sau đó cười tủm tỉm nói, không thành vấn đề ba ngày có thể điều đến hóa đến lúc đó trực tiếp đưa ngài kho hàng đi là được, xin hỏi cái này tiểu thư ngài đính nhiều như vậy đồ vật là muốn làm cái gì đâu đã sớm tưởng hảo lấy cớ cười nói, trong nhà muốn khai chuỗi siêu thị yêu cầu đại lượng vật tư này vừa lúc nhìn đến ngươi cửa hàng đồ vật đều khá tốt liền lập tức đến xong tỉnh ta nơi nơi chạy đúng không ha ha. Lão bản nghe cũng không hỏi vui vẻ đi khai đơn dù sao cũng không liên quan chính mình sự có tiền tránh ai quan tâm cái này, này riêng là từ trước tới nay lớn nhất đơn thực mau xử lý tốt. Làm xong này phê vật tư thiên cũng chậm rãi trời tối giao xong tiền đặt cọc chạy nhanh về nhà hy vọng thật đều chính mình tưởng như vậy, dù sao cũng không gì, động cũng không lỗ chương 4 động hóa hạ. Lái xe về đến nhà hồi tưởng hạ hôm nay sự, cảm giác quá không hiện thực nhưng lại thực minh xác cảm thụ được. Thuận theo tự nhiên đi, lúc này di động điện báo biểu hiện là khuê mật Tống Nghiên, Nghiên bảo tìm ta chuyện gì. Tống Nghiên gọi vào khi bảo mau ra đây ăn cơm tới chỗ cũ, ở bên này chờ ngươi u. Hảo đâu chuẩn bị hạ liền xuất phát, treo điện thoại ngẫm lại hôm nay phát sinh sự trừ bỏ chính mình ai đều không thể nói, liền tính lại tính nhiệm người cũng không thể nói ra một giờ sau tới vạn bảo trai trực tiếp đi ta chuyên dụng ghế lô một mở cửa liền nhìn đến ở chơi di động khuê mật tống nghiên tống nghiên nghe được động tỉnh ngẩng đầu xem cười kêu khi bảo tới mau ngồi xuống ăn cơm đều là ngươi thích ăn ăn xong chúng ta đi dạo phố nghiên bảo thật ngoan chờ hạ hảo hảo bồi ngươi đi dạo phố vội vàng ngồi xuống từ từ ăn cơm đột nhiên nghĩ nghiên bảo gia là y dược xí nghiệp nghiên bảo có chuyện này muốn làm ơn ngươi hạ chuyện gì có thể làm được nhất định giúp ngươi chuyện của ngươi chính là chuyện của ta có thể làm bá phụ hỗ trợ chuẩn bị 5.000 vạn lớn lớn bé bé bệnh tật dược vật, còn có 2.000 vạn chữa bệnh khí giới sao? Tống nghiên nghe kinh ngạc đến ngay người nói, khi bảo là phát chuyện gì sao? Ngươi chuẩn bị nhiều như vậy dược vật làm cái gì ngươi nơi nào không thoải mái vẫn là như thế? Nào không cần làm ta sợ? Không có việc gì, chính là tưởng chuẩn bị một đám vật tư quyên đến châu Phi đi. Ngươi cũng biết lần này từ châu Phi cảm thấy bên kia thực thiếu loại này vật tư, nghĩ thầm còn hảo tìm hảo lấy cớ bằng không thật không biết giải thích đâu. Tống Nghiên cảm thấy Hy Bảo quả nhiên thiện giải nhân ý, yên tâm đêm nay trở về liền cùng ba nói chuyện này một vòng nội chuẩn bị hảo cho ngươi. Tới chúng ta mau ăn chờ hạ đi ra ngoài hảo hảo đi dạo. Hai người cơm nước xong liền xuất phát đi thương trường, cơ bản ở mỗi nhà cửa hàng đều nhìn xem. Sấn Nghiên bảo không chú ý cùng các cửa hàng trưởng đặt hàng các loại mặt nạ, thủy nhũ, tinh hoa, mặt sương, các loại đồ trang điểm từ từ, mỗi dạng một vạn bộ đưa đến vùng ngoại thành kho hàng, lập tức đi 5.000 vạn tâm đang nhỏ máu. Ba ngày sau Lâm trợ lý đem công ty cổ phần tìm hảo người mua bán ra thành công, buổi chiều trong thẻ đến trướng 5800 triệu, cái này có tiền thu thập các loại vật tư. Đem phía trước đặt hàng vật tư đều kết cục khoản, lần này nên đi độn lương. Lãnh tử hy đi vào đế đô lớn nhất lương thực bán sĩ thị trường đi đại càng quét. Cùng lão bản giảng, lương thực các loại giá cả gạo đến 10 vạn tấn, đậu nành, bắt chờ ngũ cốc các 5 vạn tấn. Lại chạy tới ở nông thôn trại chăn nuôi đính thượng đẳng thịt heo, thịt bò, thịt dê, gà, vịt, ngỗng, không gian giống như có một trường, lại chạy tới mua tiểu kê, tiểu vịt, ngỗng, tiểu trư từ từ các loại muốn mười đối. Vì không cho người hoài nghi, phi nước ngoài động hóa có gì động gì đều ấn tấn độn, ngay cả vũ khí nóng cũng độn. Đủ loại sống hải sản cùng cá nước ngọt loại, trong không gian nước sông thế nhưng có thể dưỡng hải sản, đặt ở bên trong cũng có thể tồn tại. Thật là kinh hỉ không thôi, thực mau liền bay đi các quốc gia độn đại lượng hải sản cùng cá nước ngọt còn ở quốc nội cũng đụng thập niên 60, 70 hy hữu vật, radio, các loại đồng hồ, 28 đại gian xe đạp, tủ lạnh, máy giặt, tivi, đều là cái kia niên đại dùng, trực tiếp tìm được một nhà chuyên môn làm loại này nhà xưởng, trực tiếp đem bọn họ tồn dư hóa toàn bắt lấy, làm đến xưởng trưởng đương trường khóc lóc thảm thiết cảm tạ nàng. Lại đi một nhà đại xưởng quần áo đem nhà bọn họ tồn các loại 70, 80 niên đại, vải thô, sắc lương bố, vải bông từ từ tồn kho toàn bắt lấy. Bay đi tân cương độ 10 vạn cân bông, các loại bốn kiện bộ, chăn bông, tơ tầm bị 10 vạn bộ, các một vạn kiện quân áo khoác, áo lông vũ từ từ. Ăn chính cũng ở cả nước các nơi độn không sai biệt lắm 200 triệu, chính mình ăn 10 đời đều ăn không hết. Còn có các loại đồ ăn vặt, kẹo cũng độn mười mấy tấn, đường trắng, đường đỏ mấy chục tấn. Đồ dùng sinh hoạt cũng chuẩn bị băng vệ sinh, nước giặt quần áo, bột giặt, xà phòng thơm, dầu gội khăn giấy từ từ các ba nghìn trương. Mẫu anh đồ dùng cũng độn các loại thẻ bài sữa bột, tả giấy, quần áo từ từ các năm nghìn trương. Thực mau ba tháng đi qua, nên độn đều độn, tiền cũng hoa còn dư lại 200 triệu. Trực tiếp ở ngân hàng đổi thành thỏi vàng, bởi vì mặc kệ thỏi vàng ở thời đại nào đều là thông dụng hóa. Ba tháng trong lúc phá bỏ di dời khoản cũng tới rồi, trên đường Tống Nghiên hỏi ý hỏi qua chính mình vì sao đem cổ phần bán đi sự cũng giải thích rõ ràng. Trong tay phòng ở cũng đều bán ra xong, còn quyên 8.000 vạn cấp từ thiện cơ cấu trên người chỉ chừa 100 vạn trong khoảng thời gian này chi tiêu dù sao cũng không biết gì thời điểm xuyên đi. Bởi vì mỗi ngày đều ở làm đồng dạng mộng, đã thực minh xác sẽ ở không biết thời kỳ xuyên đi. Muốn xuyên việc này không cùng Tống Nghiên giảng sợ nàng lo lắng, thuận theo tự nhiên đi, chờ thật phát sinh ngày đó hy vọng nàng không cần quá khổ sở, còn cũng may luật sư trong tay để lại phong thư cho nàng, đến lúc đó nàng liền biết tình huống. Chương năm xuyên Trực tiếp dọn đến khách sạn trụ, hưởng thụ phao tắm xem bên ngoài thưởng thức thành thị này, ngựa xe như nước chen vai thích cánh đèn rực rỡ lộng lẫy như nước chảy tiếng người ồn ào cao lầu sang sát đèn đuốc sáng trưng phồn hoa phố phường cao ốc building, điên náo nhiệt phi phàm tưởng tượng đã có khả năng sẽ xuyên đến một cái xa lạ thành thị trong lòng có điểm chờ mong cũng có chút hoảng liền sợ chính mình sẽ ở cái kia thời đại không được tự nhiên chờ xuyên đến cái kia niên đại nhàm chán khi có thể xem trước thời gian đao loạt cốt phim truyền hình cùng tiểu thuyết đủ chính mình xem cả đời Ngày hôm sau buổi sáng bị tiếng chuông đánh thức, Tống Nghiên gọi điện thoại ước chính mình đi dạo phố, lập tức rời giường thu thập hảo chính mình ra khách sạn. Đi đến đường cái biên nhìn đối diện ngồi ở màu đỏ xe thể thao chờ Tống Nghiên, vui vẻ kêu Nghiên bảo xem không xe trực tiếp đi qua đi. Đúng lúc này một chiếc xe từ ngã tư đường bay nhanh lao tới trực tiếp đem ta đâm bay, không phải đâu này đáng chết cốt truyện không phải là muốn xuyên đi, nằm trên mặt đất nhìn Tống Nghiên bay nhanh chạy tới ôm ta, thật sự không sức lực nói chuyện yên lặng nhìn Tống Nghiên ôm ta, ta cũng nghe không đến nàng nói gì liền khóc rối tinh rối mù. Cười sờ nàng dùng cuối cùng một hơi nói, nghiêng bảo vĩnh biệt lạc. Lại lần nữa tỉnh lại khi cảnh tượng là trong mộng phòng, lập tức phản ứng lại đây quả nhiên là đi vào thời đại này. Lãnh tử hy vào lúc này đầu đột nhiên một đoạn không thuộc về nàng ký ức trực tiếp truyền phát tin, Nguyên thân cũng kêu lãnh tử hy, năm nay 16 tuổi trước hai ngày cha mẹ song song hy sinh, ngày hôm qua tô bá bá đưa tới tiền an ủi sau nguyên thân thương tâm muốn chết đến phát sốt. Cứ như vậy không ai chiếu cố đi xuống cùng cha mẹ đoàn tụ, thật là đáng thương qua. Lại lần nữa tỉnh lại chính là xuyên tới lãnh tử hy, thở dài nói cốt truyện này quả nhiên lạc, đáng tiếc mới 16 tuổi cứ như vậy không ở trên đời. Vút ngực nói ngươi an tâm đi theo cha mẹ đoàn tụ đi, chính mình sẽ mang theo ngươi kia phân hảo hảo tồn tại. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác nói xong câu đó cảm giác cả người nhẹ nhàng thật nhiều. Phỏng chừng là nguyên thân nghe được an tâm rời đi. Ngồi dậy chậm rãi hồi tưởng thời đại này cùng Hoa Quốc giống nhau phát triển nhưng là vĩ nhân không giống nhau này hẳn là cùng Hoa Quốc giống nhau phát triển song song thế giới. Hiện tại là 1969 năm 7 tháng 17 ngày, Nguyên Thân mới vừa cao trung tốt nghiệp, vốn là vui mừng sự tình, kết quả thông tri nàng cha mẹ hy sinh tin tức. Nguyên Thân không có dư thừa thân thích, phụ thân là cô nhi bằng chính mình bản lĩnh ở bộ đội từng bước một bò đến bây giờ đoàn trưởng vị trí mẫu thân cũng là cái cô nhi gặp được một vị lão trung y nhìn trúng nàng thiên phú đem suốt đời tinh hoa đều dạy cho nàng ở bộ đội dựa một thân bản lĩnh đương quân y bởi vì hai người tham gia tiền tuyến chiến tranh hy sinh lưu trữ nữ nhi duy nhất một người đối mặt kết quả nguyên thân thương tâm muốn chết phát sốt không ai chiếu cố cũng đi theo đi tính tới đều đi vào nơi này hảo hảo đối mặt đi lộc cộc tiếng vang lên đây là mấy ngày không ăn cơm như vậy đói đột nhiên nhớ tới ai nha không biết không gian đi theo tới không đi vào đi vào quen thuộc mặt cỏ nhìn này hết thảy cười ha ha lên còn hảo còn hảo không gian đi theo tới chạy nhanh chạy đi vào xem hạ vật tư đều ở chạy nhanh lấy ra mấy chén cháo từ từ ăn lên nguyên thân mấy ngày không ăn cái gì không thể lập tức ăn quá du đồ ăn chỉ có thể ăn cháo vừa ăn vừa nghỉ có không gian khắp nơi cái này ăn không đủ no thời đại là lớn nhất chỗ dựa uống xong cháo đi đến bên ngoài nhìn mênh mông vô bờ thành thục lương thực dọa nhảy dựng lúc này mới bao lâu khoảng cách gieo đi mới một tháng liền thành thục lạp hơn nữa vẫn là dùng ý niệm chậm rãi gieo đi, không sai cái này trong không gian có thể dùng ý niệm làm ruộng, lập tức không thể lâu lắm, nhà ở hậu viện còn có một ngụm giếng nước, giếng nước thủy không phải trong tiểu thuyết mặt viết cái loại này linh tuyền bao trị bách bệnh, nhưng là cường thân kiện thể tiêu trừ mệt nhọc vẫn là có thể. Này đó lương thực ở cái này lương thực khuyết thiếu, bá tánh ăn không đủ no thời đại đều là bảo bối, hiện tại ở chính mình trong mắt đều là tiền tiền ha ha ha. Chương 6 phát hiện kinh hỷ Nghỉ ngơi xong ra không gian nhìn này nhỏ hẹp phòng, trước sửa sang lại trong nhà tiền tài trước, trở lại chính mình phòng nhỏ căn cứ trong trí nhớ từ đáy giường hạ lấy ra một cái hộp sắt. Toàn bộ đảo ra tới đến đến bên trong có 365 khối bảy mao tiền, có mấy trương phiếu gạo, phiếu thịt, nguyệt sự phiếu, bố phiếu qua wow, không thể tưởng được nguyên thân tồn nhiều như vậy tiền A. Hồi tưởng hạ này đó đều là nguyên thân cha mẹ cho nàng tiền tiêu vặt, nàng cũng chưa loạn hoa tồn hảo hảo kia ta liền không khách khí nhận lấy đây chính là tại đây tiền lương người đều 20 nhiều khối thời kỳ là bút cự khoản đâu. Cầm tiền cùng phiếu trở lại cha mẹ phòng trực tiếp đem tiền an ủi phong thư cầm lấy tới xem, nhớ rõ tô bá bá nói là 8.000 khối, đây là cha mẹ dùng mệnh đổi lấy, trực tiếp đem nó thu vào không gian không có so không gian càng an toàn địa phương. Nhớ rõ cha mẹ đem đầu to tiền đặt ở đáy giường tiếp theo cái lỗ nhỏ bên trong, chạy nhanh đem giường đẩy ra dọn buông lỏng kia mấy khối gạch đem bên trong một cái trương gỗ lấy ra tới trực tiếp mở ra xem bên trong phóng một quyển sổ tiết kiệm nhìn kim ngạch dọa đến ta ngoan ngoãn suốt 10 vạn khối không đúng a à lấy cha mẹ chức nghiệp liền tính không ăn không uống cũng tồn không đến nhiều như vậy tiền a à. lại xem hạ trương bên trong còn có hai bó tiền mặt đếm hạ suốt hai nghìn khối đều là 10 nguyên một trương dọa người như vậy có tiền a à, sẽ không còn có đi nhìn kỹ hạ trong trương quả nhiên có phát hiện cái trương có khối tấm ngăn nhẹ nhàng mở ra bên trong là suốt cá đỏ dạ a. Tim đập gia tốc chạy nhanh lấy ra tới đến đến suốt 30 khối cá đỏ dạ, phát tài ha ha, lấy ra nhất phía dưới một tầng cá đỏ dạ sau phát hiện có phong thư. Mở ra phong thư bên trong có trương giấy viết thư cùng một trương giấy dai, trước mặt kệ cái kia giấy dai lập tức mở ra tin nhìn đến tiểu hy, đưa ngươi nhìn đến này phong thư khi ba ba mụ mụ phỏng chừng đã không ở trên đời này. Chúng ta thấy thẹn đối với ngươi làm ngươi mỗi ngày cho chúng ta lo lắng hải hùng, phải hảo hảo sinh hoạt không cần quá thương tâm, ngươi đã lớn lên lạp phải hảo hảo chiếu cố chính mình nhớ rõ muốn điệu thấp làm người chờ quốc gia vượt qua cái này nổi bật đừng làm chính mình ở vào thời khắc nguy hiểm thức người muốn lưu tâm mắt kế tiếp ta muốn nói ngươi nhớ lấy chờ quốc gia vượt qua cái này nổi bật ngươi lại đi lấy ra tới hảo hảo vì ngươi hậu đại suy nghĩ ba ba không phải cô nhi là lãnh gia gia tộc duy nhất hài tử gia tộc bọn ta là mấy trăm năm lão gia tộc khai quốc trước ngươi gia gia nhận thấy được gia tộc có kẻ phản bội bán nước sau đó đem gia tộc toàn bộ tài sản chuyển dời đến một cái đỉnh núi sau lại ba ba bị bí mật đưa ra đi sửa tên đi bộ đội bọn họ vì gia tộc tài sản lãnh gia nhân viên toàn bộ bị nước nhật người giết sạch còn có kia trương giấy giai thượng bản đồ chính là gia tộc bảo tàng mà nhớ lấy muốn thu hảo trong trương thỏi vàng cùng tiền tiết kiệm đây là ba mẹ để lại cho ngươi tương lai mấy năm chi tiêu ngươi muốn tàn hảo chúng ta trộn cho ngươi ở năm hoàng mua một tòa tiếng tiểu viện tử chìa khóa ở trong trương địa chỉ ít 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 ngõ nhỏ khế nhà ở tứ hợp viện hầm hầm ở trong phòng bếp còn cho ngươi sắp tới tồn một đám lương thực bé ngoan đến lúc đó bộ đội thu hồi phòng ở ngươi liền dọn đến tứ hợp viện đi, thanh thản ổn định tìm cái công tác vượt qua cái này quá độ kỳ, ba ba mụ mụ tin tưởng quốc gia. Sẽ chậm rãi hảo lên đến lúc đó không cần lo lắng chịu sợ. Ba ba mụ mụ yêu nhất nhà của chúng ta tiểu hy, chúng ta tin tưởng liền tính không ba ba mụ mụ ở tiểu hy cũng giống nhau có thể hảo hảo sinh hoạt tin tưởng chính mình. Ái người ba ba mụ mụ. Nguyên thân ba mẹ cũng là thật yên tâm nàng, trong lòng lại cảm động lại kinh hỉ nghĩ thầm yên tâm ba ba mụ mụ ta sẽ mang theo các ngươi nữ nhi thân thể điệu thấp làm người, ngồi chờ quốc gia mở ra khi hảo hảo phát huy lãnh gia huy hoàng làm gia tộc bọn ta phát dương quan đại. Đem trong tay đồ vật thu hảo mở ra xem hạ giấy giai thượng bản đồ biểu hiện ở đế đô vùng ngoại thành một ngọn núi thượng chờ vội xong này trận lại đi đem nó thu hồi đến không gian không vội này nhất thời dù sao cũng chạy không thoát hắc hắc. Đem dường di hảo vị trí, ở mở ra tủ quần áo ngăn kéo có mụ mụ đặt ở bên ngoài thượng tiền giấy kiểm kê hạ có 869 khối năm mao tiền, có 50 cân cả nước phiếu gạo cùng đường phiếu, bố phiếu từ từ. Có này đó phiếu chính mình liền không lo không phiếu, bên trong còn có khối hoa mai biểu mang lên còn mang đẹp. Chương 7 thu thập phòng ở. Đem ba mẹ phòng toàn bộ thu thập nên đóng gói đều đóng gói, bận việc nửa giờ nhìn trên mặt đất không nhiều lắm bao vây, lại chạy tới chính mình phòng sửa sang lại nhìn tủ quần áo y phục bên trong bao thật nhiều nga liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nguyên thân cha mẹ nhiều ái nàng, nguyên thân chính mình rất có tài hoa mới 16 tuổi cao trung tốt nghiệp từ nhỏ đến lớn học tập đều là cầm cờ đi trước cũng không làm ba mẹ nhọc lòng, đặt ở hiện đại thỏa thỏa mỹ nữ học bá. Hoa một tiếng rưỡi đem toàn bộ trong nhà đều sửa sang lại thu thập hảo, tổng kết tiền tài tiền tiết kiệm 10 vạn, tiền mặt hai nguyên, 50 cân phiếu gạo, các loại phiếu định mức 57 trương, còn thừa lương thực gạo 20 cân, bột mì 10 cân, thô lương 30 cân, bình giữ ấm hai cái, quân dụng ấm nước hai cái phượng hoàng bài nữ sĩ xe đạp một chiếc, tám cân trọng chăn bông năm trương, thang đá bếp lò một cái từ từ. Quá mệt mỏi thu thập nhà ở, ra một thân hãng chạy nhanh lấy bộ quần áo tiếng không gian tắm rửa đi, thuận tiện ăn xong cơm chiều ngủ ở không gian, bên ngoài thật sự quá nhiệt vẫn là không gian độ ấm không nóng không lạnh thoải mái, cứ như vậy xuyên tới ngày đầu tiên bận rộn vượt qua. Ngày hôm sau sáng sớm trong không gian đang ngủ say lãnh tử hy bị đông 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 thanh âm đánh thức, sợ tới mức chạy nhanh bò dậy ai sớm như vậy tới quấy rầy, vội vàng thu thập hảo chính mình ra không gian đi mở cửa. Mở cửa ngẩng đầu xem là trong mộng vị kia tô bá bá, nhẹ giọng kêu lên tô bá bá ngày sớm như vậy tới có chuyện gì sao? Tô Cường nói đến tử hy a ngượng ngùng sớm như vậy quấy rầy ngươi, là cái dạng này phía trên muốn thu hồi ngươi hiện tại trụ người nhà phòng, ta suy nghĩ nếu không ngươi chuyển đến nhà ta trụ, ngươi một người bên ngoài ta cũng không yên tâm, hiện tại lập tức khó tìm phòng ở. Tô bá bá không cần như vậy phiền toái, ba ba ở sinh thời cho ta mua cái tiểu viện, đến lúc đó ta dọn qua bên kia là được. Tô Cường vừa nghe quả nhiên lão lãnh còn phải là lão lãnh gì đều cấp an bài hảo, ngươi một người trụ ta cũng không yên tâm, nhìn trước mắt thiếu. Nữ trong mắt cái loại này bén nhọn ánh mắt, thở dài tưởng nha đầu này phỏng chừng là tính toán hảo cũng không bắt buộc, ngày thường có rảnh khi nhiều đi xem nàng đi. Nghĩ thầm đương nhiên muốn chính mình trụ lạp, một chút cũng không nghĩ ăn nhờ ở đậu, lại mà là ta có không gian trong người trụ nhà người khác một chút cũng không có phương tiện tô cường đột nhiên nghĩ đến bộ đội giống như có điều hai ngày này mới vừa về hưu quân quyển nếu không như vậy tử hy gần nhất có điều mới vừa xuất ngũ quân quyển ngươi nếu là không chê nói có thể nhận nuôi nó vừa vặn hắn có thể giúp ngươi giữ nhà ngươi một người ta thật sự là không yên tâm dưỡng điều quân quyển ta nhiều ít đều yên tâm điểm không cần coi kinh này quân quyển về hưu quân quyển chính là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện Ta vừa nghe đôi mắt sáng lên tới, quân quyển, nói thẳng đến, tô bá bá ta dưỡng nó, ta thích cậu cậu, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nó. Tô Cường nghe thật cao hứng, kia tốt hơn đầu cho ngươi ba ngày thời gian thu thập chuyển nhà, đến lúc đó ta cùng mặt khác mấy cái bá bá tới cấp ngươi chuyển nhà thuận tiện đem quân quyển mang đến. Tô bá bá, cảm ơn ngươi như vậy chiếu cố ta, thỉnh ngài yên tâm ta nhất định sẽ chiếu cố hảo chính mình. Nhà đầu có thể nghĩ như vậy chúng ta mấy cái đại quê mùa cũng liền an tâm rồi, về sau có chuyện gì nhớ rõ tìm chúng ta hỗ trợ không cần một người kiên biết không? Tô bá bá yên tâm đến lúc đó có việc tìm ngài, chỉ cần ngài không cảm thấy ta phiền là được. Ha ha nha đầu nghĩ như vậy liền hảo, tử hi kia ta đi trước vội, ba ngày sau ta lại đến. Hảo đâu tô bá bá, tái kiến. Thấy hắn đi xa ta trực tiếp đóng cửa tiếng không gian đánh răng tắm rửa ăn cơm sáng, vừa ăn vừa nghỉ dưỡng điều quân quyển cũng là không tồi. Nhìn hạ thời gian 8 giờ nhiều, cũng nên xuất phát đi tứ hợp viện bên kia thu thập. Khóa kỹ môn trực tiếp lái xe ra cửa, tứ hợp viện cách nơi này một tiếng rưỡi lộ trình nắm chặt điểm. Đúng lúc này cách vách một cái 157 cao hơi béo trường một đôi tam giác mắt lão thái thái mặt tính kế nhìn lãnh tử hy lái xe rời đi. Không sai cái này lão thái thái là cách vách lưu phó đoàn gia lão nương, mấy ngày nay nghe nhi tử nói cách vách đoàn trưởng gia hai phu thê hy sinh chỉ để lại một cái nữ nhi. Chương 8 lưu lão thái tính kế Trước hai ngày thấy có người đưa tới một cái phong thư, Nghe Nhi Tử nói là 6.000 khối tiền an ủi, ta ngoan ngoãn kia đến nhiều ít trương đại đoàn kết, buổi sáng còn nghe được mua gian tiểu viện. Không được tốt như vậy cơ hội ta cũng không thể buông tha, vừa vặn trong nhà tiểu Nhi Tử chuẩn bị làm mai, hiện tại bất chính hảo có có sẵn. Có tiền lại có phòng ha 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 tưởng tượng đến phòng ở cùng tiền đều là của ta liền vui vẻ. Chạy nhanh tìm cái bà mối tới cửa làm mai trước bằng không bị người đoạt trước liền không hảo. Đang ở lái xe lãnh tử hy chút nào không rõ ràng lắm bị người tính kế trung, đang ở ra sức lái xe trung. Liền tính đã biết cũng sẽ nói thật là ý nghĩ kỳ lạ. Trời ạ à, xa như vậy a à. Cảm giác lái xe lộ trình là như vậy xa xôi. Ở 10 điểm lâu ngày rốt cuộc tới rồi, vội vàng lấy chìa khóa mở cửa đi vào đem cửa khóa kỹ từ không gian lấy ra một lọ nước khoáng mảnh rót hết, lộc cục lộc cục, làm xong liền đem cái chai ném vào không gian. Thiếu chút nữa không mệt chết, xem nhẹ chính mình thể lực nghĩ sẽ trước, ngẩng đầu con mắt nhìn lại, wow. Tiếng sân, chưa nói tới cỡ nào khí phái, lại rất tinh xảo, chặt chẽ, đồ vật phân biệt là môn phòng cùng thính đường, Nam Bắc đều là sương phòng, trung gian vây hợp thành một cái khẩu hình chữ giếng trời. Giếng trời bốn phía, bố có liền hành lang, đem trong viện sở hữu phòng xuyến thành một cái hữu cơ chỉnh thể. Giếng trời loại có rất nhiều mỹ. Sân rộng mở, trong đình viện thì hoa trí thạch, giống nhau gieo trồng hải đường thụ, liệt thạch lựu bồn cảnh, lấy đại lưu dưỡng cá vàng, ngụ ý các lợi, là thập phần lý tưởng bên ngoài sinh hoạt không gian, giống vậy một tòa lộ thiên nổi lên phòng ở, đem thiên địa kéo người thời nay tâm, nhất mọi người sở chung tình. Tứ Hợp viện là phong bế thức nơi ở, đối ngoại chỉ có một cái cổng, đóng cửa lại tự thành thiên địa, có rất mạnh tư mật tính, phi thường thích hợp độc nhất vô nhị cư trú. Cảm tháng xong trực tiếp dùng chìa khóa mở ra chính phòng môn đi vào, bị bên trong gia cụ dọa nhảy dựng, là suốt một bộ tốt nhất gia cụ bằng gỗ tử đàn đây là bao lớn lá gan giám ở cái này thời kỳ lưu trữ một bộ tốt như vậy gia cụ này nếu là chuyển nhà ngày đó làm có tâm nhãn người nhìn đến chẳng phải là sẽ bị cử báo vội vàng chạy đến cách vách xương phòng mở cửa nhìn xem còn hảo còn hảo nơi này đều là bình thường gia cụ chạy nhanh đem trọn bộ gia cụ thu vào không gian vội vàng lại chạy về chính phòng đem bên trong gia cụ thu xong lại đem kia bộ bình thường lấy ra tới phóng hảo trong ngoài đem toàn bộ phòng kiểm tra một lần may mắn địa phương khác đều là bình thường nguyên cha mẹ ruột tâm thật đại a à. phỏng chừng bọn họ cho rằng sẽ chính mình sẽ tuyển tới gần cửa một gian sương phòng ngủ mới không đâu có chính phòng làm gì không ngủ lại không ngốc mặc kệ hôm nay nhất định đem cái này sân phía trước phía sau thu thập hảo không nghĩ ngày mai lại đến một chuyến lái xe thiếu chút nữa không mệt chết cứ như vậy bận việc đến buổi chiều 3 giờ đa tài thu thập hảo phòng ở thật mệt a à. chạy nhanh tiếng không gian tắm rửa xong ăn cơm lại hồi quân khu không sai biệt lắm khoảng 5 giờ về đến nhà thuộc khu, Mau đến cửa nhà khi, có ba người ở cửa nhà không biết làm gì. Lưu lão thái gặp người đã trở lại chạy nhanh đưa mắt ra hiệu cấp bà mối. Bà mối tiếp thu đến cười tủm tỉm kêu lên tai nha, lãnh gia khuê nữ đại hỷ A, vị này lưu phó đoàn gia đệ đệ lưu đắc tuyền nhìn trúng ngươi, ngươi năm nay 16 cùng hắn vừa lúc xứng đôi. Đình chỉ các ngươi có bao xa lăng rất xa, ta đối lưu cái gì không có hứng thú, ta cũng không nghĩ sớm như vậy kết hôn, bằng không chớ có trách ta không thách khí, mắt lạnh nhìn mắt ba người lưu đắc tuyền ở nhìn đến trước mắt này xinh đẹp nữ tử toàn bộ mắt đều như là treo ở trên người nàng vốn dĩ nương nói giới thiệu cái bé gái mồ côi cho ta khi còn có điểm không vui hiện tại vừa thấy vui vẻ đến không được toàn lớn lên ở lòng ta khảm bà mối bị lạnh băng khẩu khí dọa nhảy dựng trái lại nói thẳng cô nương này liền không đúng rồi người hiện tại ba mẹ cũng hy sinh một người cũng không hảo chiếu cố chính mình còn không bằng sấn hiện tại đem chính mình gã đi ra ngoài hảo điểm lưu lão thái thẳng gật đầu đúng 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 ngươi gã đến nhà ta tới vừa lúc đến tuyền là chính thức công nhân có thể nuôi sống ngươi ngươi một không công tác nhị không cha mẹ cùng thân thích ở bên ngoài ai còn muốn ngươi chúng ta cố mà làm đem ngươi cưới về nhà ngươi lại mang theo một bộ phòng đương của hồi môn lại đây là được lưu đắc tuyền nói ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đối với ngươi thật tốt ngươi trực tiếp gả cho ta là được vừa nghe cười lạnh nói này bàn tính đánh thật tốt a à. lão thái thái vừa rồi thực minh xác nói không cần đánh ta chủ ý ngươi nói rất đúng chính mình hiện tại là cái bé gái mồ côi, nhưng là ta đối với ngươi gia nhi tử không có hứng thú, lớn lên không như thế nào tưởng được đến rất mỹ. Cũng không biết chiếu gương nhìn xem chính mình gì dạng cũng xứng. Lưu Đắc Tuyền nghe được trực tiếp tới khí, trực tiếp thượng. Thủ trảo nàng kết quả còn không có đụng tới bị một chân đá văng, đem hai lão thái dọa đến. Lưu lão thái trực tiếp đi đỡ nhi tử kêu, đến tuyền có hay không sự. Xoay người muốn thượng thủ đánh lãnh tử hy, mắng, ngươi tiện nhân này thế nhưng đánh ta nhi tử, xem ta không thu thập ngươi lão thái thái không nghĩ bị đá liền cút ngay cho ta chớ quên ta là liệt sĩ người nhà này phụ cũng muốn hảo hảo tưởng hạ nhà ngươi có hay không cái này lá gan vừa rồi liền nói quá không cần đánh ta chủ ý tin hay không ta trực tiếp chạy đi tìm chính ủy hảo hảo nói nói nhà ngươi vị kia lưu phó đoàn phỏng chừng phải chịu khổ sở lưu lão thái nghe được dọa nhảy dựng không dám nói một câu trực tiếp mang theo hai người chạy nhanh chạy về chính mình ra trong lòng nghĩ không thể vì tiểu nhi tử việc này ảnh hưởng đến đại nhi tử tiền đồ nhìn chạy trối chết ba người cười lạnh nói, muốn đánh chính mình chủ ý cho rằng dễ khi dễ phải không? Chương chính chuyển nhà. Xem ra về sau nhiều lưu cái tâm nhãn, bằng không ai đều cho rằng chính mình dễ khi dễ. Cách vách lão thái tưởng thật đẹp, xem chính mình hiện tại là cái bé gái mồ côi không chỗ dựa liền sư tử đại há mồm, thật cho là hảo đắng đo đâu. Xem ra vẫn là sớm một chút dọn ra đi mới được, hiện tại xuất hiện một cái lưu lão thái lần sau không biết lại là ai tới, chính mình là không sợ bọn họ nhưng đối mặt loại này rườm ra sự vẫn là rất phiền, lại mà thời đại này nữ nhân thanh danh vẫn là rất quan trọng. Lúc này mới tới ngày hôm sau liền gặp được kỳ ba, trực tiếp tiến không gian tắm rửa nghỉ ngơi, trước mắt chỉ có đi một bước tính một bước ai sẽ tưởng tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Cứ như vậy ngày thứ ba buổi sáng cửa nhà tích tích tiếng vang lên tới chiếc quân dụng xe tải. Vội vàng mở cửa nhìn thấy một người tuổi trẻ quân nhân ở điều khiển vị, ghế phụ là tô bá bá bên cạnh vây quanh thật nhiều người nhà đang xem đều đang hỏi đây là phát sinh chuyện gì. Vài vị nhẹ nhĩ lời nói nhỏ nhẹ nói, này không phải lãnh đoàn trưởng gia sao. Nghe nói hai vợ chồng đều hy sinh, lưu trữ nữ nhi duy nhất, hiện tại bộ đội muốn thu hồi này phòng xếp, đây là muốn đứa nhỏ này nên đi nơi nào đâu quái đáng thương. Lúc này một cái âm dương quái khí thanh âm vang lên, ha hả nàng A liền không cần các ngươi hạt nhọc lòng, nhân gia cha mẹ cho nàng mua bộ tiểu viện cộng thêm quốc gia trợ cấp 6.000 khối tiền an ủi còn sợ nhật tử không hảo quá không sai thanh âm này chính là cách vách lưu lão thái mấy ngày hôm trước ăn mệt làm nàng thực không cam lòng liền cố ý ở nàng chuyển nhà khi nói cho này nhóm người nghe làm những người khác tìm cách vách tiện nhân phiền toái hừ xem náo nhiệt người nghe được dọa tới rồi sáu nghìn khối này đến nhiều ít trương đại đoàn kết nghe được lưu lão thái lời nói cười lạnh nói xem ra lão thái thái không nghe khuyên bảo đâu mắt lạnh nhìn nàng lưu lão thái dọa chạy nhanh chạy về da cái kia tốc độ cho rằng mặt sau có lan ở truy nàng dường như ở trên xe tô cường thấy nha đầu ra tới vui vẻ đến xuống xe kết quả nghe được vây quanh người nhà ở thảo luận nha đầu này khi cả khuôn mặt đều đêm đen tới trực tiếp kêu lên các vị đều về nhà đi không cần ở chỗ này lưu lại hôm nay chúng ta là tới cấp lãnh nha đầu chuyển nhà đều mau trở về bận việc đi vây quanh người nghe được vội vàng đều tan đi vội tự mình sự đi tô cường nhìn âm trầm lãnh tử hy trong lòng thở dài nha đầu này sinh khí cũng bình thường xem ra muốn cùng chính ủy nói hạ gõ hạ đám kia nhân tài hành làm cho bọn họ quản hảo chính mình người nhà miễn cho nơi nơi khu môi múa mép nha đầu không cần sinh ký quay đầu lại bá bá cho ngươi hết giận vừa nghe tô bá bá lời nói lắc đầu cười nói tô bá bá không có việc gì dù sao hôm nay cũng dọn đi rồi về sau không cần đối mặt những người này Tô cường cười ngươi nghĩ như vậy liền hảo tới 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 hôm nay ta hướng quân khu mượn đài xe tải giúp ngươi chuyển nhà đám kia gia hỏa không có thời gian chỉ có ta cùng tài xế đồng chí giúp ngươi chuyển nhà ha ha tô bá bá không có việc gì lạp ta cũng không nhiều ít đồ vật trong nhà những cái đó gia cụ ta liền không dọn để lại cho tiếp theo cái người nhà tới dùng đi nha đầu nhưng đừng này đó gia cụ đều là ngươi ba mẹ phía trước mua nếu không như vậy chờ tiếp theo cái người nhà tới ta giúp ngươi xử lý đến lúc đó trực tiếp đem tiền mang cho ngươi vậy được rồi đúng rồi tô bá bá cẩu cẩu đâu tô cường lập tức nhớ tới ai nha đều đã quên cho ngươi giới thiệu tới 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 ở phía sau trong xe Nghe xong trực tiếp vui vẻ chạy tới sau thùng xe đi, nhìn thấy là một đầu toàn thân hắc Labrador. Tô bá bá đây là màu đen Labrador hiện tại thực hy hữu. Tô cường kinh hát đến, nha đầu thế nhưng biết này cậu chủng loại, thích không? Ân ân ân, thực thích này cậu cậu thật sự có thể cho ta phải không? Nhìn trước mắt nha đầu chờ mong biểu tình có điểm khôi hài, cười nói, nha đầu yên tâm từ hôm nay trở đi này quân quyển về ngươi dưỡng, về sau các ngươi hai cái phải hảo hảo ở chung biết không? Tô Bá Bá có thể yên tâm chính mình nhất định sẽ chiếu cố hảo nó, thật không biết như thế nào cảm tạ ngài, ba mẹ hy sinh lúc sau vẫn luôn là ngài ở giúp ta. Nha đầu Tô Bá Bá cùng ngươi ba là bạn tốt hắn ra nhiệm vụ trước còn công đạo ta hảo hảo chiếu cố ngươi, ngươi không cần khách khí biết không, chỉ cần có Tô Bá Bá ở một ngày tử hy liền không cần sợ, đi chúng ta đi dọn đồ vật. Gật gật đầu, nghĩ thầm tới thế giới này mấy ngày Tô Bá Bá quan ái làm chính mình không như vậy kháng cự thế giới này. Cứ như vậy ba người dùng không đến nửa giờ đem đồ vật toàn bộ dọn lên xe. Ngồi trên xe khi nhìn này phòng ở yên lặng nói câu tái kiến. Chương 10 tân sinh hoạt bắt đầu. Lái xe không sai biệt lắm 40 phút tới tân gia, vừa đến đạt kinh động phụ cận cư dân, rất nhiều người đều tò mò chạy tới xem. Bình tĩnh xuống xe mở ra gia môn, mà trên xe hai vị kinh ngạc nhìn phòng ở, đều sợ ngây người không thể tưởng được là ở năm hoàng phòng ở. Tô Cường vẫn luôn cho rằng vùng ngoại thành phòng ở không thể tưởng được sẽ là nội thành phát phòng, vẫn là lão tứ hợp viện. Nhìn bên cạnh vây quanh như vậy nhiều người, hai người cũng không nhiều lời một câu chạy nhanh xuống xe dọn đồ vật đi vào. Dùng nửa giờ đem đồ vật toàn bộ dọn đến nhà chính, lãnh tử hy cuối cùng nhìn nắm Labrador Tô Cường bay nhanh chạy tới liền phải thượng thủ sờ. Tô Cường nhìn nha đầu này gấp không chờ nổi bộ dáng liền buồn cười, nói thẳng nói, nha đầu này quân quyển kêu, đại hắc, về sau liền giao cho ngươi ha. Đồ vật đều cho ngươi dọn đi vào chúng ta hai cái đến lập tức về đơn vị, về sau muốn chính mình hảo hảo sinh hoạt biết không, có khó xử tùy thời tới quân khu tìm tô bá bá. Kinh ngạc nói tô bá bá nhanh như vậy trở về. Còn không có thỉnh các ngươi ăn cơm đâu, giúp chính mình lớn như vậy vội này nói như thế nào đến qua đi. Tô Cường ngay thẳng nói, không cần khách khí như vậy ăn cơm chờ lần sau có cơ hội trước, lần này mượn quân khu xe chúng ta muốn sớm một chút còn trở về, lần này sẽ không ăn cơm chúng ta liền trước cáo từ. Hảo đi chỉ có thể như vậy lần sau nhất định không thể chối từ Nga, hôm nay thật là cảm ơn Tô Bá Bá. Tô Cường hai người cùng lãnh tử hy từ biệt sau trực tiếp lái xe hồi quân khu. Nhìn theo xong bọn họ, xoay người vừa thấy bên cạnh thật nhiều người nha. Vội vàng chào hỏi nói, đại gia hảo A. Ta là. Hôm nay chuyển đến tân hộ gia đình về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn, Mỉm cười đối mặt. Này khuê nữ thực sự có lễ phép, đều cười kêu, hoan nghênh đi vào ít 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 nhỏ nhỏ, nếu có cái gì hỗ trợ tùy thời nói cho chúng ta biết. Lãnh Tử Hy thấy bọn họ hữu hảo thái độ làm nàng cảm thấy xem như ở nhà, cười nhiều lời vài câu lời khách sáo liền tiến trong nhà thu thập hành lý đi. Trở lại nhà chính nhìn trên mặt đất bao vây chạy nhanh trước đem ba mẹ đồ vật thu vào không gian, ở đem chính mình hành lý y phục bên trong cầm đi tủ quần áo phóng hảo. Hiện tại vẫn là 7 tháng nhiều phân, thiên nhiệt thực vẫn là trước không ngủ giường đất đi, đem chiếu phô cũng may trên giường sau đem chính mình đồ vật nên phóng tốt đều phóng hảo. Nhìn chính mình bận rộn xong kết quả thật vui vẻ, rốt cuộc làm xong về sau đây là chính mình phòng, hảo hảo thưởng thức trong phòng cảm giác giống như tiểu thư khuê các khuê phòng ha ha ha. Còn hảo chính mình đồ vật không nhiều lắm, còn lại dư lại tới đồ vật thu vào không gian liền hướng phòng bếp đi đến. Trước đem phòng bếp kiểm tra một lần, nồi chén gáo bồn đều rất toàn, hẳn là ba mẹ phía trước chuẩn bị, trước quét tức hạ lại lấy đồ vật xuất hiện đi. Đối Nga đột nhiên nhớ tới tin viết phòng bếp có cái hầm, ta trước tìm xem xem trước, gõ gõ đánh đánh vài phút rốt cuộc ở phóng xài phía dưới có phản ứng, chạy nhanh đem xài thu vào không gian. Ngồi xổm xuống đem sàn nhà từng khối chuyển đến, làm không khí lưu thông hạ lại đi xuống, từ không gian tìm ra một cái đèn pin hướng phía dưới chiếu đi, nhìn ra có 4 mét cao tả hữu. Vài phút sau cảm giác không sai biệt lắm thấy bên cạnh có cái thang lầu, chậm rãi bò đi xuống. Chân rơi xuống đất cầm lấy đèn một chiếu dọa đến nhiều như vậy lương thực, một bao cảm giác có 50 cân tả hữu, nơi này ít nhất có 100 nhiều bao. Nơi này còn có cái trương nhỏ, Trực tiếp mở ra xem bên trong là một trương khế nhà cùng tờ giấy. Mặt trên viết gạo 3.000 cân, bột mì 2.000, thô lương 2.500 cân, nói là ở chợ đen độn. Lợi hại ở cái này ăn không đủ no thời đại, cư nhiên độn 7.500 cân lương thực, đây là nhiều sợ nữ nhi bị đói. Xem xong nhắn lại trực tiếp bàn tay vung lên toàn bộ tiếng trong không gian, vẫn là phóng không gian cho thỏa đáng không dễ dàng hư. Cuối cùng kiểm tra hạ trong trương gì cũng không có liền trực tiếp bò lên trên đi ra hầm đem hầm khôi phục tại chỗ. Tiếp tục thu thập phòng bếp, đem phía trước trong nhà còn thừa lương thực đặt ở một cái đại lưu. Vội xong này hết thảy chuẩn bị tắm rửa đi cung tiêu xã mua điểm đồ vật trở về. Chương 11 sơ ngộ. Chậm rì rì lái xe thưởng thức này niên đại đế đô, thời gian phản phất động lại ở một mảnh yên lặng cùng hồn nhiên bên trong. Thành phố này, bị năm tháng phong trần nhiễm một tầng nhàn nhạt ưu thương, lại cũng bởi vậy có vẻ nó càng thêm mỹ lệ động lòng người. Trên đường phố, mọi người đều ăn mặc một mặt quần áo, bước đi vội vàng đi qua, đầu đường cuối ngõ tràn ngập khói bếp hơi thở, bọn nhỏ ở đầu đường chơi đùa đùa giỡn, bọn họ thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ thành thị góc, phản phất là một đầu vui sướng ca dao. Liền ở chính mình say mê thưởng thức khi phanh một tiếng cả người bị đánh ngã trên mặt đất. Một chút tới tử phản ứng lại đây đau thực, ô ô ô. Đang muốn mở miệng mắng to, đột nhiên một con thon dài bàn tay to duỗi lại đây. Vị này đồng chí, ngươi không sao chứ? có điểm ngốc một hướng lên trên xem một cái rất có từ tính thanh âm vang lên nam nhân lớn lên cực kỳ anh tuấn mũi cao thẳng mặt mày thâm thúy một đôi hẹp dài mắt đen mang theo vài phần lãnh khốc nhuệ khí nghĩ thầm so với chính mình ở hiện đại gặp qua bất luận cái gì một cái nam đều xoái. nam tử nhìn trước mắt nữ tử nàng có được một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài như thác nước buông xuống ở nàng trên vai nàng đôi mắt giống hai viên sáng ngời ngôi sao lộ ra một loại thần bí quang mang khí chất làm người vô pháp kháng cự Hai người cứ như vậy dằn co nửa phút, mới phản ứng lại đây chỉ thấy chính mình chậm rãi đứng lên. "Vị này đồng chí, ngươi là như thế nào lái xe như vậy khoan đường cái đều có thể đâm lại đây?" Nam tử phản ứng lại đây khẽ cười nói, "Như vậy nữ đồng chí, rõ ràng là ngươi lái xe không thấy lộ, chính mình là thẳng hành." Nghe xong kinh ngạc đến mới nghiêm túc xem chung quanh, thật đúng là cái ngã tư đường, nguyên lai like vừa rồi đắm chìm ở chính mình trong thế giới đều quên xem lộ. "Vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi." thật sự xin lỗi ta không phải cố ý, vừa rồi hoảng thần một chút không chú ý, ngươi có hay không thương đến thật sự xin lỗi, xin yên tâm ngươi tổn thất toàn bồi. Nam tử thấy trước mắt thiếu nữ luống cuốn tay chân nói chuyện khóe miệng hơi hơi dơ lên, không có việc gì, không cần cũng không thương đến cái gì, nếu không như vậy ngươi thật sự băn khoăn mời ta ăn bữa cơm, như vậy ngươi cảm thấy đâu? Nghe xong khóe miệng trừ một chút, trong lòng nghĩ, này nam gì tình huống không cần bồi thường muốn ăn cơm, hắn chẳng lẽ nghèo đến không cơm ăn sao? nếu là nam tử biết nàng trong lòng tưởng nói khẳng định sẽ nói lão tử chỉ nghĩ nhiều nhận thức hạ mới không phải nghèo đến xin cơm ăn đâu vậy được rồi vừa lúc giữa trưa thỉnh ngươi đi tiệm cơm quốc doanh ăn một bữa cơm nói xong nâng dậy xe kêu lên đi thôi chờ trễ chút đi hảo đồ ăn đều không có nam tử nhìn thiếu nữ thúc giục người bộ dáng quái đáng yêu vội vàng theo sau hai người lái xe song song nam tử trước mở đầu nói chúng ta một lần nữa nhận thức hạ đi tại hạ mạc hạo thần hay là mạc hạo kiếp hạo sinh nhật, thần, ngươi đâu? Lãnh tử hy, máu lạnh, lãnh, màu tím, tím, tia nắng ban mai, hy. Mạc hạo thần nghe này, lãnh họ ở đế đô rất ít thấy, giống như ở gia gia bên người nghe nói qua, lãnh họ gia tộc. Cứ như vậy hai người 10 phút liền đến tiệm cơm quốc doanh, giữa trưa gặp người cũng thật nhiều a. À. Chạy nhanh lôi kéo mạc hạo thần quần áo kéo hắn chạy đi vào trực tiếp đối người phục vụ nói đến trích lời, chúng ta đều là đến từ ngũ hồ tứ hải, cho ta tới phân thịt kho tàu, một phần cải trắng, còn có một phần nấm hương xào gà, hai phân cơm, cảm ơn. Vì nhân dân phục vụ, tốt tổng cộng hai khối bốn mao tiền cộng thêm một cân phiếu thịt một cân phiếu gạo, chờ 5 phút liền hảo. Đi thôi đi tìm vị trí ngồi xuống đi. Mặt hạo thần toàn bộ hành trình an tĩnh đi theo nàng nịnh bước là được, không thể thất thố, cô gái nhỏ này tiết tấu có điểm mau. Quy, mặt hạo thần ngẩn người làm gì a? À? Ăn xong này bữa cơm chúng ta liền thanh toán xong. Chương 12 công tác tin tức mặt hạo thần nhìn thiếu nữ gấp không chờ nổi muốn cùng chính mình đường ai nấy đi, sau đó có lệ gật đầu. Sao cảm giác hắn ở có lệ chính mình đâu? Năm phút sau đồ ăn thượng tề, nhanh ăn đi xem ngươi bộ dáng như là đói không được. Mặt hạo thần sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ gương mặt này không dùng được? Sao ở lãnh tử hy trong mắt giống quỷ đói đầu thai dường như? Tính vẫn là ngoan ngoãn ăn cơm đi bằng không chờ hạ cô gái nhỏ này lại nói chính mình. Tử hy nhìn nhai kỹ nuốt chậm xoái ca, chẳng lẽ là lý giải sai lầm? không phải đói, kia hắn làm gì như vậy khẩn cấp ta thỉnh ăn cơm, thật là cái quái nhân. Mặc kệ hắn vẫn là hảo hảo ăn cơm đi, kẹp lên một khối thịt kho tàu ăn đến trong miệng nộn nộn, hoạt hoạt, dù mà không nị, hàm trung mang ngọt, này tiệm cơm quốc doanh đầu bếp trù nghệ thật tốt. Lớn như vậy lần đầu. Tiên ăn ăn ngon như vậy thịt kho tàu, không tồi không tồi về sau có thể thường tới. Trước cuộc đời trước heo cũng không thời đại này thịt heo ăn ngon. Mạc hạo thần nhìn ăn thịt say mê bộ dáng nhịn không được, phốc cười. Làm gì chưa thấy qua mỹ nữ ăn thịt sao? Có như vậy buồn cười sao? Không không không, không phải cái kia ý tứ, chỉ là cảm thấy ngươi ăn thịt bộ dáng thực đáng yêu, mạc hạo thần vội vàng giải thích. Bị hắn như vậy vừa nói làm đến chính mình đều không tự giác mặt đỏ, hừ, ngươi quản sao? Ha ha, cô gái nhỏ cư nhiên sẽ thẹn thùng. Cái này tiểu nhạc đệm làm hai người an an tỉnh tỉnh ăn xong này bữa cơm, hai người đi ra tiệm cơm ta mở miệng nói vậy như vậy cơm cũng thỉnh chúng ta xem như thanh toán xong còn có việc muốn vội có duyên gặp lại mặc hạo thần gật đầu mỉm cười nói có duyên gặp lại cảm ơn mời khách ăn cơm chính mình thật vui vẻ trực tiếp cười nói này có gì vậy trước như vậy tái kiến cứ như vậy hai người ở cửa tách ra lãnh tử hy nghĩ là về sau phỏng chừng sẽ không gặp lại mà mặc hạo thần trong lòng tưởng có duyên gặp lại vậy cho thấy nàng không chán ghét chính mình Hai người kia nơi nào sẽ nghĩ vậy chỉ là bắt đầu tương lai hai người sẽ lộ còn trường đâu. Lãnh tử hy đang ở lái xe đi cung tiêu xả trên đường, nghĩ chiều nay muốn đem mau quá thời hạn phiếu định mức dùng xong mới được. Mười phút sau rốt cuộc tìm được, trước đem xe đình hảo chạy nhanh đi xếp hàng. Đến chính mình khi nhìn hạ kệ để hàng, đồ vật nhìn rất đầy đủ hết, liền đối với người bán hàng nói quan tâm quần chúng sinh hoạt, lấy hai cân đại bạch thỏ kẹo sữa, một cân trái cây đường, một khối xà phòng thơm, một cái gốm sứ ly, hai cân trứng gà bánh Vị nhân dân phục vụ hảo đâu tổng cộng tam khối bảy mao tiền cộng thêm tam cân đường phiếu một trương xà phòng thơm phiếu tam trương công nghiệp phiếu hai cân điểm tâm phiếu bên này khai hảo đơn ngươi trực tiếp đi trả tiền là được tiếp nhận biên lai like trực tiếp đi tính tiền tạm thời liền mua này đó dù sao mau quá thời hạn liền này mấy trương phiếu đem đồ vật phóng trên xe quải hảo hướng trong nhà xuất phát đi ngang qua xưởng thực phẩm chuyển biến tốt nhiều người vây quanh xem bố cáo tò mò ta cũng dừng lại nhìn xem mặt trên biểu hiện thông báo tuyển dụng mua sắm viên hai tên yêu cầu cao trung bằng cấp này không phải vừa lúc quá mấy ngày muốn tìm công tác ua này công tác tới thật là thời điểm cảm thấy này mua sắm viên vừa lúc thích hợp chính mình có thể cả nước các nơi chạy thật là quá thích hợp bất quá ha ha hừ phía trước xem trong tiểu thuyết mặt nữ chủ động bất động liền xuống nông thôn ở nông thôn như vậy mệt làm gì ủy khuất chính mình chính mình liền không muốn đi ở nông thôn lại không phải không cái điều kiện kia còn không bằng tìm cái công tác hảo hảo đợi Hiện tại mới 69 năm công tác vẫn là hảo tìm điểm, quá mấy năm nhưng không như vậy hảo tìm. Trực tiếp đi phòng an ninh báo danh, nhìn phòng an ninh liền một cái đại gia ở bên trong ngồi. Từ trong bao lấy ra hai viên kẹo sữa kêu đại gia, mua sắm viên báo danh khi nơi này không? Đại gia ngẩng đầu thấy là cái tiểu cô nương, trực tiếp ở chỗ này điền biểu là được, ngày mai buổi chiều một chút tới tham gia khảo thí nhớ rõ không cần đến trễ. Chính mình nghe lời cầm lấy biểu nghiêm túc điền lên nghĩ thầm còn hảo chiều nay ra tới mua đồ vật bằng không liền bỏ lỡ thời gian. Viết xong cười tủng tiễn giao cho bảo an đại gia, sau đó cầm trong tay đường cho hắn nói, đại gia cái này cho ngươi ăn, sau đó nói lời cảm tạ lái xe trở về. Đại gia nhìn trên bàn hai viên đường, này tiểu cô nương thật hào phóng A, à, đây chính là quý giá hóa nói cho liền cấp. Nếu là nàng khảo thí thông qua nói về sau nhiều chiếu cố một chút nàng đi, đem đường thu hảo chờ tan tầm về nhà cấp trong nhà tiểu tôn tôn ngọt ngào miệng ha ha chương 13 khảo thí thông qua. Về đến nhà, bị ngồi sổng ở trong viện đại hắc đáng thương vô cùng nhìn ta. Mới phản ứng lại đây hôm nay còn không có cho nó ăn cái gì đâu. Ngồi sổng xuống nhẹ nhàng vuốt đại hắc nói, xin lỗi ha đại hắc vội đã quên ngươi còn không có ăn cơm, hiện tại liền đi chuẩn bị chờ hạ ha. Nói xong chạy nhanh chạy về phòng tiến không gian kho hàng chọn một phần thịt nhiều đồ ăn cho nó ăn. Vội vàng ra tới bưng chén chạy đến đại hắc bên cạnh đem đồ ăn ngã vào nó chậu cơm bên trong nói, nhanh ăn đi đại hát thấy tân chủ nhân rốt cuộc chuẩn bị ăn cho nó lập tức vùi đầu khổ ăn quá thơm nghiêm túc nhìn trước mắt ăn chính hương đại hát cười nói thật ngoan thật là xin lỗi ha lần sau nhất định sẽ không ngươi sờ sờ nó đầu vài phút sau thấy nó ăn xong cầm lấy nó bồn đi bên cạnh giếng rửa sạch sẽ lại tiếp bồn sạch sẽ thủy cho nó uống đại hát ngoan ngoãn ha chính mình đi trước vội lạp đại hát nghe được ngẩng đầu điểm hạ liền trực tiếp uống nước không để ý tới tân chủ nhân thấy hắn không lý chính mình, liền trực tiếp về phòng nghỉ ngơi, quá mệt mỏi giữa trưa hảo hảo nghỉ ngơi sẽ đi, cởi giày ngã đầu liền ngủ hạ tiếng vào mộng đẹp. Ở quân khu trong đại viện mổ đóng hai tầng tiểu dương lâu mạc hạo thần đang ở đình viện ngồi phát ngốc trung. Đột nhiên mạc lão gia tử từ đại môn trở về gặp đến nhà mình tiểu tôn tử ở đình viện phát ngốc, trực tiếp kêu lên tiểu tử thúi, đang ngẩn người nghĩ gì. Mạc hạo thần bị lão gia tử tiếng kêu hoảng sợ, lập tức đứng lên cười nói, gia gia đã về rồi, ngài lão có thể hay không không cần lúc kinh lúc trống. Hắc, tiểu tử thúi còn nói chính mình lúc kinh lúc trống, ta một hồi tới ngươi tựa như không cái hồn giống nhau phát ngốc, sao tư xuân sao. Mặc hạo thần nghe vội vàng giải thích, mới không phải đâu, gia gia tưởng quá nhiều, chính mình về trước phòng nghỉ ngơi hoang mang rối loạn chạy về phòng. Lão gia gia thấy tiểu tôn tử hoảng loạn biểu tình cười nói, thật đúng là làm hắn đoán trúng, tiểu tử này chẳng lẽ có yêu thích người. Lúc này mới từ bộ đội nghỉ phép trở về hai ngày không đến liền gặp được thích người xem ra tiểu tử này rốt cuộc thông suốt, đều 21 tuổi không cái đối tượng, mọi người đều còn tưởng rằng hắn sẽ cô độc sống quãng đời còn lại đâu. Xem ra phía trước là còn không có gặp được, lần này trở về liền gặp được. Ai chúng ta này đó làm trưởng bối vẫn là thiếu quản, người trẻ tuổi chính mình xử lý là được, lý giải xong liền trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà ở năm hoàng lãnh tử hy vô tâm không phổi ngủ chính hương đâu. Một giấc này ngủ đến đại buổi tối, tỉnh lại xem hạ thời gian 7 giờ nhiều chạy nhanh rời giường tiến không gian ăn cơm chiều, đương nhiên cũng sẽ không quên nhà của chúng ta Đại Hắc. Đem đồ ăn chuẩn bị hảo cùng Đại Hắc ở đình viện cùng nhau ăn cơm, để đô buổi tối vẫn là rất mát mẻ. Cơm nước xong cùng Đại Hắc lên tiếng kêu gọi liền về phòng tiếng không gian trực tiếp xem phim truyền hình đi. Ai, không có biện pháp tại đây niên đại, đại gia ăn xong cơm chiều đều sớm lên giường ngủ, chính mình buổi chiều ngủ nhiều buổi tối chỉ có thể dùng phim truyền hình tống cổ thời gian. Ngẫm lại ngày mai buổi chiều liền phải đi khảo thí, còn hảo nguyên chủ học tri thức đều khẩn ghi tạc trong đầu, như vậy liền không cần sợ thời đại này trích lời. Thảnh thơ thảnh thơi nhìn bảy tám tập phim truyền hình, chậm rãi ngủ. Chờ ngày hôm sau tỉnh lại khi đều mau 11 giờ, chạy nhanh bò lên thu thập chính mình, buổi chiều một chút bắt. Đầu khảo thí đâu? Giữa trưa liền tùy tiện ăn chút cơm trưa, tống cổ thật lớn hắt giữ nhà liền cưỡi xe ra cửa. Chậm rãi lái xe tới xưởng thực phẩm, cửa đã tới rất nhiều người không thể tưởng được nhiều người như vậy tới khảo thí, này cạnh tranh kịch liệt a. À. Trước cuộc đến 12 giờ 45 phút tiến hành cùng lúc, trong xưởng ra tới ba người kêu lên, thỉnh toàn bộ thí sinh mang hảo bút cùng chúng ta tiến hội nghị đại đường tham gia hôm nay đế đô thực phẩm tổng xưởng mua sắm viên thông báo tuyển dụng. Cửa cơ bản có 100 nhiều hào người nghe xong trực tiếp đuổi kịp bọn họ nền bước. Đương chính mình ăn cơm phẩm trong xưởng nhìn xưởng nội hoàn cảnh, vẫn là không tồi, tuy rằng so bất quá hiện đại nhưng ở cái này niên đại này vẫn là rất khí phái, đương nhiên đây chính là đế đô đâu có thể kém đi nơi nào đương đại gia toàn bộ đi vào đại đường tìm hảo vị trí ngồi xong trong xưởng phái năm người cho đại gia phát bài thi bắt được bài thi đại khái xem hạ sửa sang lại hảo ý nghĩ chậm rãi hạ bút viết dùng nửa giờ thời gian viết xong ngẩng đầu nhìn chung quanh vùi đầu khổ làm viết người cạnh tranh vẫn là nhiều kiểm tra kiểm tra lại nộp bài thi đi chờ đến thu bài thi khi nhìn đến thật nhiều người vẽ mặt đưa đám nhìn bài thi bị thu đi giám thị sư kêu lên thỉnh đại gia ngồi chờ một giờ một giờ sau chúng ta sẽ công bố trước 20 danh lại tham gia đợt thứ hai khảo thí. Cái gì còn có đợt thứ hai có người sầu có người vui mừng, ta liền không giống nhau không thi đậu liền tính chờ lần sau có cơ hội lại nói. Cứ như vậy 100 nhiều hào người ở đại đường an tỉnh đợi một giờ sau thấy ba cái nghiêm túc giám khảo cầm tờ giấy tiến vào kêu thành tích ra tới hiện tại ta niệm đến tên thỉnh đến lối đi nhỏ đứng. Lý Kiến Quốc, Lưu Tú, Lãnh Tử Hy, Giảng Dị, Lưu Kiến Quân, Giang Đào, Vương Chí, Lý Hoa Mai, Tiếu Ái Quốc. Lý Minh. Hảo những người khác có thể đi trở về, dư lại 20 vị lưu lại kế tiếp nhị luân khảo thí. Kêu chính mình tên khi thực bình tĩnh đứng ở lối đi nhỏ biên trạm hảo, nhìn đào thải 100 tới hào người đều ủ rũ cục đuôi đi ra đại đường, có người nữ hài tử đều khóc. Không có biện pháp hiện thực chính là như vậy tàn khốc, cái này niên đại người trẻ tuổi không cái thể diện công tác đều sẽ bị quốc gia an bài xuống nông thôn. Đợt thứ hai khảo thí bắt đầu rồi, bài thi nội dung giảng chính là mua sắm viên đến có rõ ràng ý nghĩ, cách nói năng thỏa đáng so cường phí tổn ý thức, đối với sở cần vật liêu có đại khái cấu tạo phí tổn ý thức. Cơ sở hậu cần tri thức, rõ ràng hiểu biết từ giao hàng đến chính mình sở chỉ định thời gian chu kỳ. Tài vụ tri thức, đối với sở mua sắm vật liêu lựa chọn cái gì phương thức trả tiền, đối với không đủ tiêu chuẩn phẩm cập đổi liêu trả tiền hoặc khấu khoản xử trí như thế nào, cuối cùng là đàm phán kỹ xảo. Xem xong đại khái đều lý giải bên trong ý tứ, ý nghĩ rõ ràng viết xong bài thi lần này giống nhau hảo hảo kiểm tra ngồi chờ thu cuốn đại khái một giờ thời gian giám khảo tới thu cuốn lần này bài thi là đương trường chấm điểm ba vị giám khảo ở nửa giờ nội đem bài thi xem xong trong quá trình có cái nhìn lớn lên rất nghiêm túc nữ giám khảo ngẩng đầu giống như nhìn chính mình liếc mắt một cái đến tuyên bố kết quả khi đang ngồi thí sinh đều khẩn trương đến muốn mệnh vị kia nghiêm túc nữ giám khảo nói đại gia hôm nay vất vả hiện tại ta tuyên bố lãnh tử đằng gian đào Chúc mừng hai vị đồng chí gia nhập chúng ta xưởng thực phẩm thỉnh ở ba ngày sau buổi sáng đến mua sắm bộ môn báo danh, hảo hôm nay khảo thí đến đây kết thúc. Những người khác có thể đi trở về, lãnh tử hy, giang đào thỉnh đi lên lấy báo danh biên lai. Cao hứng đi lấy báo danh đơn, vị kia nữ đồng chí đột nhiên nói, lãnh tử hy đồng chí giải bài thi thật là làm người kinh hỉ, hoan nghênh gia nhập chúng ta đơn vị, hy vọng ngươi tại đây cương vị thượng làm ra không tưởng được thu hoạch. Cảm ơn lãnh đạo khích lệ ngài yên tâm ta nhất định sẽ nỗ lực công tác. Ba vị giám khảo vui mừng nhìn hai người, hảo các ngươi có thể đi trở về ba ngày sau báo danh khi nhớ rõ mang lên hộ khẩu còn có lương vốn dĩ. Chương 14 lên núi thu gia sản. Mỉm cười nhìn theo ba vị, chuẩn bị về nhà khi đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, lãnh tử hy đồng chí, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Giang đào đồng chí cũng là, như vậy ba ngày sau thấy. Giang đào gật đầu ý bảo sau hai người phân nói từng người về nhà về nhà trên đường toàn bộ hành trình tâm tình đặc biệt sung sướng, không thể tưởng được chính mình thật sự thi đậu, xưởng thực phẩm đãi ngộ vẫn là không tồi tuy rằng không thiếu tiền tài, có công tác, như vậy thời gian cũng sung túc cũng tốt hơn mỗi ngày ở nhà đợi. Một đường hừ tiểu khúc về đến nhà, chạy đến đại hắc trước mặt vui vẻ nói, đại hắc, người chủ nhân hôm nay khảo thí thông qua, đêm nay cho ngươi thêm cơm chờ ha. Đại hắc thấy chủ nhân về đến nhà nhảy nhót chạy tới cùng hắn nói một đống lớn cũng liền nghe hiểu thêm cơm thẳng vẫy đuôi trở lại phòng lóe trong không gian tuyển đêm nay đồ ăn, đến tuyển chút ngạnh đồ ăn đêm nay hảo hảo chúc mừng hạ mới được. Ân ăn gì hảo đâu. Nếu không liền ăn được điểm đi, nói xong trực tiếp đi bờ sông dùng ý niệm vớt chỉ bột tần tôm hùng, một con cua hoàng đế, sau đó lại đi kho hàng đoan một chậu tràn đầy thịt liền ra không gian. Cầm hải sản đi phòng bếp, phóng nửa nồi thủy lại phóng hai cái đại lồng hấp cái hảo, cầm lấy nhóm lửa bó củi phóng bệ bếp hạ đốt lửa, sau đó thêm nửa thêm bó củi là được hai phút tả hữu hỏa liền thiêu cháy lại chờ vài phút đem tôm cua bỏ vào lồng hấp cầm lấy thịt từng khối từng khối băm hảo xem trọng thời gian 25 phút liền có thể ra nồi đại hắc đem chậu cơm lấy lại đây ở phòng bếp cửa ngồi sổng đại hắc nghe được nhanh nhẹn đi ngậm chậu cơm lại đây tiếp nhận bồn đi bên cạnh giếng cọ rửa sạch sẽ sau đó lại hồi phòng bếp đem băm tốt thịt khối chất đầy toàn bộ trong bồn đại hắc thấy tràn đầy một chậu thịt cao hứng thẳng vẫy đuôi ngồi chờ ăn cơm thời gian từng giây từng phút trôi qua chưng cũng không sai biệt lắm lập tức đem hỏa tắt mở ra lồng hấp. Quá thơm, dưỡng ở không gian tôm cua chính là so trước kia ăn qua còn muốn hương, chạy nhanh lấy cái y nốt bồn tiếp hảo, lại điều chút linh hồn nước chấm liền hoàng mỹ. Chúng ta liền lập tức có thể ăn cơm. Cứ như vậy một người một cẩu tinh tế nhấm nháp từng người mỹ thực. Ăn ngon thật, đại hắc còn có hảo có ngươi bồi bằng không tự mình ăn nhiều không vị đúng không? Đại Hắc nghe được, ung ung ung, trầm trồ khen ngợi, tựa như nói đúng vậy, đúng vậy. Thật ngoan, nếu không như vậy đi Đại Hắc tương lai ba ngày dù sao cũng không có gì sự làm. Ngày mai mang ngươi đi vùng ngoại thành kia tòa sơn thượng chơi, vừa lúc sớm bây giờ còn có không đi đem lãnh gia tài sản thu vào không gian mới an tâm. Đại Hắc rất phối hợp, ung ung ung, ba tiếng sau tiếp tục cơm khô. Một người một cẩu cứ như vậy làm xong từng người trong bồn đồ ăn, làm xong vệ sinh liền về phòng tiến vào trong không gian đem kia trương giấy dai lấy ra tới nghiên cứu nghiên cứu, bản đồ giống như là biểu hiện bảo tàng ở trong núi huyền nhai biên. Huyền nhai biên có thể tàn gì thật không hiểu được, mặc kệ ngày mai đi xem liền biết. Hiện tại thời gian còn sớm, cưỡi con lừa con đi dò xét hạ không gian trước. Quả nhiên trong không gian chính là không. Giống nhau, này từng mảnh kim hoàng sắc lương thực thật đồ sộ A. Mới gieo đi một tháng không đến, bên ngoài phương Nam một năm lương thực là hai thục, phương Bắc một năm mới một thục. Mà trong không gian một tháng một thuộc, nếu là chính mình tháng một năm một hai tháng đều loại nói chẳng phải là có thể nuôi sống cả nước nhân dân. Không không bất tài không như vậy làm đâu, đem chính mình có vẻ cỡ nào thánh mẫu giống nhau, cái này thánh mẫu ai ái đương ai đi đương chính mình mới không cần đâu. Quá hảo chính mình sinh hoạt là được, còn lại quốc gia đại sự còn không tới phiên chính mình cái này tiểu nhân vật bỏ ra tay đâu. Nhìn mênh mông vô bờ lương thực, quá xa vẫn là đi một trường nhìn xem đi một trường bên kia động vật đều bị quy hoạch phân hảo các lĩnh vực sinh hoạt. Heo, ngưu, dương đều lớn lên thành niên, lại xem gà, vịt, ngỗng bên kia dọa đến thật nhiều mới vừa phu hóa không bao lâu gà vịt, ngỗng xem ra sinh sôi nảy nở rất nhanh, hơn nửa nơi này còn không xú, không gian tự mang rác rưởi rửa sạch công năng này thao tác chính mình thật vừa lòng. Chạy nhanh hồi phòng nhỏ tắm rửa ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm lên ăn xong bữa sáng, kiểm tra mỗi cái phòng khóa kỹ, nắm đại hắt ra cửa. Một người một cẩu đi vào cái không ai hẻm, ta vội vàng mang theo đại hắc lóe tiếng không gian. Đem đại hắc sợ tới mức cảnh giác nhìn chung quanh. Ngồi xổm xuống an ủi nói, đại hắc ngoan không có việc gì không có việc gì, đây là ta căn cứ bí mật, ngươi ở chỗ này đợi lát nữa chờ ta đến chân núi lại mang ngươi ra tới. Đại hắc nghe xong thả lỏng cảnh giác nhìn chủ nhân ngốc ngốc điểm phía dưới liền nằm sấp xuống ngủ. Thật ngoan, nói xong lập tức đỡ xe đạp ra không gian nhưng mà đột nhiên thấy chủ nhân tại chỗ biến mất lại đem đại hắc dọa nhảy dựng nhưng thực mau phản ứng lại đây lại ngủ. Lãnh tử hy ra sức kỵ đi vùng ngoại thành bên kia, trong lòng chỉ nghĩ nhanh lên kỵ sợ đại hắc ở trong không gian bất an. Nguyên nhân chính là vì quá cấp đi ngang qua tam hoàng khi có cái hình bóng quen thuộc đang ở chạy bộ cũng chưa nhận ra được. Không sai cái này thân ảnh là mạc hạo thần, đang ở làm chạy bộ buổi sáng. Mà mạc hạo thần kinh ngạc đến này không phải ngày đêm tơ tưởng thân ảnh sao nàng cứ như vậy cấp là muốn đi đâu. Cái này phương hướng hình như là đi vùng ngoại thành đỉnh núi. Muốn hay không theo sau đâu. Ngẫm lại sẽ vẫn là tính, khi cô gái nhỏ tính cảnh giác quá cao, đến lúc đó hiểu lầm ta là cái theo dõi cùng, khi nhiều hủy hình tượng. Nàng còn nhỏ dù sao nàng chỉ cần người còn ở đế đô, liền tỏ vẻ chính mình còn có cơ hội, sau đó liền tiếp tục chạy bộ về nhà. Mà đang ở ra sức lái xe lãnh tử hy cũng không biết thiếu chút nữa bị mạc hạo thần theo dõi ở phía sau, đến lúc đó liền phiền toái lạp. Rốt cuộc tới chân núi, nhìn xem chung quanh không ai chạy nhanh lóe tiếng không gian, ném xuống xe trực tiếp vào nhà uống nước, lại đi tắm rửa một cái mới được. Mà đại hắc bên này thấy chủ nhân đầy người đổ mồ hôi ném xuống xe đạp liền chạy vào nhà. Thật là quá mệt mỏi, đổi một thân trường y trường tụ đem chính mình bao kín mít, ra tới kêu đại hắc chuẩn bị xuất phát. Đại hắc nghe đi đến chủ nhân bên người bị nàng nắm vuông. Giúp đại hắc toàn thân trên dưới phun phòng trùng phun sương, chính mình trên người quải hảo phòng trùng phòng xà gói thuốc. Một người một cẩu thảnh thơi thảnh thơi leo núi, ta cầm đem khảm đao mở đường. Này trong núi thảo thật nhiều a à. Cây cối nhưng thật ra mang thiếu, phỏng chừng bị phụ cận người chém đương củi lửa thiêu. Cứ như vậy qua đi hai cái giờ, rốt cuộc đến đỉnh núi lấy ra bản đồ xem hạ là là phương hướng nào huyền nhai trước. Bản đồ đánh dấu chính là phía nam, rốt cuộc phát hiện âm thầm huyền cơ chạy nhanh đem đại hắc cột vào bên cạnh nói đại hắc ngoan ngoãn tại chỗ giúp ta thông khí Nga, có chuyện gì nhớ rõ kêu ba tiếng vội vàng từ không gian lấy ra leo núi thành cột vào một viên đại thạch đầu thượng từng bước một giờ xuống động tỉ mỉ xem này trên vách đá mỗi tảng đá tới 10 mét tả hữu địa phương rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa phương trên vách đá cục đá có một khối lõm vào đi địa phương giống cá nhân giấu tay vội vàng ấn đi vào vách đá bắt đầu dao động trước mắt này khối đại thạch đầu bắt đầu hướng bên trong di không sai biệt lắm một phút tả hữu một tòa thang lầu xuất hiện cơ quan này như vậy tiên tiến sao Mặc kệ, hai cái đùi dùng sức vừa dẫm nhảy vào đi. Đem an toàn khóa cởi bỏ, lấy ra đèn pin từng bước một đi xuống dưới đi. Này lão tổ phụ thật sẽ tàn, này huyền nhai vách đá nếu là không nghiêm túc tìm, thật đúng là không thể tưởng được sẽ có người đem bảo tàng phóng nơi này. Đi rồi không sai biệt lắm 10 phút tả hữu rốt cuộc nhìn thấy quan, nhìn trên tường nạm trẻ con nắm tay đại dạ Minh Châu, đây là nhiều có tiền lấy dạ Minh Châu đương bóng đèn. Lại xem trên mặt đất kinh ngạc đến, tất cả đều là cái rương, mỗi cái cái trương đều là một một năm một hai mễ đại tả hữu. Ta ngoan ngoãn này lãnh gia rốt cuộc có bao nhiêu của cải. Nhìn ra có mấy trăm cái trương mở ra ly chính mình gần nhất một mụn cái trương Bị bên trong nhan sắc thiếu chút nữa lóe mù mắt, thiên lạp tràn đầy kim nguyên bảo. Nghiêm túc đếm đến một tầng 50 cái, cộng 6 tầng đó chính là một trương có 300 cái. Phát tài, phát tài, đây là làm chính mình trực tiếp có thể nằm yên quá cá mạng sinh hoạt ngẩng đầu nhìn lại mấy trăm khẩu lớn như vậy cái rương sợ tới mức thẳng nuốt nước miếng. Dì cũng không nghĩ trực tiếp vung tay lên toàn thu vào không gian, ngay cả trên tường trẻ con nắm tay đại dạ Minh Châu đều bị thu vào đi. Nhìn về phía trống rỗng địa phương cảm giác vừa rồi nhìn đến cái rương đều là ảo giác. Cầm đèn tin cẩn thận kiểm tra một lần gì cũng đã không có liền phản hồi đi đến. Bắt lấy dây thường đem an toàn khóa khấu đi lên, chậm rãi hướng ra phía ngoài di cố định hảo vị trí, lại đem chốt mở nhấn một cái, thang lầu từng bước một hướng lên trên thu thực mau biến thành khối không chớp mắt cục đá. An tỉnh phản phất nơi này trước nay không phát sinh quá cái gì giống nhau. Nhìn cửa động khôi phục hảo chạy nhanh từng bước một hướng lên trên mặt bò. Ở tiểu biên đại hắc nghe được động tỉnh lập tức cảnh giác đứng lên xem là ai. Chương 15 cắm trại. Rốt cuộc gian nan bò đến trên núi, nhìn đại hắc cảnh giác nhìn chính mình. Hải, đại hắc là ta, ngươi biểu hiện thực hảo Nga trở về hộ ngươi thêm cơm đại hắc thấy là chủ nhân buông cảnh giác chạy đến bên người nàng cọ tới cọ đi nhìn cùng chính mình làm nũng bán manh đại hắc cười tủng tỉm nắm hướng dưới chân núi đi đến ngày mùa hè ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu vào đại địa thượng ta mang theo đại hắc dọc theo đi lên khi khai tốt con đường xuống núi một đường phong cảnh như họa làm người vui vẻ thoải mái rốt cuộc chúng ta đi vào một chỗ u tỉnh thác nước trước thác nước dòng nước chảy xiết phát ra mãnh liệt tiếng vang phản phất ở kể ra nó chuyện xưa nắm đại hắc đi đến thác nước bên cạnh một cục đá lớn ngồi xuống, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Nơi này không khí tươi mát, làm người cảm thấy thoải mái. Chính mình nhắm hai mắt tố nghe thác nước thanh âm, phản phất là có thể nghe được thiên nhiên thanh âm. Hồi tưởng ở huyền nhai bên trong phát sinh sự, tổng cảm như vậy không thể tưởng tượng nhưng nghĩ trong không gian cái rương cười cười, xem hạ thời gian cũng không sai biệt lắm giữa trưa. Đại hắc, nếu không chúng ta liền tại. Đây thác nước biên cắm trại ăn cơm trưa đi đại hắc vội vàng tuôn uôn uôn kêu gật đầu dùng ý niệm ở không gian tìm hạ đem cắm trại dùng đồ vật lấy ra tới đem lều trại dựng ở thác nước biên một khối trên đất bằng sau đó cấp đại hắc chuẩn bị một cái thoải mái ổ chó đặt ở lều trại bên cạnh để nó tùy thời nghỉ ngơi đương lều trại dựng hảo sau lãnh tử hy chạy nhanh chuẩn bị cơm trưa từ không gian trung lấy ra mới mẻ nguyên liệu nấu ăn bao hàm rau dưa thịt cùng cơm thuần thục nấu nướng mỹ vị thức ăn đại hắc ở một bên kỳ nhìn tự hồ biết chủ nhân nhà mình sẽ cho nó lưu một phần. Cơm trưa chuẩn bị hảo sao, lãnh tử hy mang theo đại hắc ở thác nước biên hưởng thụ mỹ thực, cẩn thận nhấm nháp. Ta cười nói, đại hắc đây là chúng ta ở thiên nhiên trung mỹ thực thịnh yến, thích sao? Đại hắc ăn mỹ thực phe vẫy cái đuôi, như là đáp lại chủ nhân nói vui vẻ không thôi. Cơm trưa qua đi, lấy ra một lọ ướp lạnh nước khoáng ngã vào chính mình trong ly cùng đại hắc trong bồn, một ly tiếng bụng siêu cấp sản. Đem dựa ghế đặt ở thác nước biên lấy ra một quyển sách, bắt đầu đọc đại hắc tắt yên lặng súc cuốn ở ta bên người chậm rãi tiến vào mộng đẹp chậm rãi vuốt ve đại hắc lông tóc cảm thụ nó ấm áp cùng an tâm chính mình cũng đắm chìm ở trong sách chuyện xưa bên trong quên hết thảy phiền não hưởng thụ giờ khắc này tốt đẹp cứ như vậy một người một cậu an tỉnh vượt qua tốt đẹp nghỉ trưa buổi chiều tỉnh lại sai giờ không nhiều lắm tam điểm nhiều chạy nhanh rời giường đem đồ vật sửa sang lại thu thập hảo thu vào trong không gian chuẩn bị rời đi khi nhìn này phiến mỹ lệ thác nước trong lòng tràn ngập lưu luyến này phân hồi ức đem vĩnh viễn lưu tại trong lòng lần sau không biết khi nào lại đến thăm nơi này. Mang theo đại hát chậm rãi xuống núi đi, muốn đuổi ở mặt trời xuống núi khi về đến nhà. Hơn nửa canh giờ rốt cuộc tới chân núi, vẫn là bộ dáng cũ đem đại hát thu vào không gian lấy ra xe đạp hướng trong nhà kỵ đi. Không sai biệt lắm 6 giờ tả hữu về đến nhà sau, chạy nhanh trở lại phòng tiếng không gian nhìn xem thu bảo tàng. Nhìn trên cỏ bãi tràn đầy cái trương dùng ý niệm đếm hạ có 685 trương, sau đó lại dùng ý niệm toàn bộ khai trương. Wow, kim nguyên bảo 85 rương, ngân nguyên bảo 80 rương, thế nhưng cũng có cá chiên bé 110, cá đỏ dạ 150, các loại quý báu trang sức 50 rương, còn có 5 rương các loại nhan sắc đá quý, kim cương, 60 rương các loại đồ cổ tranh chữ, đủ loại phỉ thúy 86 rương, dược liệu 30 rương cùng 28 rương quý báu tơ lụa, cuối cùng có rương nhỏ, bên trong thế nhưng là cả nước các nơi khế nhà. Nhìn trương nhỏ bên trong khế nhà nghỉ phỏng chừng hiện tại rất nhiều bị quốc gia trưng thu dùng trước mặt kệ nó. Đối mặt này đó chính mình đã chết lặng, này đó nếu là đổi đến hiện đại phỏng chừng giá trị trăm tỷ đều không ngừng. Nhìn này một đống cái trương chạy nhanh toàn bộ thu hảo phóng kho hàng bên trong dù sao hiện tại cũng không dùng được, về sau không đến vạn bất đắc dĩ khi vẫn là đừng cử động này bút tài sản đi. Sửa sang lại hảo sau mang theo đại hắc đi làm cơm chiều ăn, hậu thiên mới đi đơn vị báo danh đêm nay liền trụ không gian tính ngày mai dù sao không có việc gì làm liền đem trong không gian lương thực thu một đám trước. Chương 16 đơn vị đưa tin. Cứ như vậy ở không gian bận rộn thu lương thực, thực mau liền đến xưởng thực phẩm đi làm nhật tử. Ngày thứ ba sáng sớm sớm tỉnh lại đánh răng rửa mặt, thu thập chính mình ở tủ quần áo bên trong chọn kiện sơ mi trắng hắt quần tây lại trói cái đuôi ngựa biện cảm giác cả người nhìn thực tinh thần. Sau đó tiếng không gian đem đại hắc lương thực chuẩn bị hảo đặt ở đình viện phóng, Đem nó mang ra tới nói, Đại Hắc đã đem ngươi buổi sáng cùng giữa trưa đồ ăn đều chuẩn bị hảo phóng cũng may chỗ cũ, ngươi ở nhà ngoan ngoãn giữ nhà nga, hôm nay ta muốn đi làm, tan tầm trở về cho ngươi mang ăn ngon. Đại Hắc nghe xong tùy ý gật gật đầu liền đi cơm khô. Gia hỏa này thật là, tính chính mình dù sao cũng muốn chuẩn bị ra cửa ngày đầu tiên cũng không thể đến trễ làm người lưu cái không tốt ấn tượng. Đẩy xe ra cửa khóa kỹ, chuẩn bị lên xe khi cách vách hàng xóm A-di đột nhiên kêu lên, lãnh nha đầu sớm A à, sớm như vậy là muốn đi đâu sao? Thấy nàng cũng ác ý thuận miệng cười nói nói A-di buổi sáng tốt lành, này không phải hôm nay muốn đi đơn vị báo danh sao, sợ đến trễ liền sớm xuất phát đi đơn vị, trước như vậy ta đi trước lạp có rảnh lại lưu, trực tiếp lái xe chạy như bay mà đi. Hàng xóm A-di thấy nha đầu sốt ruột bộ dáng cười cười, khá tốt khá tốt, vẫn luôn cho rằng cách vách chuyển đến tiểu nha đầu mấy ngày không một chút động tĩnh xem ra là đi tìm công tác nói xong liền trực tiếp về nhà. Lãnh tử hy cưỡi 20 tới phút rút cuộc đến xưởng thực phẩm cửa, nhìn lục tục tới đi làm người tự than thở còn hảo chính mình cơ trí, hiện tại đã bắt đầu lục tục có người tới đi làm. Bảo an đại gia nhìn cửa tiểu nha đầu kinh ngạc này không phải cái kia tiểu qua như sao? Chẳng lẽ nàng đã thi đậu vội vàng đi đến lãnh tử hy bên người cười nói, tiểu qua nhi xem ra ngươi là đi làm đi. Thấy là lần trước cái kia bảo an gia gia cười nói, đúng vậy đại gia mấy ngày hôm trước khảo thí thông qua, hôm nay là ngày đầu tiên tới báo danh hh hảo a hảo a có tiền đồ an tâm ở trong xưởng công tác chúng ta xưởng đãi ngộ vẫn là không tồi ngươi mau đem xe đạp phóng dừng xe khu phóng hảo về sau ngươi xe chỉ cần các đại gia ở trong xưởng một ngày ta đều sẽ giúp ngươi xem trọng nghe xong cười tủm tỉm nói nguyên lai ngài kêu các đại gia nào nói tốt ha các đại gia ta xe bị ngươi che chở tới ha ta kêu lãnh tử hy đại gia về sau kêu ta tiểu hy là được các đại gia nghe xong cười tủm tỉm gật đầu tên này không tồi, được rồi mau vào đi nhân sự bộ xử lý nhập xưởng đi. Chính mình nghe xong gật đầu cùng đại gia từ biệt liền trực tiếp đi nhân sự bộ môn báo danh. Ở đi hướng nhân sự bộ trên đường đụng phải giống nhau tới báo danh Giang Đào, hai người từng người chào hỏi liền đến nhân sự bộ môn. Nhân sự bộ nhân viên công tác nói đến làm gì tới, các ngươi có chuyện gì. Đang chuẩn bị mở miệng kết quả bị bên cạnh Giang Đào dành trước nói, đồng chí Hảo, chúng ta là tân công nhân tới báo danh, phiền toái hỗ trợ xử lý nhập xưởng thủ tục là được. Cái kia nữ đồng chí nghe xong cười nói, như vậy a, à, nào hành đem hộ khẩu cùng lương bổn còn có báo danh đơn lấy lại đây đăng ký hả? Chúng ta vội vàng đưa cho nàng đăng ký, qua 10 phút rút cuộc làm xong, nữ đồng chí cầm hộ khẩu lương bổn còn có một cái công tác chứng minh cho bọn hắn hai cái, vẫn là nói, các ngươi là trụ trong xưởng ký túc xá vẫn là trụ chính mình trong nhà. Vừa nghe vội vàng nói chính mình ở nhà là được không cần xin ký túc xá. Giang Đào cũng vội vàng nói, hắn cũng là giống nhau nữ đồng chí thấy thế như vậy a à vậy được rồi các ngươi đem đồ vật thu hảo hiện tại mang các ngươi đi gặp mua sắm bộ chủ nhiệm cứ như vậy hai người đi theo nàng đi mua sắm bộ văn phòng trên đường bên cạnh có vài người nhìn về phía chúng ta hai cái hai người một đường xấu hổ tới mua sắm bộ mang chúng ta trực tiếp gõ một gian văn phòng đông 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 bên trong một đạo thanh thanh âm vang lên tiến vào đương nhân sự bộ nữ đồng chí mở cửa đi vào khi chúng ta ngẩng đầu nhìn đến bên trong bàn làm việc ngồi cái quen mặt nữ nhân. Kinh ngạc nhìn bên trong nữ nhân kia, này không phải. Khảo thí ngày đó dám khảo sao? Nhân sự bộ đồng chí nói, tiêu chủ nhiệm hôm nay ta mang tân nhân tới cấp ngài, ngài bên này an bài hạ là được ha, chính mình liền đi về trước cương vị thượng. Tiêu chủ nhiệm cười nói, cảm ơn đồng chí ta chờ hạ liền an bài đi thông thả ha. Tiêu chủ nhiệm đưa xong nhân sự bộ người xoay người nói, hoan nghênh hai vị gia nhập mua sắm bộ, ta là mua sắm bộ chủ nhiệm tiêu tỉnh, có phải hay không thực quen mặt, không sai cũng là cùng ngày giám khảo, các ngươi hai người cũng là ta cùng ngày tự mình chọn lựa đâu. Về sau a trực tiếp kêu tỉnh tỷ tỉ là được không cần như vậy nghiêm túc yên tâm, chúng ta bộ môn thành viên vẫn là rất hài hòa. Chính mình thật mau phản ứng lại đây nói, Tiêu chủ nhiệm hảo, ta kêu lãnh tử hy, ngài cũng có thể kêu ta tiểu hy, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Giang đào cũng vội vàng giới thiệu chính mình. Tiêu chủ nhiệm mỉm cười nhìn hai vị thành viên mới trước mắt nhìn vẫn là thật vừa lòng. Không biết về sau như thế nào xem bọn họ biểu hiện đi. Chương 17 Tân nhiệm vụ. Các ngươi ngồi chờ sẽ, trễ chút đại gia mới có thể đến đông đủ, đến lúc đó cho các ngươi an bài tang tầm làm. Cứ như vậy 8 giờ rưỡi tả hữu bộ môn người không sai biệt lắm người tề, Tiêu Tỉnh mang theo hai vị đồng chí đến làm công khu nói, các vị đồng chí, hôm nay chúng ta bộ môn tới hai vị tân đồng chí, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Bang bang bang, toàn bộ người đều vỗ tay hoan nghênh nói, hoan nghênh tân đồng sự đã đến, mỗi người đều cười thật vui vẻ bộ dáng. Này cổ nhiệt tình quá dọa người. Tiêu chủ nhiệm nói, các ngươi hai cái đến từ ta giới thiệu hạ làm mọi người đều nhận thức nhận thức hạ. Đại gia hảo, ta kêu Giang Đào năm nay 18 tuổi, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Thấy Giang Đào nói xong cũng đi theo nói đại gia hảo, ta kêu lãnh tử hy, năm nay 16 tuổi, cũng thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Mới vừa nói hoàn toàn bộ người đều kinh ngạc kêu lên 16 tuổi, như vậy tiểu, không tồi không tồi như vậy tuổi trẻ liền thi được tới tiền đồ vô lượng A. Tiêu chủ nhiệm cũng gật đầu nghĩ thầm, này tiểu nha đầu tuy là điểm nhỏ nhưng là tư tưởng quan niệm phỏng chừng so đang ngồi bất luận cái gì một người đều cường, kia phân bài thi đủ để chứng minh. Tiêu chủ nhiệm vội vàng đánh gãy đại gia nhiệt tình nói, được rồi ta hiện tại an bài hạ, lưu kiến hoành ngươi cùng giang đào cộng sự, lâm đang cùng lãnh tử hy cộng sự, hảo đều trở lại chính mình cương vị đi vội đi, nói xong liền hồi chính mình văn phòng sửa sang lại tài liệu. Thấy một cái lớn lên viên mặt nữ hài tiến lên cùng ta nói, ngươi hảo, ta kêu lâm đang ngươi cũng có thể kêu ta đang tỷ năm nay 21 tuổi, là năm trước thi được tới, về sau hai chúng ta chính là cộng sự, về sau chúng ta cùng nhau cố lên. Nghĩ thầm này nữ sinh nhìn khá tốt ở chung, một trương tròn tròn mặt hơn nửa một đôi thủy linh linh mắt to, hai mảnh hơi mỏng môi, cười lên, cái miệng nhỏ một liệt, còn sẽ sinh ra một đôi nho nhỏ má lúng đồng tiền, thực sự đáng yêu. Đang tỉ hảo ta kêu, lãnh tử hy, về sau kêu ta tiểu hy là được, thật cao hứng nhận thức ngươi, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo chúng ta cùng nhau cố lên, lại nghịch ngợm nói đang tỉ cười rộ lên hảo đáng yêu Nga. Lâm đang nghe nàng nói đáng yêu, cả khuôn mặt đều hồng lên, cũng trả lời nói tiểu hy cũng rất đẹp. Đến mang ngươi đi công vị, ngươi xem hạ còn cần gì có thể cùng ta nói. Ngươi đã đến làm ta thật vui vẻ, như vậy ta liền có thể xin đi xa điểm địa phương mua sắm vật. Chính mình nghi vấn nói, đang tỷ chẳng lẽ chính mình đơn thương độc mã đi công tác? Chẳng lẽ phía trước ngươi không phải hai người cùng nhau đi công tác sao? Ai, nhắc tới việc này A à này không phải hiện tại bên ngoài quá loạn sao, trước hai năm chúng ta bộ môn phát sinh một chuyện lớn, làm đến trong xưởng chứng khí mù mịt, thật nhiều người bị trảo. Cũng đúng là trước hai năm tiêu chủ nhiệm đã đến chậm rãi làm bộ môn trở về quỹ đạo. Bộ môn cũng là vì ta cùng Lưu Kiện Hoành không cộng sự không thể đi xa địa phương làm hiệu suất quá thấp, năm nay mới lại bắt đầu nhận người, bởi vì chúng ta phải thường xuyên đi tỉnh ngoài đi công tác mới có thể mua sắm vốn nhỏ vật tư, gần địa phương giá cả quá cao không có lời. Nghiêm túc nghe xong nói nguyên lai like là như thế này a. À. Đang tỷ yên tâm về sau ta bồi ngươi cùng nhau đi khắp cả nước. Ha 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 đúng vậy về sau có ngươi bồi liền có thể ra xa nhà, tới 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 xem hạ ngươi công vị. Ngươi hảo hảo thu thập hạ ta đi lãnh nhiệm vụ trước hôm nay vừa lúc là có nhiệm vụ. Chúng ta bộ môn đã suốt một tháng không ra nhiệm vụ, mang chờ mong, chờ ta trở lại cùng ngươi chia sẻ ha. Chính mình ngoan ngoãn gật gật đầu, đem bao buông lấy trương dễ lau hảo hảo trà lau cái bàn, ngày đầu tiên đi làm nhìn ra còn hành, không có trong tiểu thuyết mặt nói cái loại này ái làm khó dễ người đồng sự. Nhìn chính mình bàn làm việc lại nhìn về phía toàn bộ bộ môn cái bàn đều là như vậy chỉ một, xem ra mọi người đều là chạy ngược chạy xuôi, rất ít có thể ở văn phòng đâu. Cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua, không sai biệt lắm 20 tiếng hành cùng lúc, đang tỷ cao hứng chạy tới kêu, tiểu hy mau chúng ta về nhà chuẩn bị hành lý, chúng ta muốn đi sơn đông bình ấp huyện võ đài trấn mua sắm 6 tháng cuối năm làm hoàng đào đồ hộp dùng hoàng đào. Nghe thật cao hứng cười nói, sơn đông A không tồi sao cách nơi này 500 nhiều km, nghe nói bên kia người vẫn là thực không tồi. Đúng vậy tiểu hy đi chúng ta đi tài vụ bộ khai thư giới thiệu lấy ra kém kinh phí dùng, mau cùng thượng chính mình tắt yên lặng đi theo đan tỷ đi tài vụ lãnh kinh phí, nghe đan tỷ nói, lần này kinh phí chủ nhiệm cho mỗi người báo 30 khối, đến nổi vật chất phí đến lúc đó xem chúng ta nói hảo giá cả thêm đơn sau lại gọi điện thoại hồi trong xưởng tìm chủ nhiệm khai đơn làm tài vụ bên này hối qua đi. Chúng ta cầm thư giới thiệu cùng kinh phí hai người ra xưởng trực tiếp từng người về nhà, hai người ước hảo hai điểm nhà ga thấy. Vui vẻ về đến nhà lấy ra một chất trương hành lý đơn giản trang vài món quần áo phóng bên trong. Này vừa đi cũng không biết nhiều ít thiên, vẫn là đem đại hắc phóng không gian bên trong an tâm điểm. Lập tức chạy đến đang ngủ đại hắc bên người nói, đại hắc, ta muốn ra xa nhà mấy ngày đem ngươi đặt ở trong không gian, chính ngươi hảo hảo ở bên trong đợi ha. Chính mình một có rảnh liền đi vào tìm ngươi chơi sờ sờ nó. Đại hắc phối hợp gật gật đầu, sau đó liền biến mất tại chỗ. Thu xong đại hắc lại chạy tới phòng bếp chỉnh điểm lương khô ở trên xe ăn mới được, lại ngoại không có phương tiện từ không gian lấy ăn chỉ có thể chưng điểm bạch diện màn thầu đến trên đường ăn nếu là làm bên ngoài người biết bạch diện màn thầu là như vậy miễn cưỡng mới ăn nói không biết có bao nhiêu người ta nói nàng đâu cứ như vậy thời gian quá thật sự khoái mã thượng đến buổi chiều một chút chính mình đem trong nhà kiểm tra một lần liền đi ra cửa ngồi xe buýt đợi vài phút xe rốt cuộc đi vào lên xe liền nhìn đến ngồi ở mặt sau đan tỷ lập tức vui vẻ đi qua đi kêu đan tỷ hảo xảo út ngươi cũng ngồi lần này xe là tiểu hi a à, là hảo xảo ngươi ở tại này phụ cận đúng vậy Đan tỷ chính mình ở tại ít 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 ngõ nhỏ, ngươi có phải hay không cũng ở tại này phụ cận. Đúng vậy tiểu hy, liền ở tại thượng một cái nhà ga điểm phụ cận, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận a. À. Đúng vậy Đan tỷ. Về sau có rảnh liền có thể mời ngươi đi chơi, đến lúc đó ngươi không cần ghét bỏ phiền là được. Lâm đang cười hì hì nói, nhà của chúng ta tiểu hy mời đó là vinh hạnh của ta ha ha. Hai người vừa nói vừa cười tới nhà ga, nhìn này biển người tấp nập nắm chặt đi xếp hàng mua phiếu, ở xếp hàng trong lúc đang tỉ nói, đế đô các đại nhà xưởng đều hướng nhà ga lãnh đạo nói chuyện chỉ cần là các xưởng mua sắm nhân viên đều là giường nằm đãi ngộ. Nghe xong kinh ngạc đến còn có loại này đãi ngộ, bao này đều bị chính mình cấp gặp được. Hai người lấy lòng vé xe đi phòng đợi chờ xe, xe còn có một giờ mới đến. Cười tủng tiễn cầm vé xe, lần đầu tiên đi công tác chính là giường nằm đãi ngộ thật tốt không cần đi ngồi phiếu bên kia cùng những người khác tể tới tể đi. Lâm đang nhìn trước mắt cầm vé xe cười tủm tỉm thiếu nữ đột nhiên nhớ tới chính mình lần đầu tiên cũng là như thế này thật hoài niệm a. À. Hiện tại hảo về sau không bao giờ dùng một người đi công tác như vậy cũng có bạn bồi thật tốt. Chương 18 tư ngộ Một giờ sau xe rốt cuộc dựa trạm, hai người đi theo dòng người cùng nhau lên xe thiếu chút nữa bị lung tung rối loạn hương vị huân vựng, hiện tại này mùa thật là muốn mệnh. Rốt cuộc tới giường nằm thùng xe, còn phải là giường nằm thùng xe ít người, người bình thường rất ít ngồi giường nằm trừ phi là cấp bậc cao không kém tiền. Chúng ta tìm được vị trí ngồi xuống thở dài, đang tỷ còn phải là giường nằm bằng không cùng những người khác tể ngồi cùng nhau, khi lung tung rối loạn hương vị sẽ đem chính mình tiễn đi. Thói quen liền hảo, về sau chúng ta đối mặt sự tình nhiều đi đâu. Ngẫm lại cũng là, nếu lựa chọn công tác này liền phải hảo hảo đối mặt, thuận theo tự nhiên liền hảo. Đang tỷ đột nhiên nói, còn hảo chúng ta là trung phô, như vậy an toàn một chút, Ngươi phải nhớ kỹ về sau đi công tác tận lực mua trung thượng phô, hạ phô không an toàn thường xuyên có ăn trộm thăm, đặc biệt là chúng ta nữ đồng chí ra cửa bên ngoài không cần đem chính mình trang điểm quá thấy được, sẽ bị mẹ mình theo dõi. Ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đã nhớ kỹ, trong lòng nghĩ đến quả nhiên xe lửa thượng đều có như vậy cốt truyện, xem ra về sau bên ngoài nhiều chú ý an toàn mới được. Này gian thùng xe cộng 6 cái giường đệm, hạ phô là một đôi lão phu thê, thượng phô hai trương giường người còn không có tới mặc kệ thật sự là quá mệt mỏi, từ buổi sáng đến bây giờ không đình quá. Đang tỷ ta trước ngủ sẽ buồn ngủ quá, ngươi cũng nghỉ ngơi sẽ đi. Ân ân, ngươi trước tiên ngủ đi tiểu hy, chính mình lại sửa sang lại một chút liền nghỉ ngơi, lâm đang biên sửa sang lại biên trả lời nàng. Chính mình tắt xoay người đắp chăn đàng hoàng chuẩn bị ngủ, mau tiến vào mộng đẹp, kết quả bị mặt trên một tiếng vang lớn dọa tỉnh. Chạy nhanh xoay người chuẩn bị hỏi đang tỉ mặt trên phát sinh chuyện gì, kết quả liếc mắt một cái nhìn lại đang tỉ mặt trên người kia như thế nào như vậy quen mặt mà mới vừa bò lên tới mặt hạo thần cũng phát hiện đối diện trung phô quen thuộc gương mặt kinh hỷ không thôi lão đại phát sinh chuyện gì ngươi đang xem nơi nào nói chuyện đúng là khiến cho vang lớn đầu sỏ gây tội lãnh tử hy kinh ngạc nhớ tới tiểu tử này như thế nào cũng xuất hiện ở chỗ này nghe thượng phô cùng hắn đối thoại trực tiếp mở miệng nói phiền toái cùng với thượng phô vị kia nói động tỉnh điểm nhỏ chính mình muốn nghỉ ngơi, nói xong xoay người liền ngủ thật sự quá vây. Mạc hạo thần nghe được phản ứng lại đây vội vàng cùng huynh đệ nói, cục đá, động tĩnh điểm nhỏ ngươi xảo đến phía dưới đồng chí nghỉ ngơi, ngươi nếu là không có việc gì liền nằm xuống nghỉ ngơi. Cục đá vội vàng gật đầu ngoan ngoãn nghe lão đại lời nói nhắm mắt ngủ. Mạc hạo thần nói xong trực tiếp nhìn đang ở đối diện trung phô nghỉ ngơi lãnh tử hy, trực tiếp khóe miệng dơ lên trong lòng vui vẻ không thôi. Không thể tưởng được nhanh như vậy liền gặp được cô gái nhỏ này xem ra duyên phận không tồi nói xong chính mình cũng nằm xuống nghỉ ngơi một giấc này ngủ đến buổi chiều khoảng 5 giờ rốt cuộc tỉnh lại cảm giác cả người tinh thần phấn chấn xoay người liền thấy đang tỉ đang xem thư lâm đang nhìn về phía đối diện nói tiểu hy tỉnh lạp xem ra ngươi ngủ không tồi còn hành đan tỉ sớm như vậy liền lên thói quen buổi chiều giống nhau nhiều nhất ngủ hai cái giờ cười tủng tỉm nhìn nàng chuẩn bị mở miệng hỏi nàng có đói bụng không kết quả một cổ nóng trực ánh mắt vẫn luôn chính mình chính mình cứng đờ mà ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhớ tới đối Nga tiểu tử này cũng ở chỗ này. Mặt hạo thần từ tỉnh ngủ liền nhìn chầm chầm vào đối diện trung phô cái kia bóng dáng xem. Bay nhanh dùng đôi mắt trừng mặt trên, phản phất đang nói nói, xem gì xem. Trực tiếp làm lơ hắn, hừ oan gia ngõ hẹp sao liền đụng tới hắn đâu. Không để ý tới hắn trực tiếp cùng đang tỉ nói, muốn chuẩn bị ăn cơm chiều ngươi có đói bụng không chúng ta đi xuống ăn một chút gì đi, chính mình chuẩn bị bạch diện màn thầu, chúng ta cùng nhau ăn đi lâm đang nghe được vội vàng phóng hảo thư nói hảo a cùng ngươi giống nhau chuẩn bị chính là bạch diện màng thầu chúng ta đi xuống tiếp điểm nước ấm buôn nóng mặt nhiệt lại ăn cứ như vậy hai người vội vàng đi xuống tiếp thủy ngồi ở lối đi nhỏ ghế giữa thượng ăn bữa tối nhưng mà thượng phô hai vị nghe được phía dưới nói ăn cơm chiều cũng lấy ra chính mình lương khô ăn lên hạ phô hai vị lão phu thê cũng ở ăn cơm chiều chính mình cùng đang tỉ vừa ăn vừa nói chuyện thiên nhìn bên ngoài thời tiết chậm rãi đêm đen tự than thở cảm giác như vậy chậm tiết tấu nhật tử cũng khá tốt. Liền lúc này mặc Hạo Thần xuống dưới chuẩn bị đi toilet, ở xuyên giày công phu bị đột nhiên đứng dậy lãnh tử hy đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Lãnh tử hy cùng nhau tới liền cảm giác được chính mình lại gặp rắc rối, vội vàng chuẩn bị nâng dậy bị đánh vào trên mặt đất người. Như thế nào là ngươi, ngươi không sao chứ? Chương 19 bọn buôn người. Vội vàng đem hắn nâng dậy tới, thực xin lỗi, lại đem ngươi đụng phải. Mạc hạo thần nghe cười nói, không có việc gì lại không thương đến nơi nào, đi trước vội. Lâm đang nhìn trước mắt hai người giống như nhận thức, lại khóe mắt khẽ cười đến này hai người cũng thật xứng đôi A, à, vội vàng lên cười nói, tiểu hy diễm phúc không cạn A, à, các ngươi nhận thức. Đang tỷ ngươi liền không cần dễ cợt ta lạp, chính mình cùng hắn chỉ thấy quá hai lần mặt cũng không phải rất quen thuộc. Lâm đang cười tủng tỉm nói, Nga phải không như thế nào cảm giác các ngươi hai cái có không cáo người bí mật thấy trước mắt bác quái đang tỉ bất đắc dĩ nói đúng vậy ngươi liền không cần tưởng quá nhiều lâm đang cười là 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 ta không nghĩ quá nhiều ngoài miệng nói như vậy trong lòng tưởng chính là cái kia nam đồng chí ánh mắt vừa thấy liền biết này coi trọng tiểu hy cũng liền tiểu hy xem không hiểu khả năng nàng còn nhỏ còn không có thông suốt đi mà ở toilet mặt hạo thần vẫn luôn đang cười cô gái nhỏ này vẫn là như vậy lỗ mãn hấp tấp vẫn là như vậy đáng yêu đại ca rõ ràng là ngươi xem chuẩn thời cơ mới phát sinh như vậy sự còn không biết xấu hổ nói nhân gia lỗ mãn hấp tấp đương nhiên chuyện này mặc hạo thần đương nhiên sẽ không thừa nhận ai sao như vậy bối đâu rõ ràng thấy rõ ràng mới đứng lên như thế nào liền như vậy xảo đem hắn cấp đánh ngã không nghĩ đi trước đem hộp cơm tẩy tẩy đi đang tỉ đem ngươi hộp cơm lấy tới cùng nhau cầm đi tẩy tẩy ngươi ở chỗ này nhìn hành lý là được lâm đang suy nghĩ sẽ gật đầu trực tiếp cho nàng cười nói phiền toái tiểu hy lạp này có gì Tẩy cái chén việc nhỏ ngươi xem trọng hành lý là được, đi đi trở về. Nói xong cầm hộp cơm đi bồn rửa tay phương hướng đi đến, ngẩng đầu nhìn nghênh diện mà đến mặt hạo thần, chạy nhanh cười một chút từ hắn bên người đi ngang qua. Mặt hạo thần khóe miệng khẽ miễn cười nói cô gái nhỏ này sao cảm giác ở có lệ chính mình đâu. Tới bên cạnh cái ao liền than thật hy vọng mau đến mục đích địa, như vậy liền không cần như vậy xấu hổ đối mặt hắn. Lãnh tử hy biên bên cạnh thở dài thời điểm căn bản không chú ý bên cạnh một cái bác gái giống phát hiện con mồi giống nhau nhìn chầm chầm nàng xem. Sấn nàng không chú ý chạy nhanh lui ra hiện trường đi tìm đồng lõa. Nhưng mà đang ở bận việc lãnh tử hy cũng không biết bị người theo dõi. Vị kia bác gái chạy nhanh trở lại chính mình vị trí cùng đồng bạn nói, phát hiện một cái cực phẩm, hoặc nhìn 16-7 tuổi tả hữu, so dĩ vãng đều phải xinh đẹp. Khi nam nghe xong dùng kinh ngạc ngữ khí nói, có khoa trương như vậy còn so dĩ vãng đều xinh đẹp thật sự, lão nương khi nào lừa ngươi quá. Khi thật đúng là không có đã lừa gạt ta, nếu là thật giống như ngươi nói vậy, khi này cực phẩm chúng ta nhất định phải tay đến lúc đó khẳng định là cái giá tốt. Ngươi đi trước hỏi thăm tình huống xem hạ khi nào hảo xuống tay. Bác gái gật gật đầu ngay cả vội trở lại bồn rửa tay bên kia, người không thấy được nhìn đến hai cái mới vừa tẩy tốt hộp cơm, lại xem hạ trong xe biểu hiện có người. Vội vàng đi kêu giúp đỡ tới, ở trong xe lãnh tử hy đánh yểm hộ chạy nhanh tiến không gian, nhìn thấy ngủ ở ổ chó đại hát, vội vàng vào nhà lấy ra một chậu thịt gọi vào, đại hát mau tới đây ăn cơm. Ngủ đến ngốc ngốc đại hát giống như nghe được chủ nhân gọi chạy nhanh chạy tới đối với một cái buổi chiều không thấy chủ nhân thẳng vẫy đuôi. Tới nhanh ăn đi, thời gian cấp bách chính ngươi từ từ ăn ha, thủy cũng cho ngươi chuẩn bị cũng may bên cạnh. Chính mình liền trước đi ra ngoài lạp ngày mai buổi sáng thấy, buổi tối nhớ rõ hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó liền tại chỗ biến mất không thấy. Đại hát nghe chủ nhân công đạo, chạy nhanh gật đầu lập tức cơn khô. Ra tới lãnh tử hy chạy nhanh ra vê đúc c bằng không đang tỉ đến lượt cấp không kịp, chạy nhanh trở về đợi cho thỏa đáng. Ai biết liền lúc này một cái nhìn lớn lên còn có thể nam tử bắt lấy lãnh tử hy cánh tay nói, tức phụ, rốt cuộc tìm được ngươi lạp, ngươi có phải hay không còn ở giận ta, ta biết sai rồi về sau sửa. Chính mình kinh ngạc không thôi, người này gì tình huống, chính mình gì thời điểm thành hắn tức phụ. Không đối này quen thuộc tình cảnh lạc bọn buôn người chính mình tắt bình tĩnh nói vị này đồng chí chúng ta giống như không quen biết đi ngươi tốt nhất buông ra lúc này mới vừa nói xong lại tới một cái bác gái nói anh tử là mẹ không đúng cùng ngươi xin lỗi ngươi liền tha thứ ta biết không cùng chúng ta về nhà đi ha hả đây là tập thể cùng nhau thượng đúng không vị này bác gái thật khôi hài đều nói không quen biết các ngươi nam tử lại nói tức phụ cùng chúng ta về nhà đi bọn nhỏ đều rất nhớ ngươi ngươi không thể vứt bỏ người trong nhà a à. Mặt Âm trầm nói, buông tay bằng không chớ có trách ta đối với các ngươi không khách khí. Lúc này người chung quanh cũng nhìn đến bên này động tĩnh tò mò đi lên nghe. Sau đó cái kia bác gái thấy nhiều người như vậy vây quanh càng lớn mật nói, "Anh tử, đây là ngươi không đúng rồi, chúng ta cực cực khổ khổ tìm được ngươi, trong nhà còn cần ngươi, ngươi không thể cứ như vậy vứt bỏ ta nhi tử còn có bọn nhỏ a." Chung quanh người vừa nghe đều lập tức gọi vào, "Đúng vậy, không thể bỏ chồng bỏ con a, có chuyện gì, hai vợ chồng về nhà xử lý là được." nghe lời cùng trượng phu cùng bà bà về nhà cho thỏa đáng nghe đại gia nói khí trực tiếp trở tay đem cái kia nam tử ấn ở trên mặt đất kêu to các ngươi là ép sao bọn họ là bọn buôn người đều không hiểu biết tình huống liền giúp bọn hắn nói chuyện các ngươi cũng không nhìn xem ta như là cái hài tử mẹ nó sao trên mặt đất nam tử bị ấn ở trên mặt đất còn không buông tha lãnh tử hy nói còn không phải là không đồng ý ngươi lão trợ cấp nhà mẹ để sao ngươi liền lớn như vậy hỏa khí rời nhà trốn đi mà ở thùng xe lâm đan nhìn nhìn biểu nói như thế nào tiểu hy đi lâu như vậy có thể hay không xảy ra chuyện gì lạp mà những lời này cũng bị nàng thượng phô mạc hạo thần nghe được sau đó vội vàng xuống giường cùng lâm đang nói ngươi ở chỗ này đợi giúp chúng ta xem hành lý chính mình cùng cục đá qua bên kia tìm xem xem vội vàng kêu lên cục đá liền đi toilet bên kia lâm đang thấy thế gật gật đầu vội vàng nói lời cảm tạ cảm ơn đồng chí các ngươi yên tâm đi tìm ta giúp các ngươi nhìn hành lý là được mạc hạo thần nhanh chóng tới bồn rửa tay bên này nhìn đến vây quanh tràn đầy người vẽ mặt dấu chấm hỏi. Nhưng mà chính mình đem cái kia nam tử ấn ở ngầm đối vây quanh người ta nói nói, không cần tin tưởng bọn họ, ta không quen biết bọn họ. Cũng đúng là những lời này bị làm mặt hạo thần vừa nghe trực tiếp vội vàng kéo ra quần chúng, giữ chặt lãnh tử hy nói, lãnh đồng chí phát sinh chuyện gì? Ngươi không phải sợ. Nhìn thấy người đến là mặt hạo thần, lập tức nước mắt chảy ròng, ngươi tới rồi hai người kia là bọn buôn người ngạnh muốn nói ta là bọn họ tức phụ, Mạc Hạo Thần vừa nghe liền biết tình huống như thế nào, lúc này tiếp viên hàng không cũng đuổi tới kêu nơi này phát sinh chuyện gì như thế nào mọi người đều vây quanh ở nơi này. Lúc này nam tử cùng bác gái thấy thế không tốt, vội vàng chớp mắt vẻ mặt đưa đám nói, tiếp viên hàng không đồng chí tới vừa lúc, ta tức phụ rời nhà trốn đi cùng giả nam nhân chạy, hôm nay chúng ta rốt cuộc tìm được hắn, kết quả nàng nói không quen biết chúng ta, người đến giúp chúng ta nói công đạo lời nói. Nghe người này lời nói khí tưởng về phía trước đánh hắn một đốn, Kết quả lúc này bên người nam nhân dùng ánh mắt trấn an ta, làm chính mình yên tâm hắn tới giải quyết. Cục đá lại đây hỗ trợ bắt lấy hai người kia. Bác gái thấy thế chuẩn bị muốn chạy kết quả bị Mạc Hạo Thần một tay bắt tay cánh tay, cục đá vội vàng đi lên tiếp nhận. mặc Hạo Thần lấy ra chứng nhận sĩ quan cấp tiếp viên hàng không xem nói, đây là ta giấy chứng nhận, người có thể kiểm tra và nhận hạ, còn có vị này nữ đồng chí rốt cuộc có phải hay không hắn tức phụ các ngươi xác minh hạ thư giới thiệu liền rõ ràng chương 20 người xấu bị trảo. Vây xem người vừa nghe đến xem xét thư giới thiệu khi mới phản ứng lại đây nói, đối Nga làm thừa vụ người kiểm tra từng người giới thiệu chẳng phải sẽ biết từng người ai đang nói dối. Lãnh tử Hy đứng ở bên cạnh nhìn nhóm người này vô tri người, cảm giác tâm mệt thực. Tiếp viên hàng không trong tay cầm chứng nhận sĩ quan, nghiêm túc kiểm tra sau đó liền còn cấp mạc hạo thần. Vậy nghe vị này quân nhân đồng chí nói, các ngươi ba cái đem thư giới thiệu lấy ra tới nhìn xem ba người nghe tiếp viên hàng không giảng quân nhân đồng chí khi nam tử cùng bác gái bắt đầu khẩn trương muốn mệnh mà lãnh tử hy phản ứng là nguyên lai hắn là một người quân nhân a à, tưởng tượng đến hắn giúp chính mình giải vây trong lòng không tự giác nghĩ còn hảo có hắn ở lãnh tử hy rất phối hợp lấy ra thư giới thiệu cấp tiếp viên hàng không kiểm tra tiếp viên hàng không nhìn trong tay thư giới thiệu nói nghiêm túc nhìn bị ấn hai vị các ngươi vừa rồi kêu nàng anh tử đúng không hai người chột dạ không dám trả lời vẫn là chung quanh người ta nói, đối bọn họ kêu nàng anh tử còn nói là hai đứa nhỏ mẹ nó. Tiếp viên hàng không mặc một chút trầm hạ hung ác nói, nhân gia kêu lãnh tử hy, mới 16 tuổi là đế đô xưởng thực phẩm bên trong một vị quan vinh công nhân, các ngươi hai người kia lái buôn thế nhưng nói một cái 16 tuổi cô nương là hai vị hài tử mẹ nó. Thật sự thật quá đáng, ở rõ như ban ngày dưới thế nhưng lừa bán hoa quý thiếu nữ. Vây xem thành viên nghe tiếp viên hàng không giải thích, vội vàng tức giận mắng chửi người, nguyên lai like thật là bọn buôn người, thiếu chút nữa bị các ngươi gạt người lái buông nên một thương tể. Sau đó lại vội vàng cùng lãnh tử hy xin lỗi, cô nương thật sự xin lỗi, chúng ta vì vừa rồi hành vi hướng ngươi xin lỗi. Lãnh tử hy nghe này nhóm người xin lỗi thở dài nói, ta tha thứ các ngươi, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì đều phải hiểu biết rõ ràng lại xuất đầu, hôm nay còn hảo quân nhân đồng chí hỗ trợ giải vây, bằng không hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Đại gia vội vàng gật đầu đều khẩn ghi tạc trong lòng về sau không bao giờ mù quáng lựa chọn tin tưởng người xấu. Nam tử cùng bác gái nghe xong tiếp viên hàng không nói, trên mặt rốt cuộc không vừa rồi bộ dáng. Bởi vì bọn họ hai cái nghe xong liền cảm thấy đã xong rồi, đời này xong rồi. Hiện tại nói này đó có ích lợi gì, sớm biết như thế hà tất lúc trước đâu. Lúc này trên xe cảnh vụ viên cũng tới, nghe đồng sự giải thích chạy nhanh kêu tiểu nhị đem hai người kia áp đi. Mặt hạo thần vội vàng kêu cục đá đi hỗ trợ, bọn họ hai cái khả năng đối chúng ta đối chúng ta nhiệm vụ có trợ giúp, hảo hảo thẩm thẩm, ta trước đưa vị này nữ đồng chí trở về. Cục đá vội vàng gật đầu đáp thu được. Mọi người đều tan đi, ta trước đưa nữ đồng chí trở về nghỉ ngơi. Cứ như vậy, đại gia toàn bộ nghe lời trở lại chính mình vị trí. Mạc hạo thần nhìn về phía lãnh tử hy nói, chúng ta cũng trở về đi ngươi hôm nay sợ tới mức cũng không nhẹ, không cần lo lắng chuyện này chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt, ngươi an tâm trở về nghỉ ngơi, ngươi đồng sự thật lo lắng ngươi. Vội vàng gật đầu, đi theo hắn trở lại chính mình thùng xe tưởng tượng đã đến đến thời đại này lần đầu tiên đi công tác liền gặp được bọn buôn người thật là dọa người. Lâm đang nhìn trở về hai người, vội vàng đứng lên xem lãnh tử hy hỏi, tiểu hy phát sinh chuyện gì, như thế nào đi lâu như vậy. Chính mình đem vừa rồi phát sinh sự từng câu giảng cấp Lâm đang nghe. Lâm đang nghe xong nắm lên nàng chuyển một vòng kiểm tra một phen lo lắng nói, tiểu hy có không bị thương, thật thực xin lỗi sớm biết rằng ta và ngươi cùng đi liền sẽ không phát sinh như vậy sự này đàn người đáng chết lái buông lại đối bên người nam đồng chí nói lời cảm tạ, thật là quá cảm tạ vị này quân nhân đồng chí, nếu không phải ngươi thật không dám tưởng tượng tiểu hy khả năng thật sẽ bị bắt cóc. Mặt hạo thần lắc đầu nói, không có việc gì đây là làm một vị quân nhân nên làm, các ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi ta đi xử lý hạ chuyện này phiền toái các ngươi giúp chúng ta xem hành lý. Lâm đang cười nói, không thành vấn đề, xem cái hành lý không có gì. Khi hảo ta trước vội, nhìn về phía lãnh tử hy nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi lãnh tử hi ngốc ngốc gật đầu đáp lại hắn hảo mặt hạo thần thấy cô gái nhỏ nghe lời gật đầu cứ yên tâm đi tìm cục đá xử lý chuyện này thấy hắn đi rồi sau quay đầu xem đang tỷ lo lắng ánh mắt đáp lại không có việc gì lạp đang tỷ không cần tự trách chúng ta mau lên giường nghỉ ngơi đi lâm đang thấy tiểu hi đều nói như vậy chỉ có thể buông trong lòng giường nghỉ ngơi nghĩ thầm về sau mặc kệ làm cái gì đều không thể đơn độc làm nàng đi làm việc chính mình cũng là không thể đơn độc hành động Hạ phô hai vị lão nhân gia nhìn lãnh tử hy nói, tiểu đồng chí, về sau bên ngoài mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không thể đơn độc hành động, đặc biệt là một người khi. Nghe trước mắt hai vị lão nhân vui mừng mà nói cảm ơn gia gia nãi nãi quan tâm, về sau ta sẽ nhiều hơn chú ý, ta trước đi lên nghỉ ngơi lạc. Hai vị lão nhân nghe nói tiểu cô nương nói vội vàng gật đầu, sau đó chính mình cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Lên giường hồi tưởng hạ vừa rồi phát sinh sự, thật sự quá mệt mỏi lập tức liền ngủ. Cứ như vậy ngày hôm sau bữa sáng tỉnh lại, nhìn đối diện thượng phô nằm mạc hạo thần, suy nghĩ tối hôm qua phỏng chừng đã khuya mới trở về đi, nào liền trước không quấy rầy hắn chờ hắn tỉnh ngủ lại đi nói lời cảm tạ. Chương 21 cùng hắn từ biệt. Sấn bọn họ còn ở nghỉ ngơi, cùng đang tỉ nói, chúng ta đi toa ăn mua điểm bữa sáng trở về, chờ bọn họ tỉnh ngủ vừa lúc có thể ăn. Lâm đang gật gật đầu, là hẳn là hảo hảo cảm tạ hai vị này quân nhân đồng chí, chúng ta đi thôi. Hai người đi rồi không bao lâu, Thượng phô mạc hạo thần đột nhiên tỉnh ngủ kinh ngạc đem đầu vương tới nhìn về phía lãnh tử hy giường đệm, thấy là trống không lập tức bò xuống dưới tưởng chuẩn bị đi tìm. Lúc này hạ phô phu thê nói, đồng chí, là ở tìm trung phô hai vị cô nương, các nàng đi toa ăn mua sớm một chút đi. mặc hạo thần nghe được vội vàng hướng hai vị nói lời cảm tạ, xoay người liền đi toa ăn tìm các nàng. Mà lúc này mua hảo bữa sáng phản hồi tới hai người nhìn thấy vội vội vàng vàng mạc hạo thần. Ngươi tỉnh lạc, kia vừa lúc cho các ngươi mang theo hai phân bữa sáng mau cầm đi ăn đi mặc hạo thần thấy các nàng không có gì sự an toàn trở về vội vàng nói các ngươi không có việc gì liền hảo không cần cố ý đi mua bữa sáng chúng ta mang theo lương khô vừa nghe cười đến không có việc gì lạp cùng đang tỉ cùng đi ngày hôm qua còn không có hảo hảo cảm ơn các ngươi này bữa sáng là một chút nho nhỏ tâm ý chờ trở lại đế đô có cơ hội nói lại thỉnh các ngươi ăn đốn bữa tiệc lớn mặc hạo thần nghe cô gái nhỏ này giải thích cười nói này không có gì làm một người đủ tư cách quân nhân gặp được sự phải động thân mà ra, còn có chúng ta có kỷ luật không thể lấy dân chúng từng đường kim mũi chỉ. Nghe xong banh mặt nói, mau cầm, hiện tại ngươi lại không có mặt quân trang, còn có đây là làm một vị bằng hữu thỉnh các ngươi ăn, vội vàng đẩy cho hắn lấy hảo. Mặt hạo thần nghe xong cười nói, ngươi vừa rồi là nói ngươi là ta bằng hữu, đó có phải hay không chúng ta hiện tại xem như bằng hữu lạc. Dựa này nam cười rộ lên sao như vậy đẹp, nghe xong ngượng ngùng trả lời hắn, đúng vậy, chúng ta là bằng hữu vội vàng lôi kéo đang tỉ chạy về đi lâm đang nhìn biệt nữ hai người cười cái không ngừng xem ra tiểu hy cũng không hoàn toàn không thông suốt mặt hạo thần cũng vội vàng theo sau nhìn tâm tình siêu hảo hai người trở lại thùng xe vội vàng bò lên trên giường đệm đắp chăn đàng hoàng không để ý tới bọn họ hừ mặt hạo thần nhìn cô gái nhỏ giống như sinh khí lạp cũng không nhiều lời gì chính là cười bò lên trên chính mình giường đệm đem cục đá kia phân bữa sáng trực tiếp cho hắn mà cục đá thấy nhà mình lão đại từ trở về gương mặt tươi cười liền không xuống dưới quá này vẫn là ngày thường thiết diện vô tư lão đại sao tính vẫn là ngoan ngoãn đợi đi không sai biệt lắm mũi chiều khoảng một giờ mặt hạo thần cùng cục đá thu thập hành lý xuống giường vội vàng phản ứng lại đây nhìn bọn họ thu thập hành lý chuẩn bị nói gì khi đột nhiên mặt hạo thần ngẩng đầu đối diện chính mình cười nói chúng ta chuẩn bị xuống xe ngươi về sau nhớ kỹ ra cửa muốn che giấu hạ chính mình mặc cho ai nhìn đến như vậy xinh đẹp tiểu cô nương đều sẽ có điểm tiểu tâm tư. Nghe hắn dặn dò chính mình lại là ở khen chính mình khi ngượng ngùng mặt trả lời hai chữ tốt. Mặt hạo thần nhìn trước mắt cô gái nhỏ ửng đỏ mặt, chuẩn bị tưởng thượng thủ sờ sờ lập tức phản ứng lại đây vội vàng từ túi quần lấy ra viết tốt địa chỉ cho nàng. Đây là ta địa chỉ, đến lúc đó có trị không được sự có thể tới tìm ta. Nhìn chầm chầm hắn trong tay kia tờ giấy, suy nghĩ sẽ tiếp nhận tới phóng hảo, đến lúc đó trở về lại tìm hắn cảm tạ một phen đi. Mạc hạo thần đem nàng nhận lấy. Vậy trước như vậy là, các vị chúng ta đi trước một bước xuống xe. Nói xong mang theo cục đá liền cáo biệt mà đi. Chính mình thế nhưng nhìn chầm chầm vào hắn, nhìn hắn biến mất ở chính mình trong tầm mắt, bị đang tỉ gọi mới phản ứng lại đây. Lâm đang nhìn nhìn chầm chầm vào nhân gia tiểu hy, cười tủm tỉm nói u, người đều đi xa, còn xem đâu. Vội vàng giải thích mới không có ngươi nhìn lầm rồi, chính mình không có xem hắn đâu lúc này hạ phô hai vị cùng lâm đang đều cười tủng tỉm gật đầu chúng ta đều hiểu đều hiểu thấy bọn họ đều chê cười chính mình hừ không để ý tới các ngươi trước ngủ ba người thấy nàng thẹn thùng cũng chưa nói gì cũng cười cũng đi theo nằm xuống nghỉ ngơi cứ như vậy không sai biệt lắm buổi chiều năm điểm nhiều chúng ta đến trạm lâm đang mang theo tiểu hy xuống xe ra đứng ở đạc phụ cận một nhà nhà khách khai một cái hai người phòng tiểu hy Hôm nay thời gian không đủ chúng ta liền ở chỗ này tạm chấp nhận một đêm ngày mai lại làm việc đúng giờ xe đi võ đài trấn. Đi trước tiệm cơm quốc doanh ăn một chút gì đi. Chính mình vội vàng gật đầu, hai người phóng hảo hành lý liền hướng tiệm cơm quốc doanh đi đến. Chương 22 tuột huyết áp. Nhìn trước mắt thành thị, đây là ép tỉnh một tòa tiểu thành thị, nó tọa lạc ở dãy núi vờn quanh trong sơn cốc. Cái này niên đại, chính trực cách mạng thời kỳ, toàn bộ quốc gia đều bao phủ ở một mảnh nồng hậu màu đỏ không khí vây trung nơi này cư dân nhóm cũng bị quấn vào trận này hạo kiếp bên trong. Hồng vệ binh nhóm ở đầu đường cuối ngõ du hành thị uy, báo chữ to dán đầy toàn bộ thành thị vách tường. Mọi người bị yêu cầu phê đấu cái gọi là phản động phần tử, hơn nữa muốn tích cực tham dự đến cách mạng vận động chung. Nhưng mà, thành phố này trạng huống cũng không giống địa phương khác như vậy khẩn trương. Cái này tiểu thành thị cư dân nhóm cho tới nay đều lấy cần lao cùng thiện lương mà nổi tiếng. Bọn họ đối chính trị chú ý cũng không nhiều, càng có rất nhiều quan tâm chính mình sinh hoạt cùng gia đình, bởi vậy bọn họ đối cách mạng nhiệt tình cũng không tăng vọt. Chờ chính mình cảm tháng xong khi cũng tìm được tiệm cơm quốc doanh, ta cùng đang tỉ đi vào từng người điểm một phần mì canh xuân ăn. Tiểu Hy ngày mai chúng ta tới Võ Đài Trấn, chúng ta đi trước trạm thu mua hỏi hạ năm nay hoàng đào thu hoạch, sau đó lại đi các công cộng xã hỏi hạ năm nay tình huống, như vậy chúng ta đến lúc đó nói giá khi hảo đem khống phí tổn. Tốt đang tỉ, đều nhớ kỹ. Cứ như vậy hai người an tĩnh ăn xong mặt trở lại nhà khách tắm rửa nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại khi nhìn thấy đan tỷ đã ở sửa sang lại giường đệm, vội vàng rời giường kêu, đan tỷ sớm a, à, khởi sớm như vậy. Nha đầu ngốc, không còn sớm là 7 giờ nhiều, ngươi đánh răng rửa mặt mau đi thu thập hạ chính mình, đi. Vội vàng gật đầu đi toilet vội chăng. Tự than thở nói, liền đơn giản thu thập hạ đi, liền lấy ra đồ trang điểm đem chính mình hóa xấu điểm, như vậy liền có thể tiết kiệm được thật nhiều phiền toái, tuy rằng chính mình lớn lên không tồi, nhưng vẫn là để ngừa vạn nhất an toàn để nhất cho thỏa đáng, hơn 10 phút sau thu thập hảo liền ra tới sửa sang lại hành lý. Lâm đang nhìn Tiểu Hy kinh ngạc nói ai nha, Tiểu Hy ngươi biến hóa thật đại A, à, chỉ chớp mắt công phu mặt đen còn đem chính mình chỉnh đến giống cái mới vừa xuống đất trở về bộ dáng nhưng nhìn cũng thật không tồi. Ha ha phải không? Liền tùy tay họa vài cái, không có biện pháp không thay đổi hạ, giống xe lửa thượng như vậy ta thật là sợ. Lâm đang tưởng tượng đến xe lửa thượng phát sinh sự vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, là hẳn là có như vậy tính cảnh giác, tới 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 ngươi giúp ta cũng hóa điểm đen. Nghe vội vàng lấy ra công cụ cũng ở đang tỉ trên mặt lừa gạt vài cái. Vài phút sau Lâm đang chạy toilet đối với gương nhìn xem, vội vàng kêu to oao, wow, thủ nghệ của ngươi thật là quá lợi hại, đem chính mình mặt đều có thể thu nhỏ, cũng đen không ít nhưng nhìn cũng thật tinh thần. Đến lúc đó hồi đế đô có rảnh khi giáo giáo ta Nga. Ha 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 không thành vấn đề, Thu thập hảo chúng ta chạy nhanh xuất phát đi. Lâm đang vội vàng nói, đối đầu đối đầu, chúng ta đến nắm chặt bằng không đuổi không đến sớm nhất nhất ban xe. Hai người cứ như vậy vội vội vàng vàng đi lui phòng đi nhà ga biên xe khách trạm ngồi xe đi võ đài trứng. Hai người đuổi kịp xe khi vừa lúc mặt sau còn có hai cái vị trí bằng không đợi lát nữa người nhiều lên chỉ có thể đứng kia nhiều mệt a. À. Liền vài phút thời gian trong xe ngồi đầy liền xuất phát, nhìn này không đến 20 cái chỗ ngồi xe tể tràn đầy. Ai nha kia cổ hương vị không thể so xe lửa thượng kém, chỉ có thể chịu đựng đến mục đích địa. Đang tỉ cười, này xe khách chính là như vậy lung lay, đặc biệt là mùa hè khi ngồi xe thực dễ dàng buồn xe, chậm rãi thành thói quen. Không có việc gì, dù sao lộ cũng không xa, hơn 2 giờ liền đến. Nhẫn nhẫn liền qua đi. Lâm đang sắc mặt có điểm khó chịu nói vậy là tốt rồi, cho rằng ngươi sẽ cùng ta giống nhau buồn xe đâu. Vừa nghe liền cảm giác không thích hợp, lập tức xem đang tỉ sắc mặt không tốt lắm, trực tiếp hỏi đang tỷ có phải hay không buồn xe nhìn ngươi sắc mặt thật không tốt lâm đang suy yếu nói không có việc gì có điểm tuột huyết áp cảm giác lần này đã quên mang đường ra cửa tuột huyết áp đột nhiên nhớ tới hai người buổi sáng bởi vì lên đường đã quên ăn bữa sáng vội vàng từ trong bao lấy ra một viên đại bạch thỏ kẹo sữa cấp đan tỷ đan tỷ tới đêm này viên đường ăn xong sẽ hảo điểm chúng ta buổi sáng phỏng chừng là quá vội vàng không ăn bữa sáng nguyên nhân dễ dàng tuột huyết áp chính mình thân thể đảo còn hảo, ngươi có phải hay không trước kia lão đã quên ăn bữa sáng? Lâm đang kinh ngạc nói, tiểu hy như thế nào biết, ngày thường vì tỉnh đồ ăn thực liền lựa chọn không ăn bữa sáng. Vậy đúng rồi, đang tỷ về sau không thể còn như vậy bữa sáng là quan trọng nhất một đốn, không ăn nói đối thân thể thật không tốt. Lâm đang nghe xong, nguyên lai like là như thế này a, à, xem ra vì thân thể suy nghĩ cũng không thể không đối chính mình phụ trách. Lập tức cầm lấy đường phóng trong miệng ăn, vài phút sau đột nhiên cảm giác thân thể khá hơn nhiều. Cảm ơn Tiểu Hy, về sau sẽ nhớ lao vừa rồi dặn dò hảo hảo đem thân thể dưỡng hảo. Này liền đúng không đang tỉ về sau mặc kệ lại vội đều không thể đã quên ăn cơm. Cứ như vậy hai người ở trên xe lung lay rốt cuộc đến trấn trên. Chương 23 đều là cao chất lượng. Rốt cuộc đến trạm, chúng. Ta chờ những người khác đều xuống xe sau, mới đi theo dòng người xuống xe. Chính mình đem hành lý đặt ở trên mặt đất lười nhác vương vai, ai nha vẫn là như vậy thoải mái trong xe không gian tiểu cảm giác cả người súc khó chịu thực lâm đang nhìn tiểu hy cười nói về sau liền thói quen lạp đi thôi chúng ta đi tìm hạ phụ cận nhà khách cứ như vậy hai người biên hỏi biên tìm rốt cuộc ở bưu cục bên cạnh tìm được một nhà nhìn hoàn cảnh không tồi nhà khách người phục vụ mắt lé ngẩng đầu thấy tiếng vào hai cái đánh giá nói hỏi đường vẫn là ở trọ lâm đang lấy ra thư giới thiệu nói đồng chí ngươi hảo xin hỏi còn có phòng sao Người phục vụ nghe là ở trọ đánh lên tinh thần nói, có, có trước mắt chỉ có phòng đơn. Các ngươi là muốn ở vài ngày đâu. Thấy thế cùng Lâm đang nói, không có việc gì đang tỉ, phòng đơn cũng hảo, chúng ta muốn hai gian liền ở bên nhau là được, như vậy đều hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm đang nghe Tiểu Hy đều nói như vậy, vội vàng làm người phục vụ khai hai giảng đơn gian, trước ở đến lúc đó lui phòng ngày đó kết toán. Hảo đâu, hai giảng đơn gian thỉnh đưa ra thư giới thiệu cùng tiền thế chấp hai nguyên, tiền thuê nhà là mỗi ngày hai mao đến lúc đó lui phòng khi lại kết toán chúng ta hai cái vội vàng từng người lấy thư giới thiệu cùng một khối tiền ra tới giao cho nàng người phục vụ tiếp nhận kiểm tra một phen kinh ngạc nói trước mắt hai vị nữ đồng chí thế nhưng là đế đô xưởng thực phẩm tới mua sắm viên vội vàng nói các ngươi là đế đô tới nghi vấn nhìn về phía nàng thật sự làm sao vậy chẳng lẽ là chúng ta thư giới thiệu có vấn đề người phục vụ vội vàng giải thích không 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 vị này đồng chí nói đùa bởi vì dĩ vãng các đại sưởng thực phẩm mua sắm viên đều không sai biệt lắm tháng này phân tới chúng ta võ đài trấn. Đế đô lại đây chính là nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên, mới cảm thấy kinh ngạc thật sự ngượng ngùng đây là các ngươi thư giới thiệu cùng tiền thế chấp điều, còn có đây là cửa phòng chìa khóa, Thỉnh Thu hảo. Vừa nghe nguyên lai like là như thế này a. À. Tiếp nhận trên tay nàng đồ vật liền cùng đang tỉ lên lầu. Chúng ta đến phòng là ở lầu 3301, 302. Đúng rồi, Đan tỷ vừa rồi nàng nói chúng ta xưởng là lần đầu tiên tới nơi này là thật vậy chăng?" Lâm đang nghĩ nghĩ đáp lại nói, "Hẳn là, bởi vì Hoàng Đào đồ hộp là năm nay đầu năm khi từ Đông Bắc bên kia phân xưởng chuyển tới chúng ta xưởng đơn đặt hàng. Giống như là bởi vì các nơi dùng lượng gia tăng, khiến cho bọn họ bên kia lo liệu không hết quá nhiều việc mới quyết định làm đế đô tổng xưởng chia sẻ lượng công việc." Ua, vẫn là lần đầu tiên nghe nói phân xưởng làm tổng xưởng chia sẻ lượng công việc, lợi hại. Ngươi a hiện tại này còn chỉ là tiểu đơn đâu chờ về sau gặp được đại đơn khi đã có thể sẽ không nghĩ như vậy ha ha là như thế này sao xem ra chính mình vẫn là quá non còn phải nhiều hơn hướng ngươi cái này tiền bối hảo hảo học tập lâm đang điểm điểm lãnh tử hy cái tráng liền ngươi sẽ ba hoa mau vào phòng sửa sang lại hạ 10 phút sau chúng ta đi trạm thu mua hỏi hạ năm nay sản lượng hảo đâu không thành vấn đề chạy nhanh vào nhà đóng cửa cho kỹ nhanh chóng lóe tiếng không gian sau đó chạy như bay chạy đến đại hát bên người bế lên nó Ô ô ô đại hắc rất nhớ ngươi nha, một ngày một đêm không có vào xem ngươi. Ngày hôm qua đều là dùng ý niệm cho ngươi đầu uy, hảo thực xin lỗi ngươi nha, chính ngươi đợi có sợ không đâu. Đại hắc thấy đột nhiên xuất hiện chủ nhân, từ tiếng vào liền ôm nó nói cái không ngừng, nhưng cũng rất phối hợp liếm liếm chủ nhân tỏ vẻ nó cũng rất tưởng nó chính mình ở chỗ này không sợ. Thấy đại hắc đáp lại chính mình, vui vẻ sờ sờ nó đầu chó, sau đó dùng ý niệm bay qua tới hai phân đồ ăn nói, hảo hài tử hiện tại liền cho ngươi chuẩn bị hai phân đồ ăn, chính mình đến lập tức muốn đi ra ngoài làm việc, buổi tối lại tiến vào xem ngươi muốn ngoan nga. Ung ung ung, sau đó thẳng vẫy đuôi, xem nó không ý kiến liền lập tức lè ra không gian, cầm lấy đơn vai bao ra cửa khóa kỹ vừa lúc đụng tới mới ra môn lâm đan. Đối nàng cười nói, đang tỷ chúng ta đi thôi. Hai người xuống lầu dò hỏi người phục vụ, ấn nàng chỉ lộ tới trạm thu mua. Trạm thu mua bên trong một vị nhìn thân thiện công nhân nhìn thấy phóng hai vị nữ đồng chí trực tiếp tiến lên dò hỏi hai vị đồng chí xin hỏi là bán ra vẫn là mua sắm vật phẩm lâm đang đẩy tiểu hy cánh tay đưa mắt ra hiệu làm nàng đi nói ta vừa thấy trạng liền minh bạch nàng dụng ý vội vàng nói đến đồng chí chúng ta là đế đô xưởng thực phẩm mua sắm viên đây là chúng ta thư giới thiệu chúng ta là tới mua sắm hoàng đào trạm thu mua thành viên tiếp nhận thư giới thiệu vừa nghe là tới mua sắm hoàng đào lập tức công đạo đồng sự xem cửa hàng hắn đi văn phòng tìm trưởng ga. Đợi 5 phút tả hữu, vừa rồi công nhân mang theo một vị trung niên nam tử ra tới. Trung niên nam tử vội vàng cầm hai người thư giới thiệu ra tới nói, đồng chí các ngươi hảo, tại hạ là trạm thu mua trưởng ga Tiếu Cường, nghe đồng sự nói các ngươi là tới mua sắm hoàng đào. Trực tiếp đề ra phân văn kiện cho hắn, nói, ngài hảo Tiếu trưởng ga, chúng ta là đế đô xưởng thực phẩm mua sắm viên, ngài có thể kêu chúng ta tiểu lãnh cùng tiểu lâm là được. Đây là chúng ta xưởng yêu cầu vật tư danh sách, ngài thỉnh xem qua. Tiếu trưởng ga tiếp nhận văn kiện nhìn nhìn, văn kiện thuyết minh yêu cầu 5 vạn cân cao chất lượng hoàng đào thỏa mãn thị trường nhu cầu. Sau đó trực tiếp cho thấy, chúng ta có cũng đủ hoàng đào, đợi lát nữa có thể mang các ngươi đi xem hạ hàng mẫu. Chúng ta hai cái nghe xong gật đầu đáp lại, thật là phiền toái tiếu trưởng ga lạp. Cứ như vậy tiếu trưởng ga mang các nàng đi vào một cái tiểu kho hàng, thấy bên trong đều là phóng một cái sọc một cái sọc hoàng đào. Tiếu trưởng ga vội vàng làm hai vị nữ đồng chí kiểm tra một phen, cũng có thể nhấm nháp một chút. Cùng đang tỉ nhìn kỹ hạ kho hàng bên trong hoàng đào, từng người cầm lấy một cái đào dùng ống tay áo sát hạ ăn. Ăn để nhất vị giác hảo ngọt, hương vị cũng thực không tồi, hai người cho nhau xem hạ thẳng gật đầu. Lâm đang mở miệng nói, tiếu trưởng ga, này phê hoàng đào chúng ta thực vừa lòng nhưng ngày này kho hàng cũng không đủ năm vạn cân. Tiếu trưởng ga nghe xong cười đến, ha ha vị này tiểu lâm đồng chí có thể yên tâm, này phê đào là hai ngày này thu đi lên, chúng ta không ngừng trấn trên kho hàng có, còn có ở các đại công xã kho hàng, các ngươi yêu cầu 5 vạn cân cũng đủ, chúng ta cũng có thể mang các ngươi đi trên núi thể nghiệm trích đào. Nghe xong nói thẳng, ngươi bảo đảm cái khác địa phương đều cùng ngài nơi này phẩm chất là giống nhau sao? Ha ha ha, tại hạ nói chuyện cũng không gạt người, các ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đều là tuyển cao phẩm chất thu mua. Thấy hắn cũng không giống gạt người sau đó thẳng nói, hảo, chúng ta tin tưởng ngài lời nói, như vậy hiện tại chúng ta tới nói hạ này phê hoàng đào giá cả đi. Tiếu cường cười nói vậy nói thẳng, này phê hoàng đào tính toán bán ra năm mau tiền một cân, không biết các ngươi có không tiếp thu. Nhìn về phía đan tỷ thấy nàng gật đầu sau đó nói, tiếu chủ nhiệm có không mượn điện thoại dùng một chút, chúng ta cùng trong xưởng liên hệ hạ lại cho ngươi minh xác hồi đáp. Tiếu cường gật gật đầu làm công nhân mang nàng đi gọi điện thoại. Đi theo đi văn phòng sau, bác thông chủ nhiệm điện thoại quy tiêu chủ nhiệm ta là lãnh tử hy điện thoại kia đầu tiêu tỉnh nói thẳng nga là tiểu hy a tìm tỉnh tỷ tỉ có chuyện gì sao tiêu chủ nhiệm chúng ta đã tới võ đài trấn vừa rồi nhìn hạ hoàng đào chất lượng đều là cao phẩm chất đào bên này trạm thu mua cấp ra giá cả là năm mao tiền một cân chúng ta bên này lập tức gọi điện thoại cho ngài dò hỏi hạ ý kiến tiêu tỉnh bên này vừa nghe vội vàng suy nghĩ hạ dĩ vãng cái khác khu vực giá cả đối lập hạ năm mao tiền vẫn là có thể tiếp thu sau đó trực tiếp đáp lại nói: "Tiểu Hi, ngươi cùng bên kia nói năm mao tiền một cân chúng ta có thể tiếp thu các ngươi lần này vẫn là tương đối may mắn, năm rồi chúng ta đồng sự ở địa phương khác thu mua đều là bảy mao một cân, không có việc gì các ngươi yên tâm đi cùng trưởng ga nói đi, ngươi làm hắn khai đơn là được, ngày mai ta làm tài vụ đem tiền hối qua đi cho các." "Ngươi." Vừa nghe lập tức đáp lại, thu được, sau đó liền quải điện thoại trực tiếp đi kho hàng tìm đang tỷ hướng nàng gật đầu. Lâm đang thấy thế cả người thả lỏng nói: "Tiểu trưởng ga chúng ta trong xưởng đồng ý ngài ra cái này giá cả, ngài bên này khai đơn là được đến lúc đó còn phải làm trạm thu mua giúp chúng ta đem này phê vật tư đưa đến ga tàu hỏa gửi vận chuyển. Tiếu Cường vừa nghe, vội vàng mang hai vị đi văn phòng khai biên lai. Tiếu Cường không đến 5 phút đem biên lai hợp đồng khai hảo, cười nói, hai vị đồng chí thỉnh xem qua 5 vạn cân hoàng đào, năm mau tiền một cân tổng giá trị tiền là hai vạn 5 nghìn khối, gửi vận chuyển phí giống dĩ vãng như vậy đến phó. Đến lúc đó ngài làm trong xưởng đi ký nhận là được, hai vị ký tên là được. Lâm đang kỹ càng tỉ mỉ xem xong hợp đồng lập tức sản khoái ký tên, kêu tiểu hy cũng ký tên. Chính mình thêm xong trực tiếp cấp tiếu trưởng ga nói, hợp tác vui sướng, ngày mai tiền hàng vừa đến chúng ta liền cho ngài đưa tới. Tiếu cường sản khoái tiếp nhận hợp đồng cười nói, không thành vấn đề, hóa ba ngày sau cho các ngươi chuẩn bị hảo phát ra, đến lúc đó các ngươi có thể cầm hậu cần biên lai like đi nhận hàng. Chương 24 lên núi trích đào. Ba người từng người bắt tay hợp tác vui sướng. Đột nhiên nghĩ đến tiếu trưởng ga vừa rồi giống như nói có thể đi trích đào. Lôi kéo đang tỉ nói, chúng ta muốn hay không lên núi thể nghiệm một chút trích đào. Lâm đang gật gật đầu có thể tiếp dù sao đơn đặt hàng đã hoàn thành liền chờ giao hàng, cũng không quy định khi nào trở về. Hảo gia, liền như vậy quyết định. Đối tiếu trưởng ga nói, tiếu trưởng ga vừa rồi giống như nghe ngư giảng có thể mang chúng ta đi trên núi trích đào là không. Tiếu cường vừa nghe, giải thích đương nhiên có thể, chỉ cần các ngươi không chê ở nông thôn tùy thời hoan nghênh ở nông thôn sao lập chúng ta vì cái gì muốn ghét bỏ, ai đời đời không phải ở nông thôn ra tới. Ha 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 tiểu lãnh đồng chí có thể có như vậy tư tưởng, đáng giá khen ngợi. Lâm Đan cũng đi theo cùng nhau cười, tiểu hy quả nhiên không giống người thường. Cứ như vậy ba người vui sướng quyết định, sáng mai ở trạm thu mua tập hợp, đi ly trấn trên gần nhất hồng tinh đại đội. Tiếu Cường nhìn theo hai vị đồng chí liền trở về công đạo thủ hạ người an bài vật tư. Nhiệm vụ lần này cứ như vậy kết thúc kế tiếp chính là chính mình thời gian ngẫm lại đều vui vẻ. Tiểu Hy như vậy vui vẻ. Hắc hắc, đương nhiên vui vẻ lạp, ta mới đi làm không đến ba ngày, cái thứ nhất nhiệm vụ không thể tưởng được như vậy thuận lợi hoàn thành. Đan tỷ, còn phải cảm ơn ngươi lần đầu tiên mang chính mình ra tới, thực mau liền buông tay làm chính mình giải quyết. Hải, ngươi không cần tưởng quá nhiều, ngươi ưu tú ta đều xem ở trong mắt huống hồ đan tỷ chính là thực tin tưởng ngươi. Buông tay làm ngươi ứng phó vừa lúc có thể khảo nghiệm hạ ngươi, như vậy về sau ta cũng có thể nhẹ nhàng không ít di nguyên lai like ngươi là cái dạng này đang tỉ kia xin hỏi thân ái đang tỉ ta hôm nay biểu hiện như thế nào ân ừ. cũng không tệ lắm lần sau tiếp tục nỗ lực ta thực xem trọng ngươi nha là 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 thân ái đang tỉ nói gì đều đối lâm đang nhìn đồng hồ tiểu hy hiện tại thời gian còn sớm chúng ta muốn hay không đi đi dạo cũng hảo nơi nơi đi dạo cũng có thể đi cung tiêu xả nhìn xem có hay không đặc sản mua điểm trở về. Chúng ta đây chạy nhanh xuất phát, Lâm đang hưng phấn lôi kéo lãnh tử hy đi dạo phố, sợ bỏ lỡ cái gì. Bị lôi kéo lãnh tử hy cảm thán quả nhiên nữ nhân đối đi dạo phố đều là trời sinh, chính mình cũng không ngoại lệ. Cứ như vậy hai người đi dạo hơn 2 giờ, trong tay dẫn theo vừa rồi chiến quả. Sắc trời chậm rãi ám xuống dưới, chúng ta quyết định đi tiệm cơm quốc doanh ăn đốn tốt chúc mừng hạ đơn đặt hàng thuận lợi hoàn thành. Hai người điểm hai cái ngạnh đồ ăn, lại lấy hai bình thủy băng dương nước có ga chạm cốc, chúc mừng hôm nay thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hai người cơm nước xong, sấn trời tối sắc còn không có như vậy ám, dẫn theo đồ vật liền hồi chiêu đại sở từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Tiếng phòng khóa kỹ môn trực tiếp lóe tiếng không gian, vội vàng đi tắm một cái. Ai, thật là thoải mái bận rộn một ngày rốt cuộc có thể hảo hảo hưởng thụ một phen, phao tắm cảm giác một ngày mệt nhọc đều biến mất không thấy. Không biết Mạc Hạo Thần hiện tại đang làm gì, đến lúc đó trở về muốn hay không liên hệ hắn đâu. Lãnh tử hy nhớ thương mặt hạo thần hiện tại đang ở trong núi qua, vốn dĩ nhiệm vụ lần này chính là hiệp trợ cảnh sát đi đoan bọn buôn người oa. Lần trước ở trên xe gặp được bọn buôn người, thẩm tra bọn họ khi phát hiện là nhiệm vụ này trung thành viên. Trải qua thẩm vấn kia hai người, thực mau thẩm ra bọn họ tổng bộ qua điểm, hiện tại đang cùng cục cảnh sát nhân viên ở trong núi qua chờ bắt người. Trở lại lãnh tử hy bên này đã phao xong tắm, đang ở mặt cỏ thượng bồi đại hắc chơi đùa, một cái một cẩu thực hưởng thụ giờ phút này thời gian thực mau thời gian đi vào ngày hôm sau sáng sớm không gian trung lãnh tử hy bị đồng hồ báo thức đánh thức gian nan từ trên giường bò dậy ai quả nhiên dậy sớm không thích hợp chính mình thật vây nhưng vẫn là ngoan ngoãn lên thu thập chính mình bằng không làm người đợi lâu không tốt nữ chủ tưởng không sai cách vách lâm đang sớm lên thu thập hảo chuẩn bị đi cách vách tìm lãnh tử hy liền ở chính mình rối rắm xuyên lúc nào tiếng đập cửa đúng lúc này vang lên phản ứng lại đây vội vàng đi mở cửa, thấy xuyên Kính Mít Lâm đang. "Đang tỷ, sớm a à nhanh như vậy liền thu thập hảo. Thói quen dậy sớm, sáng sớm lên chuẩn bị hảo liền tới tìm ngươi, xem hạ ngươi có cái gì muốn hỗ trợ." Hắc hắc ở rối rắm hôm nay xuyên cái gì hảo, rốt cuộc chúng ta là muốn đi trên núi." Lâm đang nhìn trên giường mấy bộ quần áo, vội vàng đi lên đi cầm lấy một cái màu xám quần cùng một kiện màu xám trường tụ ô vuông sam. Đưa cho nàng nói, "Liền này bộ đi." chúng ta đi làm việc liền xuyên nại dơ điểm hảo điểm. Cũng đúng, vẫn là đang tỉ tưởng chu đáo, cầm lấy quần áo vội vàng đi toilet. Mười phút qua đi hai người đi trước tiệm cơm quốc doanh ăn chút bữa sáng. Đến tiệm cơm quốc doanh thế nhưng nhìn đến đang ở ăn mì sợi tiếu trưởng ga. Tiếu cường cũng vào lúc này nhìn đến hai vị nữ đồng chí, vội vàng chào hỏi, a nha tiểu lãnh, tiểu lâm đồng chí như vậy xảo. Ha ha là đỉnh xảo không thể tưởng được tiếu trưởng ga sớm như vậy. Tiếu cường vội vàng khách khí nói, tới tới tới, hai vị muốn ăn chút gì? Này đúng ta thỉnh các ngươi. Không không không, tiểu trưởng ga chính chúng ta tới là được. Tiếu cường thấy thế cũng không cưỡng bách cười nói, vậy được rồi các ngươi mau đi điểm cơm đi. Hai người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc nhà ai tiền cũng không phải gió to quát tới, không thể tham điểm này tiểu tiện nghi. Cứ như vậy hai người đơn giản muốn mấy cái bánh bao thịt, ăn một cái còn lại đóng gói lưu trữ giữa trưa giữa trưa cơm. Tiếu Cường thấy hai vị này tiểu cô nương thao tác cũng đi theo mua hai cái bánh bao giữa trưa cơm. Tiếu Cường mang theo các nàng đi bưu cục biên chờ máy kéo. Không sai biệt lắm đợi 10 phút máy kéo tới, trên xe tràn đầy người. Tiếu Cường giải thích nói, đây là hồng tinh đại đội máy kéo, giống nhau đều là sớm dẫn người tới trấn trên. Nga nga như vậy a trách không được mãn đương đương người. Máy kéo tài xế nhìn đến Tiếu Trưởng Ga ở, liên tục xuống xe lại đây chào hỏi. Tiếu Trưởng Ga, ngài đây là muốn. U, Tiểu Lý A là cái dạng này, hai vị này là đế đô tới mua sắm viên ngày hôm qua ở chúng ta trạm đặt hàng một đám hoàng đào. Hôm nay đâu là muốn mang các nàng đi các ngươi đại đội lên núi thể nghiệm hạ trích hoàng đào. Tiểu Lý dọa nhảy dựng, vội vàng nói đế đô tới kia chính là khách quý lạp. Tới 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 bên này thỉnh, hiện tại liền đưa các ngươi qua đi. Lâm đang vội vàng nói, không vội không vội. Cứ như vậy ba người ngồi trên máy kéo xuất phát đi hồng tinh đại đội. Tiểu Lý Biên lái xe Biên giải thích nói, hiện tại đúng là hoàng đào thành thục kỳ, chúng ta đại đội một nửa người lên núi trích đào, một nửa kia người chúng ta lưu lại trong đất, các ngươi vừa lúc đuổi kịp được mùa kỳ. Tò mò hỏi, các ngươi này có bao nhiêu mẫu đào viên? Tiếu Cường giải thích nói, hồng tinh đại đội hoàng cây đào không nhiều lắm cũng liền 20 mẫu không đến, bởi vì bọn họ vùng núi cao, công xã cũng chỉ có thể phê 20 mẫu tả hữu. Các ngươi không cần coi kinh này 20 mẫu, bình quân mỗi cây ít nhất 100 cân tả hữu đào, mẫu sản không sai biệt lắm 4.000 cân tả hữu. Nghe xong tính ra hạ nào như vậy vừa nói 20 mẫu không sai biệt lắm 8 vạn cân. Tiếu Cường cười nói, ngươi nói rất đúng, có 8 vạn cân tả hữu, nhưng là giống nhau cao phẩm chất tuyển ra tới cũng liền một vạn nhiều cân. Còn lại dư lại chúng ta cũng sẽ thu mua chỉ là giá cả không cao phẩm chất hảo. Nga 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 như vậy a, à, xem ra chúng ta vẫn là coi kinh này đào. Ha 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 người này tiểu đồng chí nói thật thú vị cứ như vậy không sai biệt lắm nửa giờ thời gian rốt cuộc đến hồng tinh đại đội ngồi ở dưới tàn cây thừa lương một ít lão nhân tiểu hài tử xem nhà mình đại đội máy kéo nhanh như vậy trở về đều tò mò phát sinh chuyện gì thấy ngồi trên xe tam trương xa lạ gương mặt tiểu lý cao hứng mang theo ba người trực tiếp điền biên tìm đại đội trưởng tò mò nhìn trong thôn đều là ở mang tiểu viện thổ phòng phòng điền biên là nửa thuộc tiểu mạch đang đợi gần tháng không sai biệt lắm có thể thu hoạch vụ thu thêm 5 phút tả hữu bốn người rốt cuộc nhìn đến đang ở răng dạy người đại đội trưởng. Tiểu Lý vội vàng chạy tới giải thích. Đại đội trưởng nghe xong Tiểu Lý lời nói, vội vàng đối đang ở ngoài ruộng ai huấn nữ sinh nói, nhanh lên làm việc. Ngay cả vội chạy đến ba người bên người. A nha tiếu trưởng ra nghe Tiểu Lý nói ngài mang hai vị đồng chí lại đây thể nghiệm trích đào. Tiếu Cường cười trả lời hắn, đây là từ đế đô lại đây mua sắm đồng chí, ngươi an bài mang chúng ta đi lên nhìn xem. Ai ai này dễ làm, này liền mang các ngươi đi lên, vừa lúc bọn họ ở thu đào. Nhìn này hồng tinh đại đội đại đội trưởng, hoặc nhìn khá tốt ở chung. Lại nhìn về phía vừa rồi ai huấn nữ đồng chí, không xem còn hảo vừa thấy dọa nhảy dựng, ta dựa người này là sao dùng như vậy ác độc ánh mắt xem chúng ta bên này. Lâm đang thực ánh mắt nhìn lại, cũng bị dọa đến này nữ tử quá khủng bố. Hai người vẫn là không xem cho thỏa đáng, liền trực tiếp đi theo đại đội trưởng nện bước lên núi đi. Mấy người bò 10 phút tả hữu rốt cuộc tới vườn trái cây, wow nhiều như vậy. Một cổ nồng đậm đào hương chạy như bay mà đến, cảm thán thật hương a. À. Hiếu kỳ nói, đại đội trưởng này đó hiện tại đều có thể hái được đúng không? Không sai đồng chí này một mảnh đều có thể trích, các ngươi cảm thấy tò mò có thể thượng thủ thử xem, mỗi người lấy cái cái sọc trang là được. Hai người nghe hắn nói xong, hưng phấn cầm một cái cái sọc đi trích đào. Tiếu cường thấy hai vị nữ đồng chí hưng phấn kính chính mình cũng tay ngứa cầm cái sọc đi trích đào. Đại đội trưởng thấy thế cũng thực cùng nhau, Ha ha, xem ra người thành phố cũng không hoàn toàn là ghét bỏ chúng ta dân quê. Qua wow, thật tốt chơi, không thể tưởng được tự mình động thủ là như vậy có thành tựu cảm. Trong không gian tuy rằng cũng có trái cây, nhưng chính mình đều là trực tiếp một cái ý niệm liền thu xong. Xem ra về sau có thể thường đi vườn trái cây chính mình động thủ trích. Lâm Đan cũng thực hưng phấn, nhìn trước mắt mảng đương đương trái cây, mà phụ cận ở làm việc thôn dân nghe được náo nhiệt thanh âm đều tò mò lại đây nhìn xem thấy đại đội trưởng mang theo tam trương sinh gương mặt ở trích đào. Một cái bác gái tò mò hỏi, đại đội trưởng này chẳng lẽ là tân thanh niên trí thức? Đại đội trưởng vội vàng giải thích, không đúng không đúng, ba vị là tới thể nghiệm hạ thu đào lạc thú. Trong đó một người nữ sinh vừa nghe, tới thể nghiệm lạc thú. Sợ không phải ép đi làm việc có cái gì hảo ngoạn. Đại đội trưởng vừa nghe liền khó chịu mắng, lưu thanh niên trí thức lời này có ý tứ gì? Xem ra đối với người an bài không phải thực vừa lòng. Nếu không ngày mai bắt đầu ngươi vẫn là trên mặt đất làm việc. Vị nào lưu thanh niên trí thức vừa nghe dọa đến vội vàng xin lỗi, không 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 lớn đội trưởng ta lại không dám, ngươi an bài thực vừa lòng ta không đổi không đổi. Hảo mọi người đều đi vội đi. Chương 25 rớt hố. Hoàn toàn không thèm để ý bọn họ đối thoại, dù sao nhiều chuyện bọn họ trên người. Thu xong một cái sọt đào, nhìn vườn trái cây mặt sau núi cao tò mò núi sâu bên trong có cái gì, thật muốn đi vào nhìn một cái thời gian từng giây từng phút trôi qua thật mau đến nghỉ trưa đại đội trưởng kêu đại gia có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi ăn cơm trưa lâm đang nói tiểu hy chúng ta cũng tìm một chỗ nghỉ ngơi đi ân ân này liền tới chạy nhanh đem trong tay sống dừng lại tìm đang tỉ cùng nhau ăn cơm trưa tiếu cường cũng ngừng tay sống nhìn hai vị đồng chí đang ở ăn cái gì chính mình cũng đi tìm đại đội trưởng ăn biên cơm trưa biên tán gẫu đang tỉ mệt sao mệt nói không làm cũng đúng rốt cuộc chúng ta chỉ là tới chơi. Lâm đang cười mệt, khẳng định mệt a. À, rốt cuộc lần đầu tiên làm việc nhà nông không phải thực thói quen, nhưng lại cảm thấy rất có ý tứ. Ha ha ngươi có thể nghĩ như vậy chính mình cứ yên tâm lạp, đang tỉ nếu không buổi chiều đi trong núi chơi. Lâm đang vừa nghe cười cô gái nhỏ này như vậy ham chơi, cũng hảo dù sao tới cũng tới rồi đi xem hạ cũng không sao. Tiểu Hy muốn đi chơi cũng đúng, nghe nói trong núi rất nhiều thổ sản vùng núi chúng ta có thể nhặt điểm đến lúc đó mang về hảo làm lấy lòng thấy nàng đồng ý, liền cùng tiếu trưởng ga nói, buổi chiều đôi ta muốn đi trong núi xem hạ có hay không thổ sản vùng núi nhặt nhặt. Tiếu cường vừa nghe cũng không ý kiến dù sao ngọn núi này không gì nguy hiểm, liền. Đồng ý các nàng yêu cầu. Có thể các ngươi nhớ rõ năm điểm trước đến cửa thôn chờ, chúng ta cùng nhau trở về trấn thượng. Yên tâm chúng ta nhất định đúng giờ. Cứ như vậy hai người thực mau làm xong trong tay bánh bao hướng đại đội trưởng mượn một cái cái sọc liền hướng trong núi đi. Hai người tiến sơn, xuyên qua rậm rạp rừng cây, đạp mềm xốc bùn đất, hô hấp không khí thanh tân. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu vào các nàng trên người. Trong núi hoa dại khai sáng lạng nhiều màu, hai người thỉnh thoảng dừng lại bước chân, công lưng đi thưởng thức những cái đó mỹ lệ đóa hoa. Các nàng dụng tâm linh đi cảm thụ thiên nhiên mỹ lực, phản phất cùng núi rừng hòa hợp nhất thể. Một đường đi phía trước đi, thỉnh thoảng phát ra vui sướng tiếng cười, đây là khó được thả lỏng thời gian, chỉ chuyên chú trước mắt cảnh đẹp cùng quý giá thu hoạch hai người một đường nhặt thật nhiều thổ sản vùng núi cùng quả dại nhìn cái sọc tràn đầy đây đều là hai người vất vả cần cù lao động thành quả cũng là đối thiên nhiên cảm kích chi tình liền ở chính mình cao hứng khi không cẩn thận chân trượt lập tức rơi vào đi lâm đang nhìn ngã xuống tiểu hy hoảng loạn kêu to tiểu hy tiểu hy nghe thấy sao hố to ta phản ứng lại đây nghe được mặt trên ở kêu chính mình đang tỉ ta không có việc gì không có việc gì liền hảo ngươi chờ một lát sẽ hiện tại liền đi tìm đại đội trưởng nghĩ cách đem ngươi cứu ra chậm rãi từ đau đớn trung khôi phục nhìn quanh bốn phía lại phát hiện chỉ có một cái cửa đá chạy nhanh lên đi đẩy ra kia phiến môn đều đem ăn nải sức lực đều dùng ra tới rốt cuộc đem cửa này mở ra lại bị bên trong quan mang thiếu chút nữa lóe mù mắt nhìn lại là một đống vàng bạc đồ vật các loại trân quý đá quý ta ngoan ngoãn nơi này ít nhất có một trăm bình mãn phòng bảo tàng a này giá trị chính là không thể đo lường đâu cái này địa phương nhiều năm như vậy cũng chưa phát hiện hôm nay thế nhưng bị chính mình phát hiện nếu như vậy vậy không khách khí vung tay lên đem bên trong toàn bộ tài vật toàn bộ thu vào không gian kho hàng thu xong chuẩn bị kiểm tra một phen bị ở giữa một ngụm cổ sư quan tài dọa đến thiên lạp, vừa rồi như thế nào không phát hiện chậm rãi đi qua suy nghĩ đẩy ra xem nghĩ nghĩ vẫn là tính cầm đồ vật thứ này vẫn là đừng cử động chờ hạ có người tới khi cũng hảo giải thích nơi này không sai biệt lắm 20 phút tả hữu lâm đang mang theo đại đội trưởng cùng thôn dân tới cứu lãnh tử hy. Tiểu hy, tiểu hy, chúng ta tới ngươi nghe được liền đáp lại hạ, hiện tại phóng dây thường đi xuống tiếp ngươi. Nghe được vội vàng chạy ra đi kêu, các ngươi trực tiếp buông xuống là được. Đại đội trưởng nghe được thanh âm lập tức làm thôn dân đem dây thường buông đi. Nhìn thấy dây thường tiếp được xả hạ, mặt trên lập tức có phản ứng dùng sức kéo, chậm rãi hướng về phía trước bò đi ra ngoài. Lâm đang thấy tiểu hy ra tới, lập tức chạy tới nâng dậy nàng lo lắng nói, không có việc gì liền hảo, về sau không cần như vậy lỗ mãn biết không? Đã biết đang tỉ. Đại đội trưởng thấy vị này đồng chí không bị thương, cả người đều nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn cái này hố to đầy mặt nghi vấn, trước kia chưa từng phát sinh loại sự tình này. Xem hắn này biểu tình vội vàng giải thích nói, đại đội trưởng, cái này mặt có cái mộ thất, ta vừa rồi đẩy cửa ra, thấy bên trong có khẩu quan tài. Đại đội trưởng vừa nghe kinh ngạc không thôi, lập tức phản ứng lại đây, còn có bậc này sự. Khi hảo trễ chúng ta lại phái người đi xuống nhìn xem, đồng chí đa tạ báo cho chúng ta. Đại đội trưởng khách khí, ngài an bài là được, thời gian cũng không còn sớm chúng ta cũng đến phản hồi trấn trên. Hai vị nói đùa, cái này kêu một vị hậu sinh giúp các ngươi đem các ngươi nhặt thổ sản vùng núi đưa đến cửa thôn. Tiếu trưởng ga giữa trưa công đạo cho các ngươi năm điểm ở cửa thôn chờ hắn là được. Khi hảo các vị như vậy tạm biệt, nói xong cùng đang tỉ xuống núi đi tìm tiếu trưởng ga. Đại đội trưởng cùng thôn dân cùng nhau vất tay từ biệt. Đại đội trưởng gặp người đi xa, lập tức an bài một cái thôn dân cùng chính mình hạ cái này hố vừa thấy đến tục cùng. Cùng lâm đang cứ như vậy xuống núi trực tiếp nhìn đến tiếu trưởng ga ở cửa thôn máy kéo thượng đẳng chúng ta. Tiếu cường thấy hai người trở về vội vàng xuống xe hỗ trợ đem đồ vật dọn lên xe. Nhìn một cái sọc tràn đầy thổ sản vùng núi vội vàng khen nói, thu hoạch không tồi, này đó đều là trong thành rất khó gặp được lâm đang cười đến tiếu trưởng ga thích có thể lấy mấy cân trở về ăn nhiều như vậy chúng ta cũng ăn không hết tiếu cường vội vàng cự tuyệt không 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 ta không thể thu các ngươi đồ vật thấy hắn cự tuyệt chạy nhanh từ cái sọc bên trong lấy ra mấy cân ra tới phóng xe bên cạnh tiếu trưởng ga đây là chúng ta một chút nho nhỏ tâm ý cảm tạ ngày hôm nay cố ý bớt thời giờ mang chúng ta tới bên này tiếu cường thấy nàng đều nói như vậy đành phải nhận lấy vội vàng nói lời cảm tạ đột nhiên nhớ tới hôm nay còn không có lấy tiền hàng chơi một đều đã quên. Vội vàng xem hạ thời gian dò hỏi tiếu trưởng ga, bưu cục vài giờ tan tầm chúng ta đều thiếu chút nữa quên cho ngài tiền hàng lạp. Tiếu cường phất phất tay, không vội hiện tại mới 5 điểm, bưu cục muốn 6 giờ tan tầm, chúng ta nửa giờ là có thể đến. Ân ân vậy là tốt rồi. Nhìn núi cao xa xa, cũng không biết hiện tại tình huống như thế nào. Trong núi mấy người nhìn trước mắt quan tài cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể hướng công xã báo cáo làm cho bọn họ tới xử lý. Đại đội trưởng như thế nào đều không thể tưởng được chính mình ở chỗ này sinh hoạt vài thập niên cũng chưa phát hiện trên núi thế nhưng có cái mộ thất. Ai vẫn là làm chính phủ bên kia tới xử lý đi. Trấn trên bên này ba người vừa đến mưu cục, đem gửi tiền đơn lấy ra giao cho Tiếu Cường. Tiếu trưởng ga, hiện tại tiền hàng đã đến, dư lại tới liền giao cho ngài xử lý. Tiếu Cường tiếp nhận gửi tiền đơn bảo đảm nói, hai vị đồng chí yên tâm hậu thiên chúng ta nhất định đem vật tư gửi vận chuyển tốt hơn xe lửa. Ba người lại bắt tay, hợp tác vui sướng. Cứ như vậy cùng hắn từ biệt từng người trở về nghỉ ngơi. Trở lại nhà khách từng người trở lại phòng, cũng chưa sức lực đi ăn cơm trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa vào cửa liền lóe tiếng không gian xem xét hôm nay thu hoạch. Chương 26 sơ ngộ chợ đen. Ta ngoan ngoãn hôm nay thật là ngoài ý muốn chi hỉ. ta đi vào này không đến nửa tháng liền tấn chức thành phú bà. Này một đống thật là nhiều a. À. Chạy nhanh dùng ý niệm đem chủng loại phân hảo không sai biệt lắm nữa canh giờ thu thập hảo toàn bộ quá trình hoa cả mắt đã đến chết lặng cũng không đếm kỹ đại bộ phận đều là đồng vàng tiểu bộ phận đủ mọi màu sắc đá quý thế nhưng còn có một trương kim cương rốt cuộc đúng vậy ai mộ thế nhưng phóng đều là tiền tài tính lười đi để ý ai dù sao hiện tại đều là ta ha ha đem bọn họ dùng ý niệm phóng tới cùng lãnh gia tài sản biên không tồi không tồi tuy rằng không thiếu này đó nhưng cũng không ngại nhiều lại nhìn về phía ở hiện đại thu vật tư, ân, ừ, nếu không ngày mai tìm hạ nơi này chợ đen bán ra một đám, dù sao chính mình cũng dùng không xong, chi bằng bán đi tồn điểm tiền mặt đến lúc đó nhiều động điểm phòng ở. Liền như vậy vui sướng quyết định. Đi trước hảo hảo tắm một cái, hôm nay lượng vận động quá lớn thật mệt. Phao xong tắm liền cùng đại hắc cùng nhau ăn xong cơm chiều, ngã đầu liền ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm thu thập hảo chính mình đi gõ cách vách môn hỏi đang tỷ hôm nay có tính toán gì không? Lâm Đan hữu khí vô lực mở cửa. Vừa thấy sắc mặt không tốt Lâm Đan. Vội vàng hỏi Đan tỷ có phải hay không thân thể không thoải mái. Lâm Đan bất đắc dĩ nói, ngày hôm qua lượng vận động quá lớn, ta hiện tại còn không có hoảng quá mức. Vừa nghe mừng thầm, như vậy chính mình liền có thể một người hành động lạc. Nhưng vẫn là hảo hảo công đạo nàng, hôm nay ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại đường về. Lâm đang nghe chỉ có thể như vậy, tiểu hy ngươi là muốn ra cửa sao? tùy tiện nhìn xem, dù sao hôm nay không có việc gì. Lâm đang cười, vậy ngươi muốn nhiều chú ý an toàn, hôm nay thật sự không có biện pháp bồi ngươi thật xin lỗi. Đang tỷ nói đùa, ngươi biết đến ta có biện pháp bảo hộ chính mình. Nếu không như vậy giữa trưa trở về cho ngươi mang cơm trưa, ngươi phải hảo hảo ở phòng nghỉ ngơi. Cũng chỉ có thể như vậy, vậy đa tạ tiểu Hy Lạp, đừng chạy quá xa sớm một chút trở về. Yên tâm đi, chính mình sẽ chiếu cố tốt, đi trước ha. Ân ân, đi thôi cùng đang tỉ từ biệt sau, ra chiêu đại sở chạy tiếng không ai ngỏ nhỏ lóe tiếng trong không gian cải trang hạ. Đem chính mình hóa thành một cái hàng năm làm việc nông thôn phụ nữ, lại xuyên một bộ màu xám vải bố trang phục. Lại đi kho hàng bên trong lấy 20 cân lương thực tinh trang ở giỏ trang hảo kiểm tra một phen ra không gian. Ra không gian liền đến chỗ tìm xem chợ đen ở đâu. Rốt cuộc đường núi khẩu nhìn thấy mấy cái lén lút người trực tiếp lên núi. Vội vàng theo sau, phát hiện đây là một cái dấu ở trong sơn cốc chợ đen, lúc này phía trước mấy người cùng thủ vệ chào hỏi liền vào trong sơn cốc. Cũng lười đến tán bán, trực tiếp đi lên cùng thủ vệ nói. Thủ vệ người trẻ tuổi vội vàng ngăn lại kêu mua vẫn là bán. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể mang ta đi thấy các ngươi lão đại sao? Vừa lúc có bút sinh ý cùng hắn nói, không biết ý hạ như thế nào. Thủ môn đơn giản coi kinh nhìn trước mắt vị này đại tỷ, nàng cũng không giống như là có gì sinh ý có thể nói bộ dáng. Thấy hắn coi kinh ánh mắt liền biết hắn đối chính mình nghi vấn cũng lười đến giải thích quá nhiều trực tiếp lấy ra sọt lương thực tinh cho hắn xem. Đây là 20 cân trắng bóng lương thực tinh, ta trên tay còn có hơn 1.000 cân như vậy hóa, không biết hiện tại có hay không tư cách dùng ngươi lão đại nói. Thủ vệ vừa thấy túi trắng bóng lương thực tinh, kích động không được, lần đầu thấy như vậy bạch lương thực tinh. Vội vàng ăn nói khép nép nói, ngượng ngùng vị này đại tỷ, hiện tại liền mang ngài đi tìm chúng ta lão đại, bên này thỉnh. Đi theo hắn đi vào nhìn thấy bên trong cảnh tượng, nhìn quy mô không phải rất lớn, ở chỗ này nhìn đến đủ loại thương phẩm, từ đồ ăn đến quần áo, từ vật dụng hàng ngày đến hàng xa xỉ, cái gì cần có đều có, này đó thương phẩm vừa thấy chính là từ thành phố lớn vận tiến vào. Tuy rằng so trên thị trường sẽ quý rất nhiều, nhưng đây cũng là duy nhất có thể thỏa mãn rất nhiều người nhu cầu. Đi rồi mau 10 phút khi, rốt cuộc tới chợ đen lão đại văn phòng. Bên trong đứng vị thân hình cao lớn cường tráng, gương mặt kia khắc đầy năm tháng dấu vết, thật sâu nếp nhăn câu ra hắn trải qua mưa mưa gió gió, hắn ánh mắt kia trung lộ ra một cổ lạnh nhạt cùng kiên định. Lão đại, có cái đại tỷ tưởng cùng ngươi nói bút sinh ý, ta liền tự tiện mang nàng tới ngươi. Nam tử vừa nghe khiến cho hắn trước đi xuống. Hắn vội vàng dò hỏi, nghe thủ hạ nói ngươi muốn cùng ta nói bút sinh ý. Thấy hắn bộ dáng này cũng không giống cái người xấu cứ việc nói thẳng, không sai, hiện tại đỉnh đầu có 2.000 cân gạo, 5.000 cân bột mì, bột ngô 3.000 cân thô lương 6.000 cân, còn có hoa mai đồng hồ 15 khối, máy may 20 đài radio 25 đài, không biết ngài thu không thu hạ. Nam tử vừa nghe kinh ngạc không thôi, vội vàng lấy lòng nói, ngài nói đều là thật sự. Thiên chân vạn sát. Nam tử lập tức sử dụng một loại ngữ khí nói, không biết đại tỷ như thế nào xưng hô, ta kêu vương tiêu mọi người đều kêu ta tiêu ca. Vừa nghe này ngữ khí liền biết có hy vọng, cũng khách sáo nói, lâm yến, có thể kêu ta yến tỷ. Tiêu ca cười to, nào hảo ta liền kêu ngươi yến tỷ, ngươi có thể kêu ta tiêu lão đệ. Này đó vật tư kia tiêu lão đệ hay không nuốt trôi. Có thể ăn xong ngươi liền báo cái giới đi. Tiêu ca vội vàng nói, có thể nuốt trôi, khi như vậy giá cả đi. Ấn chợ đen thượng lương thực giá cả thấp một mao tiền, gạo 8 mao, bột mì 9 mao, bột ngô 6 mao, thô lương 4 mao. Lại đến tam đại kiện hoa mai đồng hồ 161 khối, máy may 211 đài, radio 81 đài. Ngài xem này giá cả như thế nào? vừa nghe này giá cả còn hành có thể tiếp thu. Khi yến, tỷ khi nào có thể giao dịch đâu. Còn có cứ yên tâm đi ta vương tiêu người này, trên đường đều biết ta vương tiêu là chân thành nhất một người. Thấy hắn như vậy sản khoái cũng không nói nhiều gì trực tiếp nói cho hắn địa chỉ, ước hảo buổi tối 10 điểm ở chân núi một cái phá miếu giao dịch. Liền đi trước trở về an bài, buổi tối thấy. Không thành vấn đề, yến tỷ buổi tối thấy. Trở về khi nhìn trên mặt đất sọc bạch diện, lập tức nói ra cười nói, Tiêu lão đệ đây là 20 cân bạch diện không biết hiện tại có thể thu không? Cũng lười đến bối trở về còn không bằng trực tiếp cấp bán ra. Vương Tiêu thấy này trắng bóng bạch diện kinh hỉ không thôi, vội vàng từ ngăn kéo lấy ra 18 khối cấp yến tỷ. Kết trả tiền trực tiếp cùng hắn cáo biệt. Vương Tiêu nhìn theo xong, trực tiếp kêu một tiểu đệ mau đi chuẩn tiền, đêm nay 10 điểm đi đặt chân hạ phá miếu giao dịch. Một vị tò mò tiểu đệ nói đến, lão đại vì sao chúng ta không hắc ăn hắc đâu như vậy một tuyệt bút sinh ý? vương tiêu vừa nghe trực tiếp mắt lạnh xem hắn chúng ta khi nào trải qua loại này sự nhớ kỹ không cần coi khinh vừa rồi vị kia đại tỷ tuy rằng nhìn giống cái bình thường đại tỷ nhưng ngươi thấy nàng xuyên một bộ quần áo chính là hoàn toàn mới trong ánh mắt không có một chút sợ hãi còn tản ra một tia tàn nhẫn kính người như vậy không thể coi khinh tiểu đệ nghe xong nhà mình lão đại giải thích thẳng gật đầu mà mau trở lại trấn trên lãnh tử hy cũng không biết hai người đối nàng đánh giá nàng hiện tại chính đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm chung cơm nước xong mang theo đóng gói tốt đồ ăn hồi chiêu đãi sở. Đem đồ ăn đưa cho Lâm Đan, nàng cấp xong tiền giấy liền trở về phòng tiến không gian chuẩn bị vật tư. Vội xong liền trực tiếp ngủ, còn hảo cơm chiều cũng thuận tiện cấp đang tỉ mang trở về. Hiện tại phải hảo hảo nghỉ ngơi chờ đồng hồ báo thức vừa tỉnh liền đi giao dịch. Thời gian thực mau tới đến buổi tối 9 giờ, đồng hồ báo thức một vang từ không gian ra tới lập tức tay chân nhẹ nhàng xuống lầu, thấy trước đài không ai vội vàng đi ra ngoài liên tục 10 phút tả hữu đến phá miếu, chạy nhanh tiếng không gian giả dạng hạ đem chuẩn bị tốt vật tư thả ra, không sai biệt lắm phóng mãn toàn bộ phá miếu, lại vội vàng chạy ra môn liên tục đổi vài cái mã số giày đi tới đi lui lưu dấu chân, làm người cảm giác nơi này vừa rồi tới rất nhiều người. Lại dứt khoát đem đại hắc đưa tới trong rừng cây, công đạo nó chỉ cần chính mình lớn tiếng kêu liền chạy như bay ra tới cứu người. Đại hắc nghe lời gật gật đầu. Chuẩn bị không sai biệt lắm xem hạ thời gian bọn họ cũng mau tới, chạy nhanh lấy ra một trương ghế nhỏ ngồi chờ bọn họ vương tiêu mang theo mười mấy thủ hạ đẩy xe đẩy đi vào phá miếu cửa thấy bên trong có ngọn đèn dầu đoán được đại tỷ phỏng chừng ở bên trong vội vàng đi gõ cửa thịt 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 tiếng đập cửa vang lên ta đứng lên thật cẩn thận xem bên ngoài thấy là vương tiêu vội vàng mở cửa a nha tiêu lão đệ thật đúng giờ ha ha yến tỷ kia đương nhiên chúng ta chính là nhất thủ khi kia hảo cũng không nói nhiều gì đồ vật đều ở chỗ này các ngươi nghiệm thu hạ sao ta ngồi chờ các ngươi. Mười mấy người nhìn mãn phòng vật tư đều kinh hỉ không thôi, tiêu ca công đạo thủ hạ đi nghiệm hóa. Mười mấy người bận trước bận sau rốt cuộc nghiệm xong, một vị nhìn ổn trọng thủ hạ cùng tiêu ca nói, tiêu ca hóa là đúng, đều là hàng thượng đẳng vật con số cũng đối. Vương Bưu gật đầu công đạo thủ hạ đem tiền cùng vật phẩm mang lên, đi đến Yến Tỷ bên người nói đến, Yến Tỷ, vật tư số lượng chuẩn xác, đây là tiền hàng nguyên ngài điểm hạ. Nhìn hắn đề cho ta một cái bao tải, bên trong đều là một bó một bó đại đoàn kết, nghi vấn đến như thế nào mới. Vương Tiêu lập tức giải thích nói, thật là xin lỗi Yến Tỷ, tiền mặt không đủ còn kém 900 có không dùng mặt khác vật phẩm thế chấp. Nguyên lai like là như thế này a, à, có thể ngươi lấy ra tới cho ta xem hạ. Vương Tiêu nghe hấp dẫn liền công đạo thủ hạ chuyển đến mười mấy cái rương cười nói Yến Tỷ đây là 15 rương lão đồ vật không biết có thể để khấu dư lại tiền. Liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn 15 rương tràn đầy lão đồ vật, kinh ngạc nói, tiêu lão đệ này. Vương Tiêu thấy nàng kinh ngạc nhìn chính mình, chiến tỷ này đó tục vật hiện tại cũng không đáng giá tiền ngài không lấy làm phiền lòng. Vừa nghe trong lòng dọa đến cái này kêu không đáng giá tiền, này đó thêm lên phỏng chừng có thể mua mấy chục vạn tấn lương thực, lại tưởng hạ thời đại này nhưng cùng hiện đại không giống nhau, hiện tại này đó xác thật không đáng giá tiền. Vẫn là làm bộ tỉnh lại cùng hắn nói, cũng có thể ngươi buông là được, trễ chút ta làm người dọn đi. Vương Tiêu vừa nghe cả người thả lỏng, kia hảo ta liền phóng nơi này, này phê vật tư chúng ta xem như thanh toán xong lạp. Hợp tác vui sướng, vương tay nói. Cũng đi theo bắt tay nói, hợp tác vui sướng. Cứ như vậy nhìn mười mấy người phía trước phía sau chạy mười mấy tranh rốt cuộc dọn xong. Cùng bọn hắn từ biệt, đợi mười phút lại đem trên mặt đất tiền cùng lão đồ vật thu vào đi. Xem ra cái này vương tiêu vẫn là rất sẽ làm người. Nhưng mà trở về vương tiêu trong lòng vạn hạnh không thôi, còn hảo chính mình không tham, ở tới trên đường kiến giải thượng những cái đó dấu chân thêm lên phỏng chừng mấy chục người, huống hồ bọn họ có thể thời điểm lấy ra nhiều như vậy hy hữu vật tư có thể là nhân vật đơn giản. Ở đi tìm đại hắc lãnh tử hy cũng bởi vì chính mình dự kiến trước làm người não bổ mà tránh thoát này hết thảy. Chương 27 gặp được kỳ ba. Hai người ở ngày hôm sau, lại giống tới thời điểm lung lay ngồi xe đến thành phố. Hai người vội vàng mua sớm nhất nhất ban xe sớm lên xe nằm xuống nghỉ ngơi, chậm rãi ở xe khách thượng lay động. Cảm chờ xe một khai chúng ta nhìn về phía ngoài xe, từng người cảm thán tại đây tòa thành thị đợi đến mấy ngày. Không biết đang tỷ là nghĩ như thế nào, mà chính mình đối lần này vẫn là thu hoạch rất đại, đây đều là ý vào chính mình có không gian ở có thể gian lận, bằng không cũng cùng đan tỷ không sai biệt lắm. Hai người từng người cầm một quyển sách xem, đều đắm chìm ở thế giới của chính mình. Lần này chúng ta thùng xe tạm thời chỉ có chính mình cùng đang tỷ, không biết tiếp theo trạm sẽ đi lên một ít người nào. Chỉ cần không phải kỳ ba là được, ai không nghĩ một đường an an tỉnh tỉnh vượt qua. Liền ở đến trạm khi đi lên hai người ta thật muốn đem chính mình trừ hai cái miệng rộng tử. Nguyên nhân là, tại hạ một cái trạm điểm khi đi lên hai nữ sinh, trong đó một vị nữ sinh thấy chính mình phiếu biểu hiện thượng phô, lại bởi vì chính mình không nghĩ bò như vậy cao, hạ phô lại không an toàn. Liền cùng một cái khác nữ sinh nói, tuyết nhi ta không nghĩ ngủ thượng phô. Kêu tuyết nhi nữ sinh vừa nghe bạn tốt nói nhìn về phía trung phô hai vị. Kêu to, vi, đem các ngươi trung phô nhường cho chúng ta, các ngươi đi thượng phô ngủ. Đang xem thư hai vị bị thanh âm này kinh hách đến, ta ngồi dậy mắt lạnh nhìn về phía nói chuyện nữ sinh. Ngươi tính thứ gì, dựa vào cái gì làm chúng ta làm đâu. Xem ngươi lớn lên không sao tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Ngươi ngươi ngươi, ngươi không thể nói lý, nhường cho chúng ta cũng sẽ không như thế nào chúng ta bổ các ngươi tiền chính là. Ua, có thể ngồi giường nằm chúng ta, có thể thiếu ngươi chút tiền ấy, chúng ta lại bằng gì nhường cho các ngươi đâu. Các ngươi nếu là không nghĩ ngủ mặt trên có thể trực tiếp hướng tiếp viên hàng không đổi vị trí. Ngươi, ngươi cái này đồ nhà quê, càng muốn các ngươi nhường cho chúng ta, bằng không ta liền đối với các ngươi không khách khí. Mọi người xem cái này kiêu ngạo ương ngạnh nữ sinh, dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng. Lúc này kêu giai lệ đồng bạn lôi kéo kêu tính tuyết nhi, nhân gia đồng chí không nghĩ đổi chúng ta liền không đổi lạp. Không được, giai lệ vị trí này chúng ta muốn định rồi, lại đối với mặt trên kêu các ngươi cho ta xuống dưới. Lâm đang thấy tới thật nhiều xem náo nhiệt người đang muốn nói gì, sau đó bị Tiểu Hy ngăn cản cũng liền không lắm miệng. Ha ha ha, khôi hài vị này đồng chí sợ không phải đầu óc có vấn đề đi, ngươi làm ta xuống dưới liền xuống dưới, kia chẳng phải là khi ta S A. Các ngươi muốn dương oai thỉnh đổi cái địa phương, chúng ta liền không phụng bồi. Tuyết Nhi nghe xong quả thực khí tạc, lập tức bò đi trung phô đem nàng kéo xuống tới, ngươi không xuống dưới đúng không kia ta liền đem ngươi túng xuống dưới. Trực tiếp thượng thủ muốn đi trảo nàng L thấy nàng bàn tay lại đây trực tiếp cho nàng một cái miệng rộng tử, lăng, không cần chọc ta bằng không không phải một cái tác công phu. Các tuyết vuốt mặt thét to, ngươi thế nhưng đánh ta, xem ta không hóa lạ ngươi mặt, chuẩn bị thượng thủ đi bắt nàng mặt. Này nửa dây dưa không xong, thấy nàng tay triều chính mình mặt đánh tới trực tiếp một chân đem nàng đá đi xuống. Các tuyết từ phía trên ngã xuống đau đớn muốn mệnh. Kêu giai lệ nữ sinh vội vàng tiến lên nâng dậy đối với mặt trên nói, đồng chí ngươi không cho liền không cho, làm gì muốn đánh người. Lâm đang nghe xong thật sự ngồi không được gọi vào, ngươi là không trường mắt sao? Là ngươi bằng hữu động thủ trước. Nàng thuộc về phòng vệ chính đáng. Sao ngươi không thể gặp nàng bị đánh, kia vì sao không ngăn cản nàng đâu? Xem ngươi vừa rồi xem náo nhiệt xem cũng thật mùi ngon. Nga chẳng lẽ là ngươi không nghĩ ngủ thượng phô, làm ngươi bằng hữu giúp ngươi xuất đầu sau đó chính mình chỉ cần xem diễn là được. Kêu giai lệ nữ sinh vừa nghe vội vàng khiêm tốn không thôi, ngoài miệng giảo biện mới không phải như vậy đâu mới từ đau đớn trung hoãn lại đây các tuyết nghe xong an tỉnh lại hồi tưởng vừa rồi phát sinh sự dùng vẻ mặt nghi vấn biểu tình nhìn giai lệ lý giai lệ thấy tuyết nhi nhìn về phía chính mình khiêm tốn không thôi vội vàng giải thích tuyết nhi không phải như thế ngươi không cần tin tưởng các nàng nói các tuyết thấy trước mắt bạn tốt khiêm tốn không thôi giải thích phỏng chừng cũng đoán được bị người ta nói trung nàng chính là tưởng chính mình xuất đầu ngay cả bị đánh nàng cũng không ra tới giúp ta xem chính mình bị đá xuống dưới mới đi ra gì cũng không nghĩ liền dẫn theo hành lý đi tìm tiếp viên hàng không đổi vị trí, một khắc cũng không nghĩ đãi ở chỗ này. Lý gia lệ thấy tuyết nhi dẫn theo đồ vật liền đi rồi, vội vàng đuổi theo đi hảo hảo hống hống nàng bằng không về sau không chỗ tốt lấy. Thấy các nàng giống phong giống nhau thoát đi nơi này, từng người nghi vấn không thôi, này liền đi lạc. Chung quanh thấy nháo sự người đều đi rồi, cũng đều hồi chính mình vị trí nghỉ ngơi. Đang tỉ, không thể tưởng được ngươi này thao tác quả thực bổng thực. Ngươi A, vừa rồi ngươi không cho ta lắm miệng, ta liền chuyên tâm nhìn về phía một cái khác nữ sinh biểu hiện, các ngươi ở cãi nhau nàng đến hảo toàn bộ hành trình đều là trào phúng biểu tình nhìn các ngươi. Ngươi đá xong người khi nàng còn âm thầm cười sẻ, sau đó trở ra hỗ trợ. Thấy nàng mắng ngươi, thật sự nhịn không được liền khai dỗi. Đang tỷ lợi hại, loại người này chính là trà xanh kỹ nữ. Còn có thể như vậy biểu đạt. Xem nàng vẻ mặt nghi vấn nghĩ, ta cũng không quấy rầy chạy nhanh nằm xuống nghỉ ngơi trên xe nhật tử quá nhàm chán, chỉ có thể ngủ. Trải qua chuyện này hai người kế tiếp đều là ngủ đọc sách vượt qua. Chờ tới đế đô đã là ngày hôm sau buổi chiều. Hai người chạy nhanh sớm thời gian còn sớm thẳng đến trong xưởng đem trên hợp đồng giao. Văn phòng tiêu tỉnh nhìn trong tay hợp đồng, thực vừa lòng. Khiến cho hai người nghỉ ngơi một ngày, hiện tại có. Thể đi trở về. Gia, dạ, đăng tỷ ngày mai nghỉ một ngày ngươi tưởng hảo đi nơi nào chơi sao. Lâm Phàm thấy cô gái nhỏ này ở chủ nhiệm trước mặt như vậy không hình tượng bộ dáng thật là say. Chạy nhanh lôi kéo nàng cùng chủ nhiệm nói đừng. Tiêu tỉnh nhìn về phía đi ra hai vị nữ đồng chí, xem ra ở chung không tồi. Lâm đang một đường túng nàng chạy ra văn phòng. Vẻ mặt mộng bức bị túng chạy. Tiểu Hy A à thiếu chút nữa bị ngươi hù chết lạp. Về sau ở chủ nhiệm trước mặt vẫn là nghiêm túc điểm hảo. Gì? Vừa rồi giống như cũng không có làm gì, chính là nghe được nghĩ việc này cao hứng một chút chẳng lẽ cũng sẽ chọc chủ nhiệm không vui lâm đang vội vàng giải thích hư nói nhỏ chút sợ người có tâm nghe được ai u đang tỉ kỳ thật không có việc gì lạp chủ nhiệm không giống ngươi nói cái loại này người nàng nhìn nghiêm túc kỳ thật người vẫn là thật tốt chỉ cần không phải quá phận sự nàng giống nhau sẽ không phát giận lâm đang nghe nàng giải thích vẻ mặt nghi vấn là như thế này sao xem ra là ta ngày thường suy nghĩ nhiều Ngươi nghĩ như vậy liền đúng rồi, chỉ cần ngươi ngày thường nhiều quan sát hạ liền biết chủ nhiệm có phải hay không nói như vậy. Hảo đi, ngươi đều đem nói đến này phân trên dưới thứ liền nhiều quan sát nhìn xem. Ân 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 đang tỉ chúng ta chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi đi. Bằng không chờ hạ rất nhiều tan tầm phải tể giao thông công cộng lạc. Đúng đúng đúng, chúng ta chạy nhanh về nhà. Chương 28 Vấn An Tô Bá Bá Một hồi về đến nhà, liền đem đại hắc thả ra, chính mình tắt đi quét tước vệ sinh, mấy ngày không ở nhà trong viện đều có thật nhiều lá rụng. Đại hắc thấy chủ nhân ở vội, liền không quấy rầy nàng tắt ngoan ngoãn chạy đến chính mình tiểu oa ngủ. Nửa canh giờ qua đi rốt cuộc xong việc, vội vàng đem hành lý thu thập hạ. Nhìn mà lên núi hóa, tự hỏi nếu không ngày mai đưa đi cấp tô bá bá, vừa lúc ngày mai nghỉ ngơi. Nào liền như vậy vui sướng ước định, lấy một nửa đi cấp tô bá bá, dù sao chính mình cũng ăn không hết quyết định hảo sau vội vàng lấy ra một cái bao tải trang một nửa đi vào đặt ở nhà chính. Sửa sang lại hết thảy liền đi đình viện tìm đại hắc tiếng không gian ăn cơm. Ngày hôm sau tỉnh lại mau giữa trưa, lười nhắc vương vai cảm thán thật là thoải mái vẫn là ngủ đến tự nhiên tỉnh mới có kính. Lóe tiếng không gian đi rửa mặt, thuận tiện đem bữa sáng giải quyết. Thuận tay lại lấy 5 cân hoàng đào đi ra ngoài, công đạo đại hắc giữ nhà liền đi chờ giao thông công cộng, thật sự không nghĩ kỵ như vậy xa xe lên xe tìm cái giữa cửa sổ vị trí chậm rãi thưởng thức phong cảnh bên ngoài cảm thán chính mình tới nơi này cũng không sai biệt lắm nửa tháng vẫn là có điểm không quá thích ứng cũng không biết tống nghiên như thế nào đối mặt chính mình rời đi hy vọng nàng không cần làm việc ngốc chính như nàng tưởng hiện đại tống nghiên từ lãnh tử hy rời đi làm nàng cảm giác mất đi toàn bộ thế giới hiện tại tựa như một cái không linh hồn quán đào oa oa tống nghiên vẫn luôn đều thực tự trách nếu không phải ta ước nàng đi chơi nàng cũng liền sẽ không ra tai nạn xe cộ ta thật là đáng chết. Tống nghiên cha mẹ nhìn nữ nhi ôm tiểu hy ảnh chụp mỗi ngày đều ở lấy nước mắt rửa mặt, đau lòng không thôi. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, tống nghiên mụ mụ vội vàng đi mở cửa. Một mở cửa thấy là một cái mang mắt kính tuổi trẻ nam tử nghi vấn nói, ngươi là. Xin hỏi có chuyện gì? Tuổi trẻ nam tử lễ phép nói, tống thái thái, ta là lãnh tử hy đại lý luật sư, là đại biểu ta đương sự tới cấp tống nghiên tiểu thư truyền tin. Tống phu nhân vừa nghe là tiểu hy tin vội vàng hắn tiến vào, ngươi tiên tiến tới ngồi, hiện tại liền đi kêu nàng. Nói xong nhanh chóng lên lầu tìm nữ nhi, tiểu nghiên, tiểu hy thác luật sư cho ngươi truyền tin tới. Tống nghiên vừa nghe mụ mụ nói tiểu hy nhờ người cho nàng truyền tin, vội vàng mở cửa chạy xuống lâu, thấy một người tuổi trẻ soái ca ở sofa ngồi. Nam tử lập tức lên nói, xin hỏi là tống nghiên tiểu thư sao? Đúng đúng đúng. Nam tử ngữ khí bình tĩnh mà tự thuật nói, ngài hảo tống tiểu thư, đây là lãnh tử hy tiểu thư lâm chung trước cho ngài viết tin, ngài thu hảo. Tống nghiên run rẩy tiếp nhận phong thư, vội vàng nói lời cảm tạ. Tống tiểu thư không cần khách khí, đây là ta nên làm, đồ vật đã chuyển giao, chính mình liền đi trước. Tống gia hai phu thê thấy nữ nhi cầm tin không phản ứng ngay cả vội thế nàng đưa luật sư. Tống nghiên run rẩy mở ra tin, thấy mở đầu nghiên bảo hai chữ liền thật sự nhịn không được khóc lên. Tin viết, nghiên bảo, đưa ngươi nhìn đến này tin khi, vậy ý nghĩa ta đã không ở trên thế giới này. Biết này đối với ngươi mà nói là đã kích to lớn, nhưng thỉnh tin tưởng ta, chính mình vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, vô luận ở trong sinh hoạt vẫn là tử vong lúc sau. Tưởng nói cho ngươi không thể tưởng tượng sự thật, từ khoảng thời gian trước về nước mỗi ngày buổi tối đều sẽ mơ thấy 60 năm sinh hoạt. Còn có một việc, đưa ngươi xem xong này phong thư hy vọng ngươi lập tức tiêu hủy, ngoài ý muốn kích phát gia tộc ngọc bội huyền bí, trói định một cái không gian. Đây cũng là đem cổ phần bán đi nguyên nhân, cổng ngươi độ một số lớn vật tư. Lúc ấy phát sinh như vậy sự liền rất xác định chính mình khả năng muốn xuyên qua đi thập niên 60. Vốn dĩ ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện này, suy nghĩ sâu xa nghĩ tới vẫn là nói cho ngươi cho thỏa đáng, như vậy ngươi liền có thể thiếu vì ta ở một cái khác thời đại lo lắng. Cứ việc ta ở một cái khác thời đại, chúng ta hữu nghị là vĩnh viễn vô pháp quên. Chúng ta vượt qua vô số thời khắc, chia sẻ quá rất nhiều bí mật cùng mộng tưởng. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ chúng ta chi gian hứa hẹn vô luận ta ở nơi nào, ta đều sẽ làm bạn ngươi. Thỉnh nhớ kỹ, vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi đều không phải một người. Cuối cùng, tưởng đối. Với ngươi nói tiếng cảm ơn, cảm ơn ngươi cho tới nay đối ta duy trì cùng làm bạn. Ngươi là ta sinh mệnh quan trọng nhất người chi nhất, vĩnh viễn đều sẽ không quên chúng ta chi gian hữu nghị. Nguyện ngươi quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, vô luận là hiện đại vẫn là ở thập niên 60. Thỉnh tin tưởng, vô luận thời gian như thế nào biến thiên, chúng ta hữu nghị đem vĩnh viễn bất biến vĩnh viễn ái ngươi tiểu hy tống nghiên không biết này đây cái gì tâm thái xem hoàn chỉnh phong thư chỉ biết tiểu hy còn sống tuy rằng không ở thế giới này tiểu hy ngươi yên tâm ta sẽ hảo hảo mặc kệ chúng ta ở nơi nào như ngươi theo như lời chúng ta hữu nghị là không thể thay đổi ngươi ở bên kia cũng muốn hảo hảo lập tức đem tin thu hảo tìm một cơ hội tiêu hủy không thể làm người có tâm biết liền chính mình cha mẹ cũng là thu hảo tin lập tức tỉnh lại lên nhìn về phía chính mình mụ mụ nói mẹ ta đói bụng tống gia phu thê thấy nữ nhi xem xong tin cả người không ở như vậy tử khí trầm trầm vội vàng đáp lại ai hảo chúng ta này liền đi chuẩn bị bọn họ không thèm để ý tin viết gì chỉ cần bảo bối nữ nhi tỉnh lại lên so gì đều hảo bên này lãnh tử hy cũng đã tới đế đô quân khu trực tiếp cùng cảnh vệ viên nói đồng chí phiền toái hỗ trợ tìm hạ tô cường tham mưu trưởng cảnh vệ viên nhìn trước mắt xinh đẹp tiểu cô nương vội vàng giúp nàng đi gọi điện thoại gọi người đợi không sai biệt lắm 20 phút tả hữu, thấy tô bá bá ra tới. Tô Cường kích động nói, tiểu hy, đã lâu không thấy, gần nhất như thế nào là có chuyện gì tìm tô bá bá hỗ trợ sao? Tô bá bá, gần nhất khá tốt khoảng thời gian trước xưởng thực phẩm tìm được một phần công tác, này không phải gần nhất đi công tác trở về mang theo điểm đặc sản cùng trái cây liền nghĩ đến cho ngài đưa điểm tới. Tô Cường kinh ngạc nhanh như vậy tìm được công tác, không tồi không tồi không hổ là lão lãnh tên kia khuê nữ. Ngươi a tới liền tới không cần mang mấy thứ này. Tới 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 hiện tại cũng không sai biệt lắm giữa trưa, mà ngươi đi thực đường ăn cơm. Vốn dĩ tưởng tự tuyệt nhưng nhớ tới lần trước tô bá bá hỗ trợ chuyển nhà, lần trước không thỉnh hắn ăn cơm không bằng sấn hiện tại thỉnh hắn ăn cơm. Tô bá bá, nếu không như vậy cùng đi thực đường. Nhưng giữa trưa này đốn tiểu hy thỉnh ngươi, này không phải lần trước ngươi sốt ruột trở về không có tới đến cấp thỉnh ngươi ăn cơm. Sấn hiện tại sao hai đều có rảnh? Hôm nay thỉnh ngươi ăn cơm ý hạ như thế nào? Tô Cường cười ha ha, ngươi cô gái nhỏ này, hảo ngươi thỉnh ngươi thỉnh, nào chúng ta đi thôi. Tô Cường trước đem đồ vật cảnh vệ thất, mang theo tiểu hy hướng thực đường đi đến. Hai người đi thực đường trên đường rất nhiều quân nhân nhìn về phía bọn họ. Đều mang theo nghi vấn vị này chính là ai. Như thế nào cùng Tô Tham Mưu Trưởng đi cùng một chỗ. Có chút tuổi trẻ quân nhân kích động thảo luận này nữ tử thật xinh đẹp. Thấy bọn họ vẫn luôn đang xem chính mình, làm đến này một đường đều là xấu hổ không thôi chương 29 tâm động. Tô Cường thấy mọi người đều nhìn bên này, lập tức mắt lạnh nhìn về phía đám kia tiểu tử. Mỗi người đều dọa đến vội vàng quay đầu. Mỗi người trong lòng suy nghĩ, tham mưu trưởng ánh mắt kia ước gì muốn ăn chúng ta. Vẫn là không xem cho thỏa đáng bằng không chịu tội chính là bọn họ. Tô Cường thấy bọn họ bộ dáng này, thật là không mắt thấy, xem ra ngày thường huấn luyện vẫn là không đủ nghiêm, đến trở về làm cho bọn họ thêm luyện mới được. Tô Cường xin lỗi nói, tiểu hy thật là làm ngươi chê cười, này đàn tiểu tử quá không nhãn lực kính xem đem ngươi sợ tới mức. Không 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 tô bá bá không có việc gì, chỉ là không quá thói quen nhiều người như vậy nhìn có điểm thẹn thùng. Phanh một chút không biết bị cái gì đụng vào, lãnh tử hy quang vinh ngã xuống đất. Cô Cường kinh hách đến, vừa mới còn ở cùng chính mình nói chuyện phím cô gái nhỏ không biết bị ai đánh ngã trên mặt đất. ngẩng đầu nhìn lại, này không phải tân điều tới chính mình trong đoàn tiểu tử sao? không sai người này chính là ngày hôm qua làm xong nhiệm vụ trở về mặt hạo thần mặt hạo thần vội vàng xin lỗi nhưng vừa nhìn đi xuống cô gái nhỏ này như thế nào ở chỗ này trong lòng kinh hỉ không thôi ô ô ô đau chết lạp như thế nào chính mình gần nhất lão bị đâm lần này lại là ai cũng không màng đau ngẩng đầu nhìn về phía đánh ngã chính mình người kinh ngạc gọi vào ngươi 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 như thế nào ở chỗ này cô cường nghe được nghi vấn hỏi đến hai ngươi cái nhận thức Mạc Hạo Thần đột nhiên nghiêm túc nói, báo cáo tham mưu trưởng, chúng ta nhận thức, đánh quá vài lần giao tế. Chính mình bị gia hỏa này thanh âm dọa nhảy dựng, cũng cùng tô bá bá giải thích gặp được quá vài lần. Tức giận nhìn về phía trước mặt gia hỏa này lầm bầm lầu bầu, như thế nào nào đều có thể gặp được ngươi nhiều lần đều bị ngươi cấp đánh ngã. Mạc Hạo Thần thấy cô gái nhỏ tức giận nhìn nàng lầm bầm lầu bầu quái đáng yêu. Tô Cường thấy này hai người không khí tổng cảm giác quái quái, lại nhìn về phía mặt doanh trưởng ánh mắt. Ua tiểu tử này không phải là coi trọng tiểu hy. Lại nhìn về phía chính tức giận tiểu hy, xem ra cô gái nhỏ này cũng không thích hợp. Không thể tưởng được tiểu tử này mới đến mấy ngày liền theo dõi nhà mình chất nữ. Không được đến hảo hảo trấn cửa ải không thể khiến cho tiểu hy bị một đầu lan ngậm đi. Vội vàng dùng phòng bị ngữ khí nói, mặt doanh trưởng, không có gì sự nói chúng ta liền đi vào trước dùng cơm đi. Mặt hạo thần cảm giác được tham mưu trưởng phòng bị, cũng không để trong lòng dù sao về sau sự còn trường đâu vội vàng nhường đường cho bọn hắn đi vào. Thấy gia hỏa này tránh ra, hừ tính ngươi thức thời liền cùng tô bá bá đi vào. Nhìn thực đường đồ ăn cơm, nhìn giống. Như không có gì đồ ăn, thịt đồ ăn cũng liền tam dạng, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận hạ làm múc cơm đồng chí đem ba cái thịt đồ ăn toàn bộ đánh một phần lại lấy bảy tám cái bạch diện màng thầu. Tô Cường nhìn bưng tràn đầy đồ ăn tiểu hy, dọa nhảy dựng, nha đầu này là nhiều sợ ta ăn không đủ no, nhìn bảy tám cái màng thầu không biết nên nói gì. Cô bá bá, tới ăn cơm đi, không biết đồ ăn hợp không hợp ngươi ăn uống hôm nay liền giảng liền hạ. Về sau có cơ hội ta tự mình xuống bếp làm cho ngươi ăn. Cô Cường nghe nàng nói tạm chấp nhận một chút, khóe miệng trừ cái không ngừng. Nhà đầu này có phải hay không đối tạm chấp nhận có điểm hiểu lầm, thức ăn như vậy kêu tạm chấp nhận nói, khi những người khác ăn lại là gì. Tính đây cũng là nàng một mảnh tâm ý, vội vàng trả lời nàng không có việc gì tới tới ngươi cũng mau ngồi xuống ăn. Ngươi a lần sau cũng không thể như vậy tiêu pha lạp biết không? Hắc hắc, đã biết tô bá bá này không phải lần đầu tiên thỉnh ngươi ăn cơm sao? Cũng không biết điểm gì hảo, chỉ nghĩ hướng tốt nhất điểm khởi. Ngươi a tới tới mau ăn xem ngươi đều gầy thành cái dạng gì. Chính mình sờ sờ mặt gần nhất giống như béo điểm như thế nào sẽ gầy đâu. Dì cũng không nói nhiều ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm, sửa sang lại hảo chính mình vừa nhấc đầu liền xem đang xem chính mình mặt hảo thần. Dựa gia hỏa này như thế nào ở đối diện? nhìn hắn ánh mắt kia làm ta thực không được tự nhiên chỉ có thể vùi đầu chuyên tâm ăn cơm không đi xem hắn. Mạc hạo thần nhìn cô gái nhỏ phản ứng khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hắn cười đem đang cùng hắn một bàn các đồng bạn dọa nhảy dựng. Ba người dọa nhảy dựng này vẫn là ngày thường lão đại sao. Lão đại thế nhưng cũng có thể cười, không 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 ảo giác ảo giác. Vốn dĩ an tĩnh ăn cơm mấy người, đột nhiên một cái lớn lên cũng không tệ lắm nữ sinh bưng cơm chạy đến mặt hạo thần bên người kêu hạo thần ca, như vậy xảo có thể cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm sao? Lãnh tử hy trên tay chiếc đũa tạm dừng hạ tò mò ngẩng đầu nhìn lại, thấy một cái xinh đẹp nữ sinh đang ở cùng hắn nói chuyện, tay không tự giác nắm chặt nắm tay, không biết như thế nào trong lòng cảm giác rầu rĩ. Mạc hạo thần cũng phát hiện đối diện cô gái nhỏ phản ứng, giống như nàng sinh khí. Sau đó dùng lạnh băng ngữ khí nói, phiền toái trần đồng chí thỉnh xưng hô vì ta mạc doanh trưởng hoặc là mạc đồng chí, cùng ngươi không thân thỉnh không cần dùng cái loại này thân mật ngữ khí xưng hô ta, còn có người một người nữ sinh chạy đến chúng ta này đàn đại lão gia cùng nhau ăn cơm còn thể thống gì? Hạo thần. Mặt doanh trưởng thật là xin lỗi. Còn chưa nói xong đỏ mắt chạy. Ở đây người đều dùng lòng hiếu kỳ thái ăn xong một cái dưa, Tô Cường cùng lãnh tử hy này bàn cũng không sai biệt lắm. Tô Cường tưởng chính là tiểu tử này thật sẽ không thương hương tiết ngọc, nhưng lại cảm thấy vẫn là không tồi hiểu được cự tuyệt hết thảy ái muội. Mặt hạo thần lại nhìn về phía cô gái nhỏ, hai người vừa lúc bốn mắt nhìn nhau, đối với nàng mỉm cười. Phản phất đang nói vừa rồi chính mình biểu hiện như thế nào. Lãnh tử hy vội vàng thẹn thùng cúi đầu, thiên lạc, chính mình đây là như thế nào lạp tên kia cười rộ lên như thế nào như vậy đẹp. Lại nghĩ đến vừa rồi sinh khí khi, hắn cùng ai cùng nhau ăn cơm quan chính mình chuyện gì. Vì sao sẽ cảm thấy không vui? Chẳng lẽ thích thượng hắn lạc? Không đúng không đúng chúng ta mới nhận thức bao lâu, mỗi lần gặp được chuẩn không chuyện tốt toàn bộ cơm trưa quá trình bởi vì một cái mỉm cười đem chính mình làm đến hỏng bét, đến cuối cùng kết luận chính là chính mình thừa nhận là có điểm thích thượng hắn. Hiện tại thật không nghĩ đối mặt hắn, a à thật bực bội, độc thân từ trong bụng mẹ 20 nhiều năm đều còn không có nói qua một cái bạn trai. Sao liền tới này niên đại không đến nửa tháng liền thích thượng một cái chỉ thấy quá vài lần người, chẳng lẽ là lần trước hắn giúp ta giải vây khi liền có điểm tâm động. A nha mặc kệ thuận theo tự nhiên, ai biết hắn có thích hay không chính mình đâu. Cơm trưa sau Vốn dĩ Tô Cường muốn đưa Tiểu Hy nàng đi ngồi xe, kết quả có người tới thông tri lập tức đi mở họp. Cuối cùng chỉ có thể đem nàng phó thác cấp mặt hạo thần làm hắn mang nàng đi ngồi xe vừa lúc bọn họ cũng nhận thức. Lãnh tử hy bị này một thao tác làm càng thêm không được tự nhiên. Thật muốn nhanh lên thoát đi này xấu hổ trường hợp. Chương 30 thổ lộ. Hai người cứ như vậy bị an bài hảo, cũng không biết làm sao bây giờ. Cái kia. Chúng ta. Đi thôi. Mạc hạo thần nhìn trước mắt đột nhiên nói lắp cô gái nhỏ, phốc một chút cười ra tiếng. Ngươi! Làm gì có cái gì buồn cười, không đi chính mình liền đi lạp. Chính mình cảm thấy hẳn là đầu óc có vấn đề đi, thế nhưng thích thượng hắn loại người này. Một chút thân sĩ phong độ đều không có, mỗi lần đều cười nhạo ta. Người này quá chán ghét. Mạc hạo thần thấy nàng tức giận đi rồi, vội vàng chạy đi lên giải thích. Lãnh tử hy, ta không phải cái kia ý tứ, ngươi đừng nóng giận, ngươi nghe ta giải thích không nghe không nghe nghe ngươi mới là lạ đâu mỗi lần gặp được người này chuẩn không chuyện tốt xem ra chính mình là đầu óc nước vào mới thích hắn mặc hạo thần thấy nàng không để ý tới chính mình vội vàng chạy đi lên kéo tay nàng cánh tay buông tay ngươi kéo ta làm gì không bỏ ngươi nghe ta giải thích vừa rồi thật không phải cười nhạo ngươi ý tứ ha hả vậy ngươi là có ý tứ gì ta vừa rồi là cảm thấy ngươi đáng yêu cũng không phải cười nhạo ngươi đáng yêu ngươi như vậy cười ta kêu đáng yêu ta xem ngươi là đầu óc có vấn đề đi mặc hạo thần nhìn trước mắt thực tức giận người trong lòng không biết nên như thế nào giải thích thấy hắn lôi kéo ta tạm dừng ở nơi đó không nói lời nào trực tiếp đem hắn ném ra buông tay chính mình có thể trở về không cần ngươi cố ý đến tiễn ta ném ra hắn vội vàng hướng xuất khẩu phương hướng đi trong lòng khó chịu thực không thể tưởng được lần đầu tiên thích một người hắn thế nhưng đối với ta như vậy liền tính không thích ta cũng không cần cười nhạo ta a à cùng lắm thì về sau cách hắn rất xa. mặt hạo thần vội vàng đuổi theo đi, tổng cảm giác lần này không hảo hảo nắm chắc, về sau cũng chưa cơ hội nói ra. vội vàng bắt lấy nàng, đem nàng kéo đến ít người địa phương chậm rãi giải thích. ngươi làm gì? kéo ta tới nơi này làm gì? ngươi tưởng chơi lưu manh? không không không, lãnh tử hy ta thật không phải cái kia ý tứ, thật sự không phải cười nhạo ngươi. ai thật không biết như thế nào giải thích? xem đi, chính ngươi cũng nói không rõ còn nói bởi vì xem chính mình đáng yêu mới không tin đâu hừ kia hảo liền tính ngươi không phải cười nhạo ta vậy ngươi nói ta đáng yêu lại như thế nào giải thích ta ta thấy hắn lắp bắp thật muốn cho hắn một cái tác ta cái gì ta không nói tính lãng phí ta thời gian đang chuẩn bị đi đột nhiên bị giữ chặt nghe được là bởi vì thích ngươi mới cảm thấy ngươi đáng yêu hạo thần lớn tiếng nói xong oanh động vừa nghe cả người cứng đờ sau đó chậm rãi xoay đầu cứng đờ nói, ngươi. Ngươi. Vừa rồi nói cái gì? Ta nói ta thích ngươi, từ nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền thích thượng ngươi, bởi vì tưởng nhiều cùng ngươi nói ở chung sẻ, không cần bồi thường liền tự tiện nói làm ngươi thỉnh ăn cơm. Mỗi ngày chỉ cần một nhắm mắt liền mãn đầu óc là ngươi. Ngay cả ở xe lửa thượng nhìn thấy ngươi khi, cả người đều là vui mừng không thôi, xem ngươi bị thương ta toàn bộ sinh khí đến hận không thể đem bọn buôn người kia giết, nhưng ta không thể làm như vậy thực lý tính xử lý tốt một việc này. Đương nửa đêm trở lại giường đệm ta nhìn ngươi an tâm ngủ hạ ta mới dám nghỉ ngơi, buổi sáng lên gặp ngươi không ở giường ngủ khi, nổi điên giường như tìm ngươi. Ta người này không quá sẽ biểu đạt, nhưng ta thực khẳng định ta là thích ngươi không nghĩ bỏ lỡ ngươi. Ngươi nếu là đối ta không quá hiểu biết, khi một lần nữa giới thiệu chính mình, ta kêu Mạc Hạo Thần, năm nay 21 tuổi đang đứng ở đế đô quân khu bộ đội tam đoàn một doanh đảm nhiệm doanh trưởng chức, trong nhà thành viên có gia gia, cha mẹ còn có một vị huynh trưởng. Xin hỏi lãnh tử hy đồng chí, hay không nguyện ý cùng ngươi trước mặt người này xử đối tượng, sau này nhật tử xin yên tâm giao cho ta. Nghe xong cả người cảm giác hồn không biết chạy chạy đi đâu. Phản ứng lại đây khi cả người mặt đỏ tim đập da tốc. Ngươi! Ngươi tới thật sự a à. Mặt hạo thần chờ mong nhìn người trong lòng. Xem ra cũng không phải ta tương tư đơn phương, không thể tưởng được gia hỏa này so với chính mình còn sớm thích thượng, dù sao trong lòng sớm đã có đáp án cũng không có gì hảo băng khoăn. Đời trước không nói qua ngọt ngào luyến ái, vậy đời này hảo hảo bồi thường chính mình phía trước tiếc núi đi. Mạc hạo thần. Đến. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta lãnh tử hy đối tượng, về sau không chuẩn nhiều xem này nàng nữ nhân liếc mắt một cái, muốn toàn tâm toàn ý đối hảo. Nếu là phát hiện ngươi phản bội ta, vậy từ đây không bao giờ muốn ngươi, lại mặt khác tìm cái sau ngươi càng tốt nam nhân. Mạc hạo thần nghe nàng đồng ý cả người vui vẻ không thôi, có phải hay không tỏ vẻ cô gái nhỏ này về sau là ta đối tượng lạc. Ngươi yên tâm vừa rồi nói đều có thể làm được, sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi hảo. Thấy hắn ngây ngốc cười, nghiêm túc nói, ta đâu hiện tại lẻ loi một mình, cũng không biết nhà ngươi liền sẽ không ghét bỏ như vậy xuất thân. Mạc hạo thần vừa nghe vội vàng lắc đầu, sẽ không người trong nhà thực rộng rãi, không có như vậy nhiều công công vặn vặn, bọn họ đều thực duy trì trong nhà tiểu bối tự do yêu đương ân ân vậy là tốt rồi, tính ngươi quá quan. Kia, chúng ta hiện tại xem như yêu đương lạc. Đúng vậy ngươi vừa lòng không, nếu không phải xem ngươi lớn lên soái ta mới không thích ngươi đâu. Trong lòng nghĩ khẳng định không ngừng là soái còn có cá biệt nhưng ta mới sẽ không nói ra tới đâu. Mặt hạo thần sờ sờ mặt, xem ra cô gái nhỏ này là nhìn chúng ta mặt, lập tức nhớ tới không đối vừa rồi cô gái nhỏ nói thích ta. Ngươi vừa rồi có phải hay không nói thích ta? Sao? Đến làm sao vậy? vậy ngươi là gì thời điểm thích ta cười tủng tỉm nhìn nàng cả kinh cái này ngươi quản sao hừ càng không nói cho ngươi mặt hạo thần nhìn nàng biệt nữ bộ dáng cũng không truy vấn nàng dù sao biết nàng cũng thích ta là được khi ta về sau có thể kêu ngươi tiểu hy sao ngươi về sau cũng có thể xưng hô chính mình vì hạo thần hảo a không gì vấn đề khi tiểu hy ngày mai lập tức liền đi đánh luyến ái báo cáo như vậy tốt xấu cũng có cái danh phận có thể a à, ai nha không cần rối rắm này đó lạp, ngươi muốn làm gì liền làm đi dù sao cũng chưa ý kiến chỉ cần không cần dẫm điểm mấu chốt là được mặt hạo thần nghe nàng kia không sao cả thái độ tưởng đậu đậu nàng vội vàng kéo tay nàng chạy đến một cái góc tường bùng một tiếng đem nàng ấn ở trên tường ngươi ngươi muốn làm gì mặt hạo thần mỉm cười nói không muốn làm gì vừa rồi tiểu hy không phải nói làm gì cũng chưa ý kiến sao vậy cúi đầu chuẩn bị tới gần má ơi Người này như thế nào như vậy sẽ liêu a, à, không được lúc này mới vừa yêu đương không thể lập tức liền ném nụ hôn đầu tiên. Mặt hạo thần thấy nàng khẩn trương thực liền lập tức về phía sau lui, lừa gạt ngươi lạp, lần này trước buông tha ngươi lần sau nhưng không nhất định.